Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện ngôn tình hay. Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người, không biết còn có ai nhớ mình không, hay lại quên mất linh rồi. Do thời gian vừa qua sức khỏe mình không ổn định nên không đọc truyện cho các bạn nghe được. Dù giọng vẫn chưa tốt lắm nhưng nhớ các bạn quá nên mình đã trở lại rồi đây. Cho nên nếu đọc không được hay mong các bạn thông cảm giúp mình nhé. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới mang tên Tôi muốn chàng nam sủng này của tác giả Chu Kinh giới thiệu cô là đóa hoa tường vi nở trong đêm tối muôn hái cần dũng khí Hẳn là ngọn cỏ mềm đung đưa theo gió yêu hắn cần kiên định từng nghe nói những cô gái xinh đẹp đều cần nhất là phiếu cơm dài hạn nuôi dưỡng đáng tiếc lời nói này không dùng được với cô gái từ nhỏ đã được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay được anh trai yêu thương luôn để thạch sắc vi lên đầu bởi vì cô không chỉ đẹp mà còn vô cùng được sủng ái không chỉ nuôi chiều, có nước chiều đến vô pháp vô thiên. Trong thế giới của cô chỉ có cái Thạch Sắc Vi không cần, chứ không có thứ Thạch Sắc Vi muốn mà không được, cho dù là người đi nữa. Cho nên năm ấy, cô Đệ tiểu thư chỉ cần một câu nói, con muốn hắn thì Triệu Tử Hiển lập tức bị mang về làm con nuôi Thạch gia. Chẳng qua là không ai có thể ngờ tới, nửa đêm hôm đó Thạch Sắc Vi sẽ cưỡng ép Mỹ Nam Triệu Từ Hiển lên giường. Nửa là muốn cưỡng bức, nửa là muốn rửa trò vô lại cưỡng đoạt lần đầu tiên của hắn. Đáng tiếc, quá nửa đêm về sau, sư nữ như cô lại bị vùi dập co quáp ở trên giường cầu xin tha thứ. Sau khi bị sơ tái xong thì mới nghĩ tới cô là ngu ngốc nên mới cưỡng gian hắn. Đáng nhẽ là phải dụ dỗ hắn nói yêu cô. Lại quên hỏi hắn khi nào cưới cô. Dù sao cũng chỉ mình cô mới có thể trở thành vợ của Triệu Tử Hiền. Cái chuyện làm yêu kia chỉ có mặt dày mới không sợ bị bắt quả tàng tại giường. Chương 1 Tiếng chuông tan học êm ái vang vọng trong sân trường. Cửa chính mở rộng ra, từ nhóm học sinh trẻ trung sôi nổi lục tục theo nhau ra về. Họ gọi bạn, kéo bạn đi hoặc trụm đầu ghé tai. Tiếng lưu dìu khắp nơi để sức sống và náo nhiệt. Một chàng trai cao gầy lặng lẽ đi ở đám sau cùng, tóc đen, mắt đen ở giữa những người phương Tây thật là bát mát. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí chất trầm tĩnh, một thân một mình, không có bạn học cũng như bạn bè, mà trên người đồng phục học sinh mùa đông càng làm cho người hắn trông có vẻ cao hơn nữa. Da trắng nõ nà, tóc đen sạch sẽ, ánh mắt thâm thúy như viên ngọc đen không chứa chút tạp chết nào, thành khiết lãnh thạm, môi mỏng, lịch sự mà tuấn tú khuôn mặt trẻ tuổi như một mảnh trầm lặng. Hắn bước từ tốn, không nhanh, không chậm, ra khỏi cổng trường là dễ trái, đi bộ thêm chừng trăm mét nữa là đến gà tàu điện ngầm. Ngồi tàu điện ngầm chừng 15 phút, đi bộ thêm chừng 5 phút nữa là đến trước cửa ngôi nhà trọ 5 tầng quen thuộc. Những đám mây thấp màu xám xịt ngày càng dày, những cơn gió mạnh thổi qua mang theo không khí ẩm ướt và lạnh lẽo mùa đông ở paris rất ướt át nhưng không tính là quá lạnh nhưng gần đây nhiệt độ lại xuống quá thấp trong không khí tràn ngập hơi ẩm dự báo sắp có trận mưa to nhà trọ cũ không cao lắm nên không có thang máy hắn liền lên lầu ba dễ phải nhấn mật mã tiếng đề cửa két thanh thúy vang lên và bên trong là một căn phòng ấm áp không khí ấm áp khuếch tán ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi những vận dụng xa hoa tinh xảo bên trong không khí trôi nổi hơi thở ngọt ngào mà thơm ngát. Đôi mắt đen nhánh nhìn thấy đôi sẻ cao gót màu vàng kim ném lung tung trước cửa. Tương tình thoáng có chút phức tạp. Tiếp tục đi vào trong, ở giữa là ba chiếc vali hành lý với nhãn hiệu và hoa văn đắt giá phát lối đập thẳng vào mát. Nhãn của hãng hàng không còn chưa gỡ xuống, quả nhiên. Hắn thở mạnh đi vào phòng trong, visa đắt tiền cùng chiếc váy đỏ còn có tất chân nữa giải từ phòng khách đến phòng ngủ theo lối đi. Chiếc áo lót kêu gợi bằng tơ tằm màu đen, tùy ý ném lủng lẳng trên sofa. Chiếc quần lót cùng chất liệu nằm kiêu khích nơi cửa phòng ngủ đang hé mở. Đẩy cửa, ngón tay thon dài chờ dừng lại mấy giây, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Phòng ngủ giống hệt chiến trường, khắp nơi đều là đồ vật bị ném lẫn lộn. Trên bàn trang điểm bài lộn xộn tương tóe mỹ phẩm trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da. Trong căn phòng nhốn nháo như vậy, trên chiếc giường lớn, cô gái xinh đẹp mỹ lệ vẫn đang ngủ say. Ga trải giường bằng tờ sợi nhăn nhúm, da thịt óng ánh trong suốt nhãn nhụi như xe trẻ con, làm cho người ta không thể nhịn được mà muốn đưa tay vuốt phe. Ngón chân như bạch ngọc được khắc ra, từng mảnh, từng mảnh màu hồng của móng chân giống như cánh hoa nở rộ. Ma cả chân mảnh khảnh, bắp chân với đường cong đẹp đẽ, bắp đùi trắng như tuyết cuốn quanh chăn mỏng thon dài đến mê người. Đường cong phập phồng lung linh không thể che giấu nổi. Chiếc chăn mỏng miễn cưỡng coi như che kín được bộ ngực xinh đẹp. Theo từng nhịp thở của chủ nhân, giữa khe rãnh sâu cũng hơi rung động. Tóc dài đen nhánh như dòng biển càn rỡ xóa trên gối, gò má mềm mại đáng yêu, hàng mi cong lên như cánh bướm, cây mũi xinh đẹp và còn phiến môi đỏ tươi cô gái xe ngủ nằm trên giường kia đủ khiến cho người ta ngỡ ngàng không dứt. rất dễ nhận thấy cô gái dưới lớp chăn mỏng là không mảnh vải che thân chàng trai đứng ở cửa bên lặng lẽ nhìn ước chừng năm phút sau đó để chồng sách xuống dọn rén và vô cùng thuần thục bắt đầu dọn dẹp căn phòng bông thể trang cùng khăn giấy đã dùng nhanh chóng được quét cho vào thùng rác những chai lọ mỹ phẩm nghiêng hà cũng được xếp lại gọn gàng trật tự chiếc khăn tắm hơi ẩm được bỏ vào rổ quần áo đem đi giặt nhặt chiếc mặt nạ dưỡng da lên máy sấy ném trên mặt đất được rút ra cho vào ngăn kéo đem dép bị đá lung tung xếp lại xong xuôi động tác của hắn vừa nhanh chóng vừa nhẹ nhàng mà thành thục không tới ba phút phòng ngủ xốc xếch trở lại trình tề rộng rãi như cũ ngước mắt nhìn người vẫn đang ngủ say một chút, chàng trai từ từ đi ra phòng khách, mở vali hành lý, đem tất cả quần áo bên trong phân loại vào rổ quần áo giặt. Còn hai cái còn lại đem xếp gọn ra ngoài, rồi đem vali trống lau sạch sẽ cất đi. Phòng khách cùng phòng tắm bị ai đó làm loạn lên cũng được sắp xếp lại. Cho dù tối hôm qua hắn vừa mới lau dọn cả phòng xong, trong vòng một tiếng cả căn hộ 50 m vuông đã khôi phục lại trạng thái sạch sẽ, gọn gàng ban đầu. Hành động của hắn thuần thục mà có hiệu suất, hơn nữa hoàn toàn không phát ra chút âm thanh nào, chữ âm thanh của máy sưởi, tất cả đều yên tĩnh như không có ai vậy, giống như đã làm qua cả trăm ngàn lần, cho dù có nhà mát cũng biết thứ gì nên đặt ở chỗ nào. Sơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ kém 15, hắn đứng ở phòng bếp, trước kệ bếp chuẩn bị đồ ăn. Quả cà chua càng tròn được rửa qua nước trở nên sáng bóng, trứng gà tươi, rau xanh, nồi thịt bò ở trên bếp bay ra mùi thơm nồng nặc. Miếng cá tươi ngon cùng cua ốc được rửa xong, hàn đong vò gạo, đồng phục dày đã sớm cởi, chiếc áo sơ mi trắng tinh ủi phẳng phiu được sán lên, mọi cử động đều rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Một đôi tay bóng loáng mịn màng quấn lấy eo hắn, thân thể thơm tho từ đằng sau dính vào người hắn, cả lưỡi ướt át nóng sực từ từ liếm qua vành tai hắn thân thể hắn liền cứng thơ. Người ta đói bụng, thanh âm mềm mại mang theo chút khàn khàn, mười phần mê người. Động tác có chút dừng lại, cơm nấu xong ngay. Người ta đói bụng, ngữ điệu có chút nũ nịu, chiếc lưỡi mềm mại theo vành tay hắn giả xuống. Nhẹ nhàng trên cần cổ, trên da thịt từng chút, từng chút liếm láp. 15 phút, quay lại, thanh âm mang theo ý cầu dẫn. Hắn trầm mặc như trước, nhưng nhịp hô hấp đang lặng lẽ thay đổi. Đôi môi hôn ngày càng càn rỡ, ngón tay thon dài lục lọi trước ngực hắn, cởi từng nút, từng nút áo hắn. Như vậy, không thể được. Dưa tay lên để lại cái tay không hoan kia, thở dài, xoay người lại. Một giây sau hô hấp chợt dừng lại. Cô gái đang dính vào người hắn lại không có một mảnh vải che thân. Da thịt trơn bóng không tỉ vết được bảo dưỡng cẩn thận, dưới ánh đèn vàng thân thể như chân trâu hiện ra, đôi ngực eo cái mông, chân dài, mỗi phần mỗi tấc đều như một tòa thiên nhiên đẹp khiến người ta nín thở. Tóc quan đen bóng xóa xuống ôm trọn bộ ngực nửa hở nửa che, từng sợi đen nhánh làm nổi bật lên da thịt nhãn nhụi trắng như tuyết. Cương mặt trái xoan, đôi mắt như nước, đôi môi đang khẽ cắn. Khâu xoan phấn như vẫn yêu mị vô cùng. Cô gái này đúng là trời sinh xinh đẹp để cầu dẫn người. Cô cứ như vậy đứng trước mặt hắn, cứ mặc hắn nhìn, ánh sáng trong mắt lóe lên như những chấm nhỏ li ti giống như đang cất giấu bí mật của mình trên môi hơi cười cười khỏa thần trước mặt hắn hình như đó chỉ là một điều bình thường chàng trai có khuôn mặt trẻ con lại trắng nõn nên một chút màu sắc biến hóa cũng không che giấu nổi sao không mặc quần áo đỏ mặt âm thanh lộ vẻ trêu đùa thật đáng yêu lời này thật là đỏ mặt nhưng không chỉ bởi xấu hổ không được bảo tôi đáng yêu tức giận ngón tay mịn màng xoa má mà hắn nhiệt độ nơi đó nóng lên lòng cô cười to hơn thật là thật là đáng yêu người ta giúp hạ hỏa cho được chứ không đợi hắn trả lời cô trực tiếp hôn lên môi hắn xuôi lưỡi già nhẹ lên môi hắn rồi liếm hút chàng trai rất tức giận một chút cũng không muốn phối hợp nhưng cô không hại rất có kiên nhẫn hôn hắn biết rõ phải hôn như thế nào sẽ làm hắn động tình từng chút, từng chút kèm nhẹ qua cảm hắn, lại trở lại môi tỉ mỉ liếm, từ từ hôn, ngón tay từ bờ vai hắn trượt xuống lồng ngực, nhẹ lướt qua xương quai xanh tiếp tục việc trước đó chưa hoàn thành. Một nút, hai nút, ba nút, chàng trai lần nữa đè tay cô lại giúp cuộc hé môi thỏa hiệp, lưỡi của cô hài lòng đi vào thăm dò, linh hoạt lướt qua môi hắn, liếm qua lợi hắn, sau đó dừng lại ở những nơi nhạy cảm, lại tiếp tục cầu dẫn lưỡi hắn. Dù sao hắn cũng trẻ tuổi, dù sao cũng mềm lòng. Lưỡi của hắn vươn ra, tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh ôm cô thật chặt. Cô chủ động biến thành bị động để hắn mặc sức khôn, ngón tay lẽ bận nhanh chóng cởi nút áo, đẩy chiếc áo sơ mi ra, ngón tay nhẹ vui vẻ lồng ngực. Cô biết rõ từng điểm mẫn cảm của hắn, hiểu vui vẻ nơi nào hắn sẽ có cảm giác, lòng ngón tay khẽ cả qua đầu vú hắn, quả nhiên nghe thấy tiếng hắn thở dốc. Cô luôn luôn hiểu cách câu dẫn hắn nhanh nhất mà hắn cho tới bây giờ cũng không phải là đối thủ của cô. Hắn thở dài, bàn tay ở sau lưng cô phút ve, châm lửa. Nhìn thấy yết hầu của hắn trượt lên xuống phập phòng mà nụ cười cô càng thêm kiểu diễm, đến gần trước ngực hắn chậm chạp mơn trớn. Bữa tối của người ta đâu? Hắn đưa tay bắt lấy cô mà cô lại như con cá giả hoạt chạy đi, mái tóc đen nhánh lướt qua lòng bàn tay hắn ngơ ngáy mang đến cảm giác run rẩy mãnh liệt cô ngoái đầu lại đôi môi hé nở nụ cười về hắn mười phút sắp hết rồi mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cũng khí thịnh nếu như cứ vì ý tứ khiêu khích đùa bỡn của cô mà bỏ qua như vậy thì đó tuyệt đối không phải là tính tình của hắn đùa bỡn đến nước này thì phải trả giá thật lớn Cô gái vừa né ra chạy đến phòng khách, liền bị đẩy ngã. Chiếc áo sơ mi trắng lần nữa bị kéo xuống, quần dài hắn cũng không kịp cởi, mà cô cả người trần chuông, bộ ngực tuyết trắng bị bàn tay nóng bỏng nắm chặt, điên cuồng xoa nắn. Thắt lưng xinh đẹp bị đè xuống, thành đường cong xinh đẹp. Cái môi cong nhếch lên thật cao, tư thế như vậy để thân thể nam tính đè ở phía sau, ngang nhiên sầm chiếm. Cô có rút lại từng hồi, hắn mạnh mẽ sâu lên, Cuối cùng nằm trên cô buông thả chính mình. Tôm sống còn bật tanh thách, miếng cá tươi ngon, nấm thơm lừng cùng với cà rốt vốn lại để nấu một bữa tiệc phong phú. Cuối cùng nấu thành món đơn giản và cũng rất ngon miệng là cơm hải sản và canh thịt bào hầm. Thầy Sắc Vi ngồi ở bàn ăn nhai ngấu nghiến, cô thật là đói bụng nên ăn cơm rất vội vàng nhưng vẫn trông cực kỳ đẹp mắt mái tóc xoăn dài tự nhiên xóa trên vai, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Eo thon, chân trắng như tuyết, vẫn cực kỳ xinh đẹp. Triều Tử Hiền mặc chiếc áo khoác, ngồi đối diện với cô yên lặng ăn cơm, động tác lịch sự, vẻ mặt chuyên chú. Cô miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía cái tên tiểu quỷ lúc nào cũng giả bộ thầm trầm kia. Vừa rồi còn điên cuồng hơn ăn thịt người, nhưng bây giờ lại quang mình lỗi lạc khiến cho cô không nhịn được trêu chọc hắn ăn ngon không? hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô. cô cầm cái thìa lên, chiếc lưỡi nan mềm hé ra liếm từng chút một từ trong ra ngoài. ánh mắt tà mị nhìn hắn là da trắng như đổ sứ tinh thế, còn lưu lại ấn ký màu hồng nhạt theo cổ áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện. hắn nắm chặt thìa trong tay, con người co lại, một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời hai chữ: ăn ngon. a à hiển. Cô ý kéo dài thanh âm mang theo mị hoặc mãnh liệt, thân thể cô lướt qua bàn ăn cúi xuống trước mặt hắn, vươn lưỡi liếm qua môi hắn. Ăn người ta ngon hay là thức ăn ngon? Hửm. Hô hấp của hắn cứng lại, không thể ngăn cản được hấp dẫn mãnh liệt, muốn đưa tay kéo cô vào lồng ngực, nhưng cô lại cười đẩy hắn ra, trở lại ghế ngồi của mình, lắc đầu. Người ta rất mệt mỏi. Cự tuyệt cũng là sự thật. Một tuần qua bận rộn mà ngủ ít khiến thể lực cô sớm tiêu hao. Sáng hôm nay xuống máy bay về nhà chỉ ngủ được chừng 5 tiếng. Trận hoan ái vừa rồi tiêu hết thể lực cô vừa mới bổ sung. Trần rất mỏi, cô nũ nịu oán trách. Dĩ nhiên làm mỏi, vừa mới bị hắn để xuống đất hung hăng một trận hơn tiếng đồng hồ, không hỏi sao được. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, mắt hắn lại sâu hơi nữa. Lần nữa người ta muốn tắm, có phải massage cho người ta? Nữ vương xem như chuyện đương nhiên hạ lệnh. Tắm. Khi nóng trong bồn tắm bốc lên mù mịt, cô nằm trong bồn giữa đống bọt tuyết trắng, vừa bóng loáng so với bọt còn trơn bóng hơn, đó chính là da cô. Hình ảnh như vậy chỉ cần tưởng tượng cũng đã khiến cho hắn. Cậu sao lại đỏ mặt? Ngón tay thon dài của cô khẽ xoa xoa ở má, quan sát hắn, có phải lại đang nghĩ đến chuyện xấu, mặt có thể đỏ đến như vậy, thật là đáng yêu không được bảo tôi đáng yêu. Hắn trừng mắt nhìn cô, bất mãn, khá nghị. Tôi cũng không phải là trẻ con. Không phải sao được, vẻ tức giận kia rõ ràng là đúng nha. Ngũ quan hắn rất thành tú, trời sinh mặt trẻ con, con da thì có phơi nắng cũng không thể đen đi được, càng khiến thêm ngây thơ, đôi môi đỏ nổi bật. Hơn nữa tuổi còn trẻ chưa thoát khỏi thiếu niên đơn thuần, trông giống như bụi cỏ non, thật là đáng yêu nhưng bụi cỏ non này đã bị cô ăn sạch sành xanh thật sự là quá tốt cô đưa tay cầm bàn tay hắn a à hiển nhà ta càng ngày càng đáng yêu cô gái này thói quen vẫn không thay đổi luôn luôn thích trêu chọc hắn nhưng hắn có thể với bất kỳ ai cũng để mặt lạnh riêng đối với cô không thể hất tay cô ra lại rất giận như chỉ có thể trầm mặc cúi đầu ăn làm như không nghe thấy thật không thể tự nhiên được nha thạch sắc phi cười cười đẩy cái đĩa thức ăn của mình sang hắn tay người ta mỏi đút cho người ta ăn đi mà kệ hắn vừa mới hởn rỗi đại tiểu thư ra lệnh như là chuyện đương nhiên làm người ta giận sôi gan nhưng hắn vẫn làm theo cô tùy tiện ngồi trên đùi hắn tựa vào trong ngực hắn để hắn cầm thìa lần lượt đút từng thìa cơm hải sản giống như theo thói quen được phục vụ cô hưởng thụ ngay thoải mái khép hở mắt, đầu tựa vào vai hắn, chỉ việc há mồm và nhai là được rồi. Hành động đã vô cùng quen thuộc, hắn đút cô một thìa thì thừa tiếp theo là cho hắn, một bàn cơm hải sản cứ phơi dần. Tuổi hắn tuy nhỏ nhưng vô cùng tỉ mỉ, từng thìa đút vào miệng cô không lớn không nhỏ, vừa đủ, cô muốn ăn canh cũng không cần phải mở miệng, thìa đã đưa tới bên môi. Cả bàn đầy thức ăn được ăn sạch sẽ, đương nhiên phần lớn sẽ vào bụng hắn. Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp đem đĩa xoài đã được gọt sẵn mang ra. Cô vừa ăn hoa quả vừa nhìn hắn dọn dẹp bát đũa trên bàn. Nhìn hắn làm việc nhà thoạt nhìn có vẻ thành thục không tưởng tượng nổi. Vóc người hắn rất cao, đã được mét tám và còn có thể cao hơn nữa nhưng không phải cái loại thân hình vỡ. Hắn nhìn có vẻ cao gầy. Chỉ có cô mới biết khuôn mặt thành tú kia đã che giấu đi thân thể rất rắn chắc. Chiếc áo sơ mi màu cho hắn mặc trên người mang đầy khí chất nhỏ nhã, lịch sự. Tại sao có thể có đứa trẻ ngoan như vậy nhỉ? Thông minh có thể có nhiều, nhưng quan trọng nhất là chịu khó. Hơn nữa tính tình lại rất tốt mới có thể chịu đựng được cô bát nạt. Có thể thấy ánh mắt của cô cho tới bây giờ vẫn không tệ, từ nhỏ đã được chứng minh. A à Hiển, cô ngoắc ngoắc tay gọi hắn. Hắn quay người lại, trên môi ngay lập tức bị in dấu hôn mang theo vị xoài ngọt ngào. Đôi mắt sáng trong của cô tràn đầy vẻ vui sướng và thỏa mãn. Xoài rất ngọt. Cô ấy còn ngọt hơn, chỉ cần cô cười với hắn như vậy, hắn có thể muốn sơn toàn bộ cho cô. Nhưng toàn bộ của hắn có thể có bao nhiêu? Cúi đầu đã lấy gáy cô, hôn cô sâu hơn, nếm vị xoài ở trong miệng cô, càng nếm đủ những điều khổ sở càng hôn sâu càng không thể buông tay làm sao có thể buông tay đây loang thoáng tiếng nhạc vang lên bọn họ đang hôn khó có thể chia lìa cũng không thèm nghe điện nhưng người đang gọi điện như cố tình muốn đuôi tính nhẫn nại với họ chuông reo không biết bao nhiêu lần sống chết cũng không chịu dừng cô thở ra dưới môi hắn khẽ đẩy hắn ra hắn không chịu buông môi cô ra đầu lưỡi còn quyến luyến khẽ liếm đem điện thoại di động tới đây Đại tiểu thư chỉ và nói Hắn hớn hở tuân mệnh Cũng không hỏi cô xem để ở nơi đâu Bởi vì cô nhất định là không biết Trực tiếp men theo tiếng chuông tìm kiếm Suốt cuộc lấy ra ở dưới gối Là ai? Cô tiểu thư ngay cả tay chân cũng lửa nhác Đồng tiểu thư Đồng thị thiên kim tiểu thư Bạn từ nhỏ của Thạch Sắc Vi Cũng là chị dâu tương lai Đồng gia thiến Ô, cô cầm một miếng xoài vàng ươm bỏ vào miệng Nghe luôn đi Hắn không dị nghị nhấn phím khô, đầu bên kia chuyển tới là giọng của một cô gái không thể gọi là dịu dàng. Thạch Sóc Vi, mày làm gì mà lâu vậy mới nhận điện thoại của tao? Đều là đại tiểu thư được nuông chiều nên tính khí không tốt lắm. Hơn nữa đồng giai thiến còn được Thạch Quân Nghị càn rỡ dung túng ở bất kỳ đâu. Đồng tiểu thư, tôi là Triệu Tử Hiển. Thanh âm lãnh đạm, lạnh băng khiến đại tiểu thư nổi đoá. Đồng giai thiến dừng lại mấy giây sau, cân nhắc rồi phát hiện hình như mình không dám chọc tên con trai trầm mạc này giọng điệu hơi chậm nó có ở đó không liếc nhìn người nào đó đang vô tư ăn trái cây có được kêu chị gái cậu tới nghe điện đi triệu tử hiển nắm chặt điện thoại bàn tay hơi cứng nhắc sau đó đi tới bên cạnh đưa cho cô cô ta bảo đưa thật phiền phức thầy sắc vi rút khăn giấy lau tay cầm lấy rất không bình tĩnh hỏi có chuyện gì Nhắc tới ở trên đời còn có ai so đại tiểu thư đồng giai thiến còn lớn hơn, người đó ngoài thạch sắc phi thì không còn ai nữa. Hai kẻ mạnh gặp nhau tất phải có kẻ yếu hơn, mà kẻ đó tất nhiên là đồng giai thiến. Ta muốn hỏi lễ Noel chúng mày có kế hoạch gì không? Anh mày hy vọng mày về nhà một chuyến. Chuyện của tháng 12 thì làm sao tao biết được? Tức giận cắt tứt. mày sẽ vì loại chuyện này mà gọi điện thoại. Hừ hừ, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Hai, làm gì mà thẳng tuột như vậy? Bên kia cười duyên, người ta muốn hẹn bạn tuần sau đi xa Milan xem trình diễn thời trang ha. Không rảnh, xem trình diễn. Cô mới từ sàn diễn ồn ào trở về, không có ý định quay lại. Sau vì, mày là tốt nhất, đi với tao đi. Thế thì tìm anh trai tao đi cùng ai cũng biết đại công tử họ thạch là người cuồng công việc đến thế nhưng đối với bạn gái luôn trăm ngàn lần thuận theo đi xem diễn thời trang thôi mà có cái gì khó đâu anh ấy đi thượng hải công tác nửa tháng sau mới trở về khó trách cô tiểu thư này lại gọi đến dây dưa với cô thạch sắc vi bên tai vẫn nghe nói chuyện nhưng mắt không tự giác lại nhìn về phía cái người đang ngoan ngoãn dọn dẹp kia rõ ràng động tác vẫn gọn gàng như cũ như sao cô có cảm giác hắn đang tức giận Sao đột nhiên lại tức giận Ta nói với mày này Em trai mày nói kiểu gì mà lạnh băng như vậy Một chút thay đổi cũng không có Khiến người ta chết xét à Hàn đôi với mày chẳng lẽ cũng như vậy Đồng giai thiến đột nhiên chuyển đề tai Giọng đầy oán trách Em trai thì ra là nguyên nhân ở chỗ này Chương 2 Triệu Tử Hiển chính là đứa trẻ của Thạch Gia, chính xác là được Thạch Gia nhận nuôi. Nguyên nhân nhận nuôi hắn không phải là vì vợ chồng Thạch Thị nhìn chúng hắn. Hắn có thể vào ở Thạch Gia chỉ bởi Thạch Sắc Phi mà thôi. Cứ hàng năm, vợ chồng Thạch Thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà. Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình cũng dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã 14 tuổi, nhưng cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được thạch ra cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ. Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng. Mọi người cũng vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng cô, theo cô chơi mà cô cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ chấp nhận. Vì vậy, thành đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia chơi đến tận 2 tiếng. Lúc gần đi lại chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong khóc, nói với cha mình. Con muốn hắn. Nghe từ muốn hắn cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như là chuyện đương nhiên, giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục. Thạch ký nhất vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông nhưng nhận nuôi một đứa trẻ thì không thể nào sự thật chứng minh thạch sắc vi muốn đổ hay muốn người tới bây giờ không thể không có được thế cho nên hắn mới ở đây có thể ở bên cạnh cô thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng pháp hơi ồm ồm nặng nề giảng viết trên bảng chi chít những công thức phức tạp mà suy nghĩ của triệu từ hiển cũng đã bay khỏi thế giới logic này năm ấy hắn 7 tuổi đến cô như viện đã gần một năm Cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời nên hắn phải vào đó. Cuộc sống của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn. Vốn là gia đình ấm áp có ba người bởi một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình. Cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi hắn, vì thế hắn phải đến cô nhi viện. Ở giữa một đám trẻ tóc vàng mắt xanh, hắn cũng không tính là xuất sắc. Thân thể nhỏ gầy cũng không coi là đẹp. Hơn nữa hắn trầm mặc ít nói, tính tình cô độc, số tuổi lại lớn, không phải đứa trẻ 2-3 tuổi, hoặc điều kiện người nhận nuôi rất kém cỏi, hắn cũng không có nghĩ tới có thể bị nhận nuôi. Hắn an phận sống trong cô nhi viện, trong thế giới của riêng mình, xung quanh cùng hắn không liên quan, hắn cũng không quan tâm. Nhưng Thạch Sắc Phi có thể nhìn chung hắn thì thật là kỳ quái. Hôm đó hắn vẫn trầm mặc như vậy, một câu cũng không nói, sao có thể được đại tiểu thư đặc biệt coi trọng đây, nhưng vẫn được. Nhiều đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát, xinh đẹp, anh Tuấn, các loại màu da đều có, nhưng cô lại cố tình chọn chúng hắn. Hơn nữa còn rất rõ ràng, vợ chồng Thạch Thị không nghĩ đến việc nhận con nuôi. Bọn họ đã có con trai, có con gái, là một lòng coi trọng huyết thống trong nhà, làm sao có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đây? Nhưng đại tiểu thư muốn, không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ai bảo thạch gia mặc dù tài phú kinh người, đáng được học hỏi, lại không nhiều con cái trong nhà. Đến đời này, chỉ có hai đứa con là thạch quân nghị và thạch sắc phi. Con trai thì ưu tú, cần phải thừa kế gia nghiệp nên yêu cầu nghiêm khắc. Mọi đứa con gái duy nhất dĩ nhiên là chân bảo phi phàm. Tiểu công chúa này được sủng ái lên tận trời. Chỉ sợ cô không cần, chứ không sợ cô muốn mà không có vì vậy quan niệm gia phong cực kỳ nghiêm khắc như thạch kỳ nhất cũng không để lại được tính tình la lối om xòm lại thích đùa bỡn của cô con gái yêu rốt cuộc nhường bước nhận nuôi triệu tử hiển triệu tử hiển không muốn sửa họ vậy thì cũng tùy hắn dù sao hắn cũng là trẻ mồ côi căn bản không xứng với dòng họ thạch cao quý coi như là thạch sắc phi tìm bạn chơi cứ như vậy triệu tử hiển bị thạch sắc phi kiên trì đưa vào thạch gia trở thành đứa con thứ ba nhưng chưa bao giờ được chính thức giới thiệu mọi người. Phần lớn mọi người thậm chí không biết Thạch Gia có nhận nuôi một đứa trẻ. Ở Thạch Gia 11 năm, hắn biết rõ thân phận cùng địa vị của mình, tuân thủ nghiêm ngặt quý củ. Mặc dù Thạch Sắc Phi thích xe bảo hắn, đi đâu để muốn mang hắn theo, nhưng hắn biết ở Thạch Gia này chỉ có cô là người duy nhất quan tâm đến hắn và cũng là người hắn thích nhất. Vợ chồng Thạch Thị cũng không nói gì, thờ ơ cũng là may rồi, xem như sắc mặt cũng không tệ lắm. Thạch Quân Nghị thì buổi đầu học tập, thậm chí ngay cả mặt cũng khó mà nhìn thấy, nên tình cảm tự nhiên cũng không gắn bó nhiều. Chỉ có Thạch Gia Đại Tiểu Thư tinh khí vô cùng tùy hứng, điều ngoài lại giả hoạt nhưng lại đối với hắn thật lòng nhất. Ít nhất hắn hiểu trong lòng, những người giúp việc đang cười nhạo hắn nên bị thanh âm cáo kỉnh của cô phản pháo lại ngay giọng có mấy phần chân tinh. Đồng thời hắn cũng hiểu từ nhỏ đến lớn bạn học có ý làm khó dễ nên bị cô lớn tiếng mắng không thường tiếc. Hắn biết trong đó có bao nhiêu kiên cường. Cùng nhau lớn lên, cô đối xử tốt với hắn. Hắn vẫn im lặng. Không phải hắn không hiểu cô là người vô tình đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, tựa như một tầng lửa thiêu đốt thẳng vào, xinh đẹp mê người. Khi đại tiểu thư đến Pháp du học và yêu cầu hắn đi cùng thì hắn một chút xa dự cũng không có. Cứ như vậy rời khỏi nước Mỹ quen thuộc đến Pháp học tập. Vợ chồng thạch gia cũng rất vui vẻ so với để con gái bảo bối một thân một mình sống ở Paris. Có hắn ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của con gái để cho bọn họ yên tâm thì càng tốt. Dù sao hắn đã chăm sóc đại tiểu thư nhiều năm như vậy, bọn họ cũng sớm đã thành thói quen. Bên cạnh Thạch Sắc Phi có Triệu Tử Hiển, một đứa em trai là chuyện đương nhiên. 6 năm, bọn họ ở nước Pháp đã được 6 năm. Đến bây giờ hắn sắp tốt nghiệp trung học, sắp thi đại học mà cô lại sắp tốt nghiệp đại học. Bởi vì hắn đi học trễ 1 năm nên khoảng cách so với cô đã biến thành 4 năm. Mở bàn tay ra, nhìn thấy chỉ tay rõ ràng, nhưng đôi bàn tay này vẫn là hai bàn tay trắng, không thể cho cô bất kỳ điều gì thậm chí học phí đều là thạch gia chi trả. Mặc dù đối với họ mà nói, đó là một khoản tiền lẻ không đáng giá để nhát tới, nhưng hắn cũng không muốn lấy. Hắn bây giờ không chỉ có một mình, còn có cô. Cô gái là thiên kim tiểu thư từ ngày ra đời, đã được tỉ mỉ nuông chiều, cha mẹ thương yêu, anh trai bảo vệ. Cô trở sinh chính là để tới hưởng phúc, người nào lại cam lòng để cho cô chịu khổ nhưng bây giờ lấy năng lực của hắn còn rất xa xôi để làm được điều đó hắn thống cận cái cảm giác vô lực này quan hệ của bọn họ được phát triển quá sớm mà năng lực của hắn lại tiến triển quá chậm ngón tay từ từ nắm chặt hắn muốn dùng hai tay của mình tự lập và chăm sóc cô cả đời nhưng bây giờ hắn không thể ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn học xong đại học nỗi khổ sở nồng đậm trong lòng tràn ra hắn thống hận cảm giác này vô cùng thống hận. Tiếng chuông tàn hảo vang lên, ca đứt suy nghĩ mông lùng của hắn. Thời gian buổi trưa cứ như vậy trôi qua mà hắn hoàn toàn không để ý. Thì ra thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Cứ nhiên cho tới trưa thời gian cứ như vậy qua, hoàn toàn không có cảm giác. Thì ra là những ký ức trước kia đã qua lâu như vậy, đã dùng thời gian nhiều như vậy để suy nghĩ. Hai Triệu, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm không? gương mặt thành thuần ngọt ngào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn biết cô, Elin, bạn học cùng lớp, hai năm học trung học vẫn vô cùng thân thiện với hắn, thường xuyên bắt chuyện cùng hắn. Không cần, nhưng vẫn cự tuyệt, hắn nhanh chóng thu thập xong sách vở của mình mà không để ý đến gương mặt thất vọng. Trên đời này, trừ Thạch Sắc Phi, hắn có thể cự tuyệt bất kỳ ai, hơn nữa tuyệt đối không vì thế mà đau lòng đi ra khỏi phòng học vừa lúc điện thoại di động chuyển đến tiếng tin nhắn lấy mở ra bữa tối người ta muốn ăn tôm hùm đông lạnh sườn cừu hầm nước dừa và bánh pudding giọng điệu quả đúng là thạch sắc phi trực tiếp ra lệnh chưa bao giờ suy nghĩ xem người khác có khó khăn hay không không quan tâm đến mùa gì hay ở nước đó có loại thức ăn này không nhưng cô muốn ăn vậy có vấn đề gì một chiếc ferrari mới lướt nhẹ nhàng băng trên đường phố paris không phải là chủ nhật nên ba giữ chiều đường phố giá thoáng vô cùng. Thạch Sắc Phi ngồi ở ghế lái xe, ngón tay xinh đẹp bóng loáng để trên vô lăng. Ngoài xe từng giọt mưa rơi tí tách, còn trong xe mở nhạc để mê hoặc của Hy lên cigara. Cần đạt nước đều đều gạt qua kính chăn gió, mưa ngớt dần. Hôm nay tâm tình cô rất tốt, thiết kế trình diễn ở London được đánh giá cao và được chú ý nhiều. Ngay cả ông thầy nghiêm khắc nhất là Mark Finn Người thiết kế của công ty MC cũng mỉm cười với cô. Lần này thực sự cô đã làm rất tốt. Sự thật chứng minh, không có hào quang của thạch gia đại tiểu thư bà phủ, cô vẫn hoàn thành xuất sắc. Tốn cả nam trời chuẩn bị, bao nhiêu đêm không ngủ để chỉnh sửa, suốt cuộc cũng có thành công hôm nay. Cô biết lần này thành công đối với cô quan trọng đến mức nào. Buổi trình diễn còn chưa kết thúc, đã có nhiều công ty lớn liên hệ với cô những cơ hội này sẽ có nhiều người mơ ước nhưng lại không phải điều cô muốn. Cô muốn sáng lập ra nhãn hiệu của chính mình, mở công ty, không cần phải làm cho người khác. Cô là đợi tiểu thư của thạch gia còn có đống tiền bạc để hoàn thành giấc mộng của mình. Tại sao không? Cô thấy cầm tiền của nhà mình mở công ty cũng không phải là điều gì sai trái. Cô sinh ra trong gia đình có tiền, vốn khởi điểm sẽ cao hơn người khác. Có thể đi đường thẳng thì tại sao lại phải đi vòng? Từ nhỏ cô đã ăn mặc, đồ dùng đều là thứ xa hoa tinh tế. Thói quen này chính là cách sống của cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc tốn tiền. Dù sao thì anh trai cũng kiếm tiền nhiều hơn cha cô, đời này cô coi như không làm cũng thừa tiền tiêu. Cô biết mình có tài, còn có tiền, tại sao lại không lợi dụng? Rõ ràng một năm có thể thành công, tại sao phải kiên quyết đòi tự lập, để rồi sau 10 năm hay vài chục năm sau mới thành công? Kiểu như vậy cô khinh thường. Cô là Thạch Sắc Phi, là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Thạch. Cô có tư cách hưởng thụ vì sao lại không cần. Cuộc sống của cô không cần khổ cực, không cần vì tiền mà phiền não. Tất cả đều thuận theo tâm ý, muốn như thế nào đều cũng có thể. Những điều này đã tạo cho cô cá tính phách lối, tự cao tự đại. Nhưng cô lại biết có trường mực, không bao giờ dùng mọi thủ đoạn để đạt được cho nên từ nhỏ đến lớn mặc dù cô có tính khí đại tiểu thư nhưng bởi vì cởi mở thẳng thắn bạn bè nhiều vô cùng nhân duyên cực tốt nhất là duyên với người khác phái càng thêm tốt đến mức cho người khác phải tặc lưỡi hít hà từ tiểu học học sinh nam theo cô nhiều vô số bất kỳ là con nhà thế gia có lòng cầu tiến có khát vọng cũng đều bị nụ cười của cô trong nháy mắt đánh gục nhưng cô không hề muốn họ bất kỳ ai cũng không muốn khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô gọn gàng dễ sang con đường bên phải. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, trong mắt của cô cũng chỉ thấy thiếu niên trầm mặc cuột cường kia. Trong tiếng cười vui náo nhiệt, chỉ có một mình hắn ngồi trầm mặc ở đó, một mình yên tĩnh. Không giống như những đứa trẻ xung quanh cô, cũng không giống như cảnh diễn trên TV hay trong tiểu thuyết, Cô ý làm mình bất đồng để gây sự chú ý. Hắn chỉ đám chìm trong thế giới của chính mình, không ai có thể vào được. Mà hắn cũng không muốn ra ngoài, chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen nhìn ra là người trưởng thành trước tuổi. Trong nhẹ mắt cô thấy hắn, len lén quan sát hắn. Cô phát hiện mình có cười ngọt ngào hơn nữa thì hắn vẫn không thèm ngước mắt nhìn. Mặc kệ cô cùng bọn trẻ chơi vô cùng hào hứng, hắn vẫn thở ơ. Đến khi phát quà tặng, tất cả bọn trẻ đều hưng phấn xếp hàng, thế nhưng hắn vẫn không thèm nhìn một chút. Thế giới của hắn giống như chỉ có một mình hắn, không có người khác, khiến cho người từ bé đến giờ vốn là trung tâm không thể hiểu được. Vì thế, thế giới của hắn, cô cố tình muốn xông vào. Lúc ấy, cô không hiểu vì sao cứ kiên quyết muốn nhất định là hắn, muốn hắn bên cạnh cô, muốn trong mắt hắn không chỉ có chính hắn, nhưng ai mà ngờ được đã kiên trì đến 11 năm. Lúc ban đầu chẳng qua là thói quen, thói quen của hắn bên cạnh, yên lặng ít nói, tùy tiện mà kệ để cô phát cáu, phát giận. Chỉ cần không quá phận, hắn cũng không để ý, thậm chí thỉnh thoảng còn chọc hắn để cho hắn bớt giả đi. Biểu hiện cho đúng với tuổi của mình, cô cũng thấy vui vẻ. Nhưng mặt khác cô biết, thái độ của hắn với người khác hoàn toàn không giống với cô. Mặc dù nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng so với nữ vương phát lối như cô, hắn có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Nhưng trầm ổn thì sao? Dù sao vẫn là tiểu quỷ, nghĩ đến bộ dạng hắn thỉnh thoảng tức giận, giận dỗi buồn bực, trên môi cô nụ cười càng đậm. Hắn cũng chỉ như vậy khi ở trước mặt cô, cô thích loại độc nhất vô nhị này. Cảm giác ban đầu đối với hắn thì cũng chỉ là tò mò mà thôi, muốn hiểu biết hắn nên muốn cha mẹ nhận nuôi hắn để cho hắn ở bên cạnh cô. Nhưng thời gian càng lâu, cô càng cảm thấy ở cùng hắn là chuyện hạnh phúc đến mức nào. Lúc cô một thân một mình đến Paris du học, cảm xúc này mới dâng lên đến tột cùng. Lần đầu tiên xa hắn, sau khi rời đi mới thấy không có hắn làm bạn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhiều năm như vậy, hắn một mực, mực bên cạnh cô, chưa bao giờ rời đi, cô cũng coi là chuyện đương nhiên. Cha đồng ý để hắn đi cùng với cô và hắn ở bên cạnh chăm sóc cô. Từ tiểu học đến giờ, ngắn ngủi mấy năm, mà mày hắn nảy nở đường hét càng thêm rõ ràng thanh tú nhỏ nhã, hoàn toàn khác với khuôn mặt góc cạnh cá tính của chàng trai phương Tây. Hắn trầm ổn nội liễm, có vẻ khiêm tốn thần bí của chàng trai phương Đông. Hơn nữa vì thân thế nên trong mắt hắn luôn mang vẻ buồn. Chàng trai như vậy cực kỳ có sức hút, cho nên hắn thường bị những nữ sinh xinh đẹp chạy tới tỏ tình, yêu cầu qua lại. Không hiểu vì sao những chuyện như vậy khiến cô cực kỳ cảm tức, mỗi lần thấy sẽ vô cùng tức giận, vô cùng giận dữ mắt lạnh cũng được mùa miệng chua ngòa cũng được cô đều sẽ nghĩ cách để đuổi đám nữ sinh kia đi sau đó giận dỗi với hắn bắt hắn phải đảm bảo chỉ có nhìn cô không được nhìn nữ sinh nào khác ban đầu cô cho rằng là mình bị nung chiều quá mức tính chiếm hữu mạnh về sau cô mới hiểu được thì ra cái cảm giác khó chịu không thoải mái kia là ghen thật nực cười thân là thạch ra đại tiểu thư xinh đẹp mà lại biết ăn giống chua như mấy cô nhau kia nhưng sự thật là thế, đến Paris mới phát hiện hắn có ý nghĩa với cô, cho nên cô lại càng tùy hứng muốn hắn ở cùng. Dù biết hắn không biết tiếng Pháp, tuổi lại nhỏ, chỉ sợ sẽ rất khổ cực, nhưng cô vẫn kiên trì. Giống như quá khứ, bất kỳ điều gì cô yêu cầu, hắn đều không xị nghĩ, chấp nhận toàn bộ, là nhập học, mất nhiều thời gian để học ngôn ngữ, ở trường học bị bài xích, không phải là cuộc sống quen thuộc, nhưng hắn cũng không oán trách cô một lời hắn vẫn ở lại chăm sóc cô. Cô biết hắn có lòng tự ái mạnh, cho nên không bảo cha mua cho cô biệt thự xa hoa, chỉ mua phòng nhỏ ở khu nhà trọ. Thành ra sẽ chỉ trả học phí và phí sinh hoạt cho hắn, còn hắn sẽ có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cô. Có như vậy hắn mới cảm thấy an lòng. 6 năm qua, hắn làm được nhiều việc hơn những nữ sinh bình thường có thể làm. Mặc dù sinh ra ở nước Mỹ, nhưng cô không phải đặc biệt thích ăn đồ Tây, cực kỳ thích đồ ăn Trung Quốc. Vì thế hắn vừa đi học vừa phải đi học nấu ăn. Vì cuộc sống tùy hứng nên cô không sợ làm phiền hắn dọn dẹp đống bừa bãi do chính mình tạo ra. Cô cũng không thích có người lạ trong nhà, cho nên những việc nhà hay nấu nướng, tất cả đều do một tay hắn làm. Vừa đi học vừa phải chăm sóc cô, so với đám nam sinh cùng lứa, hắn có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn nhiều. Cô biết hắn đối tốt với cô nhưng không biết phần tốt này do để đền ơn hay là vì cái khác. Hắn quá kín đáo nên cô hoàn toàn không nhận ra được. Tình cảm giữa bọn họ rất mập mờ, chưa rõ ràng. Là bạn cùng nhau nhưng lại chưa bao giờ nắm tay. Mãi cho đến nửa năm trước, vào cái đêm sinh nhật hắn tròn 18 tuổi, cô tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn, nến rất thơm, thức ăn rất tuyệt, rượu đỏ rất nồng. Bọn họ nhìn vào mắt nhau nhiều hơn bình thường, Cô nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn, điều này đã khích lệ cô chủ động, dù bọn họ hôn nhau. Sau đó, cô dùng lần đầu tiên của mình kết thúc luôn lần đầu tiên của hắn. Hai người đều là người mới học nghề, thật may là có vị cồn thúc dục cũng may trước đó cô cũng đã xem qua. Mà dù nhếch nhác nhưng dù gì cũng thành công, đau gần chết làm cô hung hăng cắn một phát lên cánh tay hắn. Hắn khiến cô chảy máu, đương nhiên cô cũng cho hắn hưởng cùng. Đến bây giờ trên cánh tay hắn vẫn còn lưu lại vết sẹo thật sâu. Đó là ấn ký của cô để lại cho hắn. Có những thứ không phá vỡ thì không thể cảm nhận được. Khi cấm kỵ giữa bọn họ bị phá vỡ thì tất cả không còn có thể quay trở lại như trước. Tình cảm của cô đối với hắn từ khi đến Paris càng về sau càng được khẳng định, càng ngày càng rõ ràng. Cô đã sống 21 năm, đã quá hiểu chính mình, cái gì muốn nhất định phải tới tay, nhất là tình yêu có lẽ cô bây giờ cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn nhưng không sao ít nhất hắn cũng chỉ có một người là cô bây giờ là thế tương lai cũng vậy vì đền ơn cũng được vì tình cảm càng tốt chỉ cần là hắn cô muốn tất cả nhìn đồng hồ cho đến giờ tan lốc của hắn rồi nhất định phải sẽ qua đón hắn cùng về nhà thuận tiện còn đi siêu thị mua thức ăn mang về nhà nghĩ đến liền làm cô nhái xi nhan sẽ vào trường hắn. 20 phút sau, cô từ từ lái xe vào trường, mưa lại càng lớn, xe của cô nhanh chóng đi chậm lại, tránh cho bánh xe làm té nước lên người đi đường. Thời gian vừa đúng, thì trên đường từng nhóm một học sinh đi qua, môi cô khẽ nhét lên, biết tên tiểu quỷ đó tính tình cổ quái, nhất định sẽ đi sau cùng, không sợ không đợi nổi hắn. Thời tiết mùa đông, lại đang mưa, lúc này bầu trời đang xám xịt, Cô lái xe cẩn thận, đôi mắt lơ đãng quét về phía trước, trong trước mắt dừng lại. Màn mưa đan vào, bài phất phơ đẩy mê hoặc, chàng trai trẻ cùng cô gái đứng ở đó cùng mặc đồng phục. Chàng trai cầm chiếc ô màu đen, gương mặt cực kỳ thâm trầm, mà cô gái tóc vàng xinh đẹp bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, gò má hồng hào làm nổi bật lên gương mặt ngọt ngào mà vui vẻ. Cô ngẩng lên nhìn về phía thiếu niên cười cười, hai người chung một chiếc ô đứng vui vẻ như trong một bức tranh. Đôi mắt sáng của Thạch Sắc Vi khẽ nhíu lại nhìn về hai người kia. Mắt cô gái sáng lên, đôi môi đỏ thắm hé mở giống như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ cho chàng trai nghe mà chàng trai thì mặt nhàn nhạt, nhạt không ra vẻ vui buồn. Một hồi lâu lắc đầu rồi đưa ô cho cô gái. Cô gái liều chết khoác tay muốn kéo tay của hắn, rất rõ ràng là mời hắn cùng che chung một cái ô. Cái ô kia cô khá quen thuộc, vì hắn là một người tỉ mỉ và cẩn thận, ở Paris luôn mang theo nó cho tới bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy hắn phải làm cái chuyện đội mưa nhét nhát cả. Nhìn đến đây, đã đủ rồi, thạch Sắc Vi xoay tay lái, cũng không quan tâm đường này có quay đầu được hay không, phóng thẳng đến bọn họ rồi đọc mạnh phanh. Xe thể thao đắt giá, tính năng ưu việt trong nghe mắt tăng tốc và thẳng gấp dừng lại ngay gần chỗ hai người đang đứng những vũng nước đọng ven đường bị bánh xe đột ngột chạy qua tái hết lên những người đứng ven đường. A, à, Elin kêu lên một tiếng, cả người bị tái ướt một mảng lớn, cô không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Triệu Từ Hiền cũng không may mắn thoát khỏi, cả tóc và quần áo ướt hết. Hắn ngước lên nhìn chiếc xe thể thao phát lối kia, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đôi mắt đen nhánh chợt có một tia sáng thoáng qua. Sầm. Thạch Sắc Phi đóng cửa xe lại bước đến, chiếc áo sơ mi màu trắng bằng lụa tơ tằm cuối cùng chiếc quần đùi màu đỏ chiếc đai lưng tinh xảo quấn quanh vòng eo mảnh khảnh khoác ngoài là chiếc áo len màu cho mái tóc xoăn tùy ý xõa xuống vừa mang khí chất cuồng dã lại mang mấy phần thuộc nữ dung hợp với nhau chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo mưa bụi xảy đặc nhưng lúc này đây thạch sắc phi đang giận dữ như ngọn lửa muốn thiêu đốt lại xinh đẹp động lòng người trong giây lát, Trương từ Hiển nhận ra cô đang đứng dưới mưa. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lập tức thay đổi. Hắn nhanh chóng bước tới, kéo lấy tay cô đem cô đẩy vào trong xe. Đừng đi mưa, sẽ cảm lạnh. Mắt hắn thoáng qua tia tức giận, biết cô tùy hứng không còn cách nào khác, nhanh chóng cởi áo khoác ra che lấy đầu cô. Hoàn toàn không để ý mình đang một thân áo mỏng manh bị mưa làm ướt hết. Thạch sao Phi chừng mắt nhìn hắn, sẽ bước tới cô gái đang sửng sốt nhìn, đợi khi thế hung hăng đến trước mặt cô ta, nhìn lên nhìn xuống, đánh giá một phen. Rất tốt, khuôn mặt tươi trẻ, ngọt ngào động lòng người. Nhìn thật biết điều lương thiện và khéo léo hoàn toàn không giống với cô. Lại hung hăng chừng mắt nhìn về phía tên con trai đang chỉ biết che mưa cho cô. Lên nữa sẽ tính sổ với hắn. Quay lại nhìn cô gái, ngả mạn hỏi. Cô là ai? Tôi, tôi tên là Elin bạn học của Triệu. Cái cách cô ta nói từ Triệu thân mềm ngọt nhưng lại khiến Thạch Sắc Phi cực kỳ không thoải mái, trừng mắt đằng đằng sát khí nhìn ai đó. Thạch Sắc Phi cho đến giờ vẫn là một người không thích làm khó ai cả, muốn chơi ác tất nhiên phải tìm kẻ đầu sỏ gây nên chuyện, nhưng không phải là bây giờ. Cô thích hắn, ngón tay thon dài xinh đẹp chỉ về tên con trai đứng bên cạnh hỏi. Khương mặt đáng yêu của Elin ửng đỏ, len lén lướt nhìn chàng trai tuấn tú một cái mặc dù xấu hổ nhưng vẫn dũng cảm nhẹ nhàng gật đầu phải tôi thích anh ấy chương ba tỏ tình trắng trợn như vậy cái kiểu tỏ tình này cô không xa lạ. bất kể là cô hay hắn mỗi năm đều bị gặp vô số lần tỏ tình nhưng mà lần này không giống lần này là cô gái đứng cạnh hắn đi chung một cái ô thích chừng ánh mắt như dao nhìn ai đó Lại tiếp tục quay lại hỏi Vậy cô có biết tôi là ai không? Biết Dịu dàng gật đầu Tôi biết rõ chị là chị gái của Triệu Từ khi quen biết Triệu Cô liền bị chàng trai khác người này mê hoặc So với những chàng trai tùy tiện khác hoàn toàn bất đồng Hắn nhã nhặn trầm tĩnh tự nhiên Hào cùng hắn mấy năm càng thể thích hắn Đối với người cô yêu thích Tất nhiên cô sẽ tìm hiểu kỹ Cô biết hắn có một chị gái, tình cảm rất tốt, bọn họ 6 năm trước đến Paris. Thạch Sắc Vi hiện tại đang học ở trường đại học LCD. Thạch Sắc Vi cười mang theo vài phần cổ quái. Cô nói, tôi là chị gái của hắn. Ý vị sâu xa liếc nhìn chàng trai đang trầm mặc một cái. Vâng, rất tốt. Xoay người nhón chân lên ôm cổ của hắn, ngẩng đầu lên hôn lên môi của hắn, nhẹ nhàng nếm nước mưa lạnh băng trên môi hắn, rồi nước mưa cũng nhanh chóng bị nhiệt độ của hai người làm cho nóng lên. Lưỡi của cô thăm dò vào bên trong miệng hắn Câu dẫn, trêu chọc môi lưỡi hắn Sau đó càng không thể kiểm soát lưu luyến Không thể tách rời ra Lưỡi của cô từ từ liếm qua Đôi môi ướt át của hắn Sau đó quay đầu nhìn về cô gái đang tái nhợt Cô nói xem Chúng tôi có đúng là chị em Sao có thể là chị em Elin khiếp sợ không cách nào mở miệng Coi như ngu nữa Cũng nhìn và hiểu nụ hôn kia Không phải đơn thuần giữa chị em cô thấy rõ ràng lưỡi của hai người trời ạ chàng trai cô thích mấy năm đã sống có người yêu hơn nữa người kia lại là chị gái của hắn điều này thật sự là nhìn cô gái khóc chạy đi khiến trong mắt thạch sắc phi lửa giận càng bùng cháy hiện tại thương tâm một chút nhưng tốt hơn hết là đừng lún sâu vào lại quay đầu nhìn cái tên tác giả gây ra mọi chuyện thế mà hắn còn dám bình tĩnh nhìn cô hắn còn dám bình tĩnh còn dám bình tĩnh dám chìa hoa gẹo nguyệt, dám phóng điện lung tung này. Tức muốn chết, cô dùng sức đạp mạnh chân hắn. Đi lên xe. Chân hắn bị cô đạp cũng không tránh né, vẫn chăm chú để ý tới áo khoác đang chùm. Lấy đầu cô đã rất ướt vì nước mưa. Thời tiết như vậy cô sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nếu như cô thích cứ lấy thân thể hắn mà phát tiết cũng được. Còn dám ra lệnh cho người ta. Cô không dám tin chừng hắn, tức giận đến toàn thân phát run. Người ta không đi đấy, làm gì được nào? Trong mắt hắn thoáng qua một chút do dự Hắn hiểu rất rõ tính tình của cô Thích mềm không thích cứng Cùng cô giảng co chỉ có thể lưỡng bại câu thương thôi Chúng ta về nhà, muốn giận thế nào cũng được, được không? Rũi ngón tay dùng sức đâm vào lồng ngực của hắn Không cần bày ra khuôn mặt hiểu chuyện được không? Rõ ràng chính là tiểu quỷ mà còn dám dạy dỗ người ta Người ta mạn phép không trở về cậu không phải đang cùng người khác che chung một cái ô rất lãng mạn vui vẻ sao? Khi đó sao không nói muốn về nhà? Khi cô ta chạy đi mới chịu nói muốn về nhà. Hắn trầm mặc như trước nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô. Đôi mắt trong trẻo vô cùng kiên định, đôi môi hồng nhuận mím chặt, mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp, những sợi tóc đen nhánh dính trên trán, vào cổ, làn da trắng nổi bật càng trong suốt, trắng nõn. Nhìn người ta làm gì? Dù thế nào người ta cũng không chịu về Nếu về thì tự cỡ về đi Cô chừng mắt nhìn hắn Hắn đột nhiên thở dài Sau đó đưa tay ôm lấy cô Không thèm để ý đến cô đang sẽ ruộng Ôm thật chặt khiến cô không thể thở nổi Mặt hắn vùi sâu vào vai cô Làn ra lạnh băng khiến cô run rẩy. Chúng ta về nhà có được không? Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm nhũn phả vào tay cô tê tê dại dại Khiến chân cô suýt nữa nhũn ra Hắn nói về nhà, về nhà. Triệu Tử Hiển, về nhà, sắc vi. Giọng ngân dài, khàn khan khiến cho người ta yếu lòng. Bụp một tiếng, thầy sắc vi cảm thấy cảm giác lửa giận bị nước đá đổ ập xuống tát ngúm. Hắn đang làm nũng, người này tự nhiên lại làm nũng, cực kỳ khó, cực kỳ hiếm thấy hắn làm điều này. Mềm lòng, thật sự là không có tiền đồ rồi đưa tay vèo hắn một cái, rồi lại không nỡ dùng sức, mở miệng chất vấn, hai người vừa nói chuyện gì? Giọng nói có vẻ hung hăng, nhưng hắn biết cô đã hết giận rồi. Cô ta nói hy vọng tôi đưa cô ta về nhà, nhưng tôi đưa luôn ô cho cô ta, nhưng cô ta không muốn. Dĩ nhiên không muốn, người ta là muốn hưởng thụ không khí lãng mạn của hai người che chung một cái ô, không phải là mượn ô, cậu có thật là không hiểu. Dĩ nhiên hiểu, hắn lại không phải người ngu. Giác Vi, tôi không thích cô ta, đừng thức giận nữa được không? Vẫn là giọng làm nũng mà cô thì không thể kháng cự được sự dịu dàng. Quá xấu hổ, biết rõ cô yếu thế không đủ trình độ đấu với hắn, lại dùng chiêu này. Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mở đôi mắt tà mị, bên môi nở nụ cười xấu xa. Cậu không thích cô ta, thế thích ai? Hắn không trả lời, chẳng qua là nhìn cô, trong mắt ngập nước, đôi môi đỏ ao, lông mi dày ướt át, khẽ run dày sơ sơ khuôn mặt đẹp trai chết người này thật là yêu nghiệt không thể kháng cự nổi do cái khuôn mặt này cô cản răng đưa tay véo khuôn mặt hắn trông như vậy khó trách là hoa đào giải khắp nơi hắn cúi đầu hôn cô một cái cô cản răng trừng mắt nhìn hắn lại chiêu này lại hôn tiếp triệu tư hiển không thể lần nào cũng dùng chiêu này không thấy xấu hổ sao tiếp tục hôn ư ừ, đừng có ngừng vì vậy, nước mưa, gió lạnh, người đi đường đều không quan trọng. Chỉ cần cô ở trong ngực hắn, hắn ở bên cạnh cô, bọn họ ôm nhau trao những nụ hôn nóng bỏng, chờ có lạnh thì có sao đâu. Nhưng mà hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Sắc vi, tiếng hắn thở dốc mang theo thanh âm trầm thấp hấp dẫn cô, để cho toàn thân cô rét run lại nóng lên, ánh mắt đứt át có thể chảy ra nước. Hừ, chúng ta về nhà. Cái vật gì đó đang chọc vào bụng cô và trong mắt hắn càng thêm ướt át khiến cho nụ cười trên môi cô càng ngọt ngào hơn. Được, vòi hoa sen được mở ra phun mản nước nóng dày đặc xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt, tiếng thở sốc mềm mại đáng yêu làm cho không khí càng thêm mật mờ. Vui sướng đầm đìa, gần cốt mềm nhuyễn. Bị mắc mưa rồi, sau đó lại điên cuồng cả đêm, khiến cho tiểu quỷ vốn thân thể khỏe mạnh vào sáng hôm sau lại không thể xuống giường. Cho tới bây giờ, hắn đều đúng 6 giờ rưỡi rời giường, lúc này lại cả người nóng sốt cao, gương mặt hồng hồng, trong mắt trong veo, môi cũng hồng hơi bình thường. Hắn nằm trong chăn nhắm mắt nặng nề, lấy nhiệt kế từ trong tài hắn ra, khiến Thạch Sắc vi nhíu chặt lại. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ngã bệnh, cho nên tuy nhổm bệnh nhưng vẫn hung hăng. Ừ, tôi đi chuẩn bị bữa sáng, khụ khụ, hôm nay muốn đi đâu? Người đang ngã bệnh kia còn muốn mạnh mẽ chống người dậy, rời giường nằm xuống cho người ta nào cô nũng nịu một tiếng tiểu quỷ luôn luôn nghe lời lập tức ngoan ngoãn nằm xuống trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy vẻ ngây thơ cùng với tia máu nhưng cái dáng vẻ này làm cho cô thật là đau lòng thở dài thay quần áo đi chúng ta tới bệnh viện hắn mới vừa há mồm nên bị cô một ánh mắt muốn đông lạnh vội ngậm miệng lại tình khi cô rõ ràng nói một không nói hai hắn rất nghe lời rời giường sang phòng bên cạnh để mặc quần áo bởi vì thầy sắc phi học thiết kế thời trang hơn nữa lại rất thích mua quần áo chân đi phục giày túi sách các phụ kiện đính kèm nhét đầy ba chiếc tủ lớn trong đó cô để một tủ để đồ may sẵn mà quần áo của triệu Tử hiền chỉ chiếm diện tích nhỏ còn lại là của cô hết quần áo phụ kiện xe dép chiếm đầy hết căn phòng 10 mét vuông này mặc dày một chút ném cho hắn là một bộ áo len quần bò hắn ho khan nhận lấy rồi im lặng mặc vào người cái này nữa. cô cầm chiếc áo khoác màu đen thật dài, chờ hắn mặc vào, cô liền giúp hắn cài nút áo. ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cao thấm ra, khiến chân mày cô càng nhíu chặt hơn. tôi khụ khụ, không sao. ngón tay nóng sực vuốt lấy chân mày cô đang cao chặt, vừa ho khan vừa an ủi cô, lại sợ cô bị lây bệnh nên nghiêng mặt sang một bên. thật là, lại còn quan tâm đến người ta, làm cho người ta càng đau lòng. sau điệu cô càng hung dữ ngã bệnh không nên lộn rộn, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Được, quả nhiên thật biết điều đứng ở đó, bởi vì cô đang lây hoay choàng cho hắn chiếc khăn len màu xám cho, quàng kín cổ hắn, vuốt tóc gọn gàng cho hắn. Cô nhìn toàn thân hắn được mặc hoàn chỉnh mới cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc vào rồi tùy tiện cột tóc ra đằng sau. Ở tầng thứ ba, ngăn thứ hai bên trái. Thế cô đang tìm túi sách, hắn che môi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng. hắn là đứa trẻ ngoan cũng là bệnh nhân sẽ nghe lời không cáo kỉnh khi ở bệnh viện ngoan ngoãn tiêm ngoan ngoãn uống thuốc ngay cả cô y tá hơn 40 tuổi cũng cười mỉm an ủi hắn cùng nói chuyện với hắn nhưng hôm nay hắn còn im lặng hơn cả ngày thường khuôn mặt này vốn đang tức giận nhưng vì sinh bệnh mà mang theo cả mệt mỏi có phần tái nhợt con người có vẻ đen hơn mắt càng lớn hơn gò má vì sốt do đỏ hồng đôi môi cũng đỏ tươi bộ dạng có bệnh trong người mà dường như là thích hợp để cầu dẫn người khác. Tuổi nhỏ, nói nớt, ôm yếu mà mắc bệnh, nếu mà thả ra chắc sẽ khiến cho người ta không yên lòng. Tôi đi tìm Peter hỏi một chút. Cô cầm túi thuốc nói về hắn, mặc dù không khí trong bệnh viện rất ấm, nhưng cô vẫn đưa tay sửa lại khăn quảng cổ của hắn cho kín hơn nữa. Cô định hỏi thăm về bệnh tình của hắn thêm lần nữa để chăm sóc được cẩn thận hơn. Môi bàn tay giữ ống tay áo cô lại cái tên con trai đang bệnh thoi thóp mở tầm mắt nhìn cô môi mím chặt lại thế nào không được đi tại sao trầm mặc chính là không cho phép đi đang bệnh mè nhau gì nhẹ vỗ chán hắn rồi nói không cho phép đi triệu từ hiển cậu đang gây sự gì đấy cô tức giận đến nghiến răng một hồi lâu tên con trai mới lẩm bầu lò bào mấy câu lớn tiếng một chút không nghe được cái tên bác sĩ đó không cho phép gặp hắn cậu bảo peter hư hư cái gì mà hư cô bắt mãn nhìn hắn không giải thích không được peter là bạn tốt của người ta có cái gì không được sao chỗ nào cũng không được hắn ôm chặt hồng của cô khuôn mặt vùi sâu và bụng mềm mại ánh mắt hắn nhìn cô cả cái nhìn khi cô cười còn giọng điệu đều không được rất ghét thì ra là trên môi cô nụ cười không tự chủ nhét lên hắn ghen Thật là đã ngã bệnh còn nhớ đến chuyện đó mà ghen tuông. Người này có thể khá bình thường, một chút thì thật đáng yêu nha. Lúc bình thường thì vô cùng kín đáo, nhưng khi bệnh vào lại hư như vậy. Dĩ nhiên điều này so với tuổi của hắn thì có vẻ hợp lý hơn, mà hắn như vậy khiến cho lòng cô nhũn thành vũng bùn. Sơ tay vui vẻ từng sợi tóc hắn. Đúng là Peter từng theo đuổi người ta. Hư, mà người ta rất rõ ràng đã cự tuyệt hắn mà hắn cũng đã chấp nhận là bạn bè. Tính tình Thạch Sắc Phi vốn là vậy, thích thì nhích, không thích là không thích, chưa bao giờ chơi trò mập mờ, bởi vì trong lòng cô từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người mà thôi, cho nên mặc dù từ nhỏ đến lớn số người bị cô cự tuyệt đếm không hết, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người vì vậy mà oán hận cô. Thậm chí có người đến giờ còn ôm mộng chỉ có thể làm bạn bè, Peter chính là một người trong đó. Hơn nữa anh ta cũng là người bạn tốt, thiện lương lấy giúp đỡ người khác làm việc vui, chơi với anh ta thật sự vui vẻ. Làm bạn mới là lạ. Thanh âm của hắn dầu dĩ truyền đến, đàn ông mà làm bạn với phụ nữ thì chỉ có quỷ mới tin. Tóm lại người ta về hắn không có gì, buông tay người ta ra để người ta đi hỏi rõ ràng có được không. Còn việc gì để hỏi nữa? Sự kiên nhẫn của cô suốt cuộc khổ kiệt đưa ngón tay xí vào mặt hắn. Triệu Thư Hiển tôi cảnh cáo anh, còn như vậy tôi sẽ tức giận. Hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô, trong mắt đen nhánh có một tia uất ức, sơ tay cầm túi thuốc trong tay cô. Cái túi này, một ngày uống ba lần, mỗi lần uống hai viên, uống sau khi ăn xong. Lọ này, một ngày hai lần, sau 12 giờ uống một lần, mỗi lần 50ml. Mỗi lần 50ml. Cái túi này, một ngày uống một lần, mỗi lần một viên, sốt phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, ăn đồ nhẹ một chút. Hiện tại, còn có cái gì muốn hỏi sao? Hắn càng nói, nụ cười bên môi cô càng nở ra. Người này sao đáng yêu thế? Không, vậy chúng ta về nhà, có được không? Có được không? Đương nhiên được, cô nằm lấy tay hắn, ánh mắt hắn sáng lên lập tức nắm lại. Bàn tay hắn rất nóng, khiến cho lòng cô cũng nắm lên. Hắn như vậy sao cô có thể không động lòng? ngón tay hai người đan vào nhau cùng xa về. Phi An, tiếng gọi từ xa chuyển đến, Thạch Sophie quay đầu thấy Peter từ trong phòng khám ra. Đi mau đi mau, người bên cạnh luồn miệng thúc sục, sắc mặt tối hơn phần nửa. Chờ một chút, hắn có thể. đầu tôi hơn choáng, muốn nghỉ ngơi sớm. Được rồi, được rồi. Biết rõ người này rất có thể đang cố ý, nhưng cô vừa mềm lòng lại vừa lo lắng, cười xin lỗi Peter rồi vẫy chào tạm biệt, nắm chặt tay hắn ra khỏi bệnh viện. Mãi cho đến xe chạy ra khỏi phạm vi bệnh viện, cái tên kia lúc này mới thở ra một hơi dài, miêu nhũn tựa vào trên ghế ngồi. Sợi tóc đen nhánh sạch sẽ rủ xuống chán, gương mặt mệt mỏi nhưng giọng vẫn kiên quyết như cũ. Về sau không bao giờ tới bệnh viện nữa. Một hồi lâu, bổ sung một câu, coi tới tuyệt đối cũng không bao giờ tới đây. Cô cười đến suýt không cầm tay lái nổi. Bọn họ về đến nhà đã là vào buổi trưa, Triệu Thị Hiền đã uống một chút thuốc ngủ nên đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, ngoài ngoãn nằm đó, bàn tay ăn phận đặt bên người, tư thế ngủ quỳ củ. Sơ tay kéo chân bông đắp cho hắn, vuốt tóc hắn, nghe hắn thở sâu đều đều mà lòng cô vô cùng ngọt ngào. Cứ yên lặng nhìn hắn ngủ say cũng thật là vui vẻ rồi. Mặc dù cô lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn đều là hắn chăm sóc cô. Có lúc cô trộm nghĩ, hắn so với cô còn giống con nhà họ thạch hơn. Tính cách của hắn thật giống anh trai thạch quân nhị, đều là những người đàn ông rất nghiêm khắc và kỷ luật. Sống, làm việc và nghỉ ngơi đều theo kế hoạch, không xây dịch phút nào. Buổi sáng nhất định là đúng 6 giờ rưỡi rời giường, cho tới bây giờ đều không muộn một phút. Bất kể trời mưa hay nắng đều sẽ ra ngoài tập thể dục bằng cách chạy bộ nửa tiếng, sau đó trở về làm đồ ăn sáng rồi gọi cô dậy thích sạch sẽ, sẽ cuộc sống nghiêm chỉnh rõ ràng quần áo sạch thế nào ủi thế nào để ở nơi nào cũng rõ ràng cho nhà không nơi nào có nhiễm chút hạt bụi nhà cửa sáng choang về tài nấu nướng thì càng khỏi nói bất kể là món ăn trung quốc hay là phương tây đều không làm khó được hắn dĩ nhiên điều này hoàn toàn đáp ứng được khẩu vị khó tính của cô thức ăn ngoài cô không thích cho nên hắn sức khoát đi học nấu ăn hắn đối với cuộc sống của mình rất có hoạch định cũng biết rõ mình là người nào cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt khuôn khổ ở thạch ra hắn vẫn luôn là yên tĩnh ít nói biết cha cô mẹ cô hy vọng hắn có thể chăm sóc cô cẩn thận hắn liền làm tốt khiến mọi người đều hài lòng chuyện học hành càng không cần ai quan tâm chọn trường nào thì gì cho tới giờ vẫn là một đường thẳng nếu ai làm cha mẹ hắn chắc cũng chẳng phải lo lắng điều gì hắn như vậy lại gặp phải người như cô mà cô lại thích hắn không biết đây có thể gọi là xuyên phận triệu từ hiển gặp thạch sophie không biết có phải là may mắn với hắn hay không cô biết mình thích hắn thương hắn vì hắn có thể cái gì cũng không cần dù trong lòng cô rõ ràng biết cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng tình cho cô với hắn nhưng mỗi khi cô đã quyết tâm thì sẽ không chùn bước đối với tình cảm của mình cô càng rõ ràng chỉ muốn duy nhất là hắn mà thôi Mối quan hệ của họ bắt đầu đều do cô chủ động, lúc đầu chỉ là tò mò về hắn nên bảo cha mẹ nhận nuôi hắn. Cho đến khi muốn hắn ở bên cạnh cô, thậm chí sau khi cùng đến Paris, cô lại càng muốn. Mỗi lần đều là cô chủ động, chưa bao giờ là hắn cả. Cô đang suy nghĩ có phải do hôm đó cô chủ động nên hắn mới cùng cô lên giường. Nếu cô không can đảm, có phải họ mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị em giả dối, không có chút tiến triển nào. Cô thật ra cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn với cô. Dù cô có hỏi thế nào hắn cũng chưa bao giờ nói thích, nói yêu. Nhưng cô cảm nhận được hắn sẽ để ý tới cô. Chăm sóc cô như vậy, ôm cô nồng nhiệt như vậy, cô rõ ràng biết hắn có tình cảm. Nhưng hắn vẫn không nói ra. Thì ra cô gái có xinh đẹp tự tin đến mấy, khi đối mặt với tình yêu thật sự của mình cũng sẽ nhát gàn trần trừ, không dám nói yêu, không dám làm rõ ràng. Cô, thạch sắc phi cũng chẳng phải ngoại lệ anh xúc cục đang nghĩ gì đưa tay đặt lên vị trí trái tim hắn cách chăn mềm mại nơi này xúc cục có em không hắn vẫn thở đều đều căn phòng cực kỳ yên tĩnh chương 4 người thấy mùi thanh thanh nhạt nhạt chiều từ hiền từ từ tỉnh lại cảm giác thật kỳ diệu thân thể vừa mỏi vừa đau đầu như từng trận búa bổ nhưng cỗ mùi thơm ngát kia lại như bàn tay nhỏ bé dịu dàng thần kỳ xoa dịu hết khó chịu trong người hắn đó là mùi đồ ăn đã chín thức ăn thân chi hắn thoáng tỉnh táo lại khó khăn đứng dậy phát hiện trên người đã đổi một bộ quần áo ngủ khác nhất định là lúc ngủ toan mồ hôi nên cô đã thay đổi cho hắn hắn nhịn cảm giác đau trong cổ họng tìm theo mùi thơm đi ra khỏi phòng ngủ Hắn không bao giờ để thức ăn qua đêm nên hắn biết rõ trong nhà không có đồ ăn nấu chín nào. Nhưng cái mùi này từ nơi nào bay đến đây? Mãi cho đến khi hắn xuyên qua phòng khách mới nhìn thấy và hình dung cảm giác như thế nào khi thấy cảnh tượng trước mắt này. Ngoài cửa sổ vẫn là mưa rơi tí tách, bên trong phòng ấm áp một mảnh. Dưới ánh đèn màu vàng dịu dàng, một cô gái mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc dài được cặp lên bằng chiếc cặp tóc từ đính hạt kim cương có vài sợi buông xuống mặt cô đang nghiêm túc nhìn cái nổi trước mặt bàn tay xinh đẹp thon dài thường ngày chỉ cầm bút vẽ giờ lại cầm chiếc muôi bằng gỗ tỉ mỉ cuối nồi cháo đang sôi ủng ục thỉnh thoảng nghiêm túc ngó qua tập dây trắng cầm ở tay bên kia rất ấm áp rất gia đình rất bận rộn cũng rất luống cuống là hình ảnh của cô làm cho tim của hắn dâng lên một loại tư vị chua ngọt mãnh liệt của đàng nấu cháo xuất thân là đại tiểu thư từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết phòng bếp hình dạng như thế nào không biết làm thế nào có thể biến gạo thành cơm thay ra đại tiểu thư mà lại có thể đứng trong phòng bếp nấu cháo cho hắn cái sáng vẻ nghiêm túc cẩn thận đó hoàn toàn không thua kém khi cô đang chuẩn bị đề cương luận văn không có cảnh khoa trương hoang tàn khắp nơi như trong tiểu thuyết không giống như chiến trường ngổn ngang như đại chiến thế giới thứ ba Mặc dù nhiều thứ đã bị đảo lộn, nhưng ít ra vẫn có chút trật tự, nhưng lại vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn. Hắn tựa vào tường, cứ như vậy ngây ngốc nhìn mọi cử động của cô. Nhắm chặt đôi mắt có phải vết thông quần, gò má trăng noãn như ngọc vì hơi nóng sông lên, mà đỏ nhạt nhạt như hai đóa hoa màu hồng. Đôi môi đỏ tươi ướt át và sợi tóc lơ thơ bên má, lúc này thạch sắc phi bớt đi vẻ xinh đẹp sắc xảo nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp nữ tính khoan khoái dịu dàng khiến càng mê người hơn cô cúi đầu lộ ra cái cổ trắng ngân đôi mắt hắn lưu luyến nơi đó như đang ngắm nhìn một món đồ cổ xinh đẹp tinh tế bằng xứ còn có bả vai cũng trắng nõn như tờ lụa trắng như tuyết non mềm như da em bé đó là nơi cô cực kỳ nhạy cảm Mỗi lần chỉ cần hắn dùng môi hôn nhẹ thì thân thể của cô sẽ không kiềm chế được mà xen gì. Quá mê người, hắn không thể chống cự được hấp dẫn như vậy. Đi tới ôm lấy hôn cô từ phía sau, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô, hương thơm đều là hơi thở ngọt ngào của cô, một loại mùi giống hoa hồng. Đã tỉnh rồi à? Động tác của cô dừng một chút, đưa tay sờ sờ chán của hắn, vì nơi đó không giảm nhiệt độ khiến cô cao may. Tiêm rồi, lại uống thuốc nữa, do lại không hại sốt. Hắn nhẹ nhàng xên hư hư, quyền luyến dính vào trên da thịt cô không chịu rời đi. Có đói bụng không? Người ta nấu cháo, ăn một chút nha. Giọng nói của cô thật dịu dàng và nhẹ nhàng không giống như thạch sắc phi lúc bình thường là nữ vương phát lối, luôn hất hàm sai khiến người khác. Cái loại sai khiến vô cùng đương nhiên như thế hẳn là bạn trai cô, hôm nay đã biến mất hoàn toàn hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào cổ của cô là bảo mấy câu nói cái gì hắn ngẩng đầu gương mặt sán vào gương mặt của cô tham luyến nhiệt độ mát lạnh ở đó cuồng cô nhìn vào nồi cháo cô nấu cháo cô tức giận trừng mắt nhìn hắn giơ tay hùa hùa cái tập giấy trắng cái này thì có cái gì khó khăn tôi đem toàn bộ các bước in hết ra hắn vẫn ôm lấy cô xả xét cẩn thận cái nồi đang sôi kia một nồi cháo trắng đặc không đa dạng trong qua chỉ là mùi gạo thuần túy nhưng lại đủ khiến người khác động lòng thật ra đại tiểu thư lần đầu tiên xuống bếp mặc dù chỉ là cháo trắng đơn giản nhưng thành quả coi như vừa lòng đưa tay cầm cái tay vẫn đang cầm cái muôi nâng lên nhẹ nhàng hôn một cái khép hở con mắt có thể cảm thấy được né mắt khẽ ướt cô nấu trong bao lâu không có mùi khét không nấu tràn ra không có tất cả những sai lầm của tay mới sẽ là phạm phải rất rõ ràng cô vẫn lấy cái muôi canh nồi cháo rồi từ từ khuấy đều mới có thể nấu ra được nồi cháo trắng như như thế này. Cô rõ ràng là đại tiểu thư, mười ngón tay không chịu dính nước, thậm chí ngay cả hình dạng thức ăn trước khi nấu chín thế nào cũng không biết. Tình nhẫn hại của cô vô cùng kém, phách lối vô cùng, nhưng có thể chăm sóc hắn, có thể trong mấy tiếng đứng làm cái việc đơn điệu nhất, nhàm chán nhất là nấu cháo. Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể mua được cháo trắng, nhưng cô lại tự mình xuống bếp. Cái đó không quan trọng, mà quan trọng là người ta hôm nay mới phát hiện, thì ra là là một bữa cơm cũng không đơn giản hơn bao nhiêu so với thiết kế một bộ trang phục. Mặc dù cô không giống trong tiểu thuyết giữa cầu thả cắt phải ngón tay hoặc làm bỏng tay, nhưng cô cũng đã thất bại vô số lần. Chỉ chỉ vào mấy cái nổi lớn bên cạnh, trong đó đựng cái thứ không giống là cơm cũng không phải là cháo hoặc trực tiếp đổ đi hoặc để đó trải qua vô số lần thất bại và nếm thử xong giờ mới miễn cưỡng được như thế này chỉ còn lại là cháo trắng mà thôi không làm quà cũng không biết những năm này hắn vì cô mà vất vả như thế nào mỗi một bữa ăn mỗi một đĩa thức ăn đều là món cô thích ăn đều là cô muốn ăn món ăn kiểu trung quốc đúng cách thức tiêu chuẩn các món tráng miệng và các món chính hắn đều học được tinh thông thuần thục chỉ vì khẩu vị tinh quái của cô. Tấm lòng của hắn với cô, từng ly từng tí, đều ở bên trong từng chi tiết sinh hoạt nhỏ nhoi mà cô cũng đang dần dần nghiệm ra. Tôi lên mạng cha, thấy tình trạng cảm mạo nóng sốt của cậu, tốt nhất là ăn cháo trắng. Chứa hết sốt rồi sẽ thêm thịt nạc vào nồi, cho đủ dinh dưỡng. Cô xoay người trong ngực hắn, nhìn trong tay một tập giấy dày, mắt lóe sáng. Thạch Sơn Phi, hắn cúi đầu gọi tên của cô. Cô đảo tập giấy trong tay, thuận miệng lên tiếng, ừ, cảm ơn cô. Ngón tay đang sở trở dừng lại, ước chừng một phút cô mới hung hăng nói, cảm ơn cái gì, con không mau ngồi xuống chuẩn bị ăn cháo. Được. Hắn thật biết điều, sẽ nghe lời đáp ứng, sau đó nắm lấy bàn tay cô, lật qua lòng bàn tay mềm mại và nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống một cái. Hồ hốc của cô cứng lại, là bàn tay nhạy cảm giống như là tất cả dây thần kinh toàn thân cùng hội tụ ở nơi đó. Môi của hắn cực nóng, nụ hồn của hắn cũng rất nóng, khiến cho lòng cô càng trở nên xót xa, chỉ có thể không nói gì nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu, cũng ngắm cô, tròng mắt đen nhánh thâm thúy và đầy phức tạp, bọn họ nhìn thẳng thật sâu vào mắt nhau, tim của cô đập rất mau. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy hắn sẽ nói câu nói mà cô đang muốn nghe mà hắn cũng chậm chậm mở miệng tiếng chuông cửa thanh thúy làm cắt đứt luôn không khí lúc này thạch sắc phi bừng bừng lửa giận đôi mắt cô có thể đốt cháy luôn cả phòng đáng chết là kẻ nào không thức thời dám cố tình quấy rầy bọn họ lúc này cô muốn giết người ngồi xuống người ta đi mở cửa khi thế mười phần ra lệnh cho hắn rồi xoay người đi ra mở cửa triệu từ hiển nghe giọng nói của cô hiểu rõ cô đang cực kỳ bất mãn hắn ngoan ngoãn đến bên bàn ăn mà ngồi xuống Thạch sơ phi giản mạnh gót chân đẩy khí thế vọt tới cánh cửa không thể nhìn xem người đến là ai liền kéo cửa ra nhìn thấy kẻ phói đám tới khiến cô trợn tròn mát có chút không dám tin hai cô gái ngọt ngào yếu ớt sợ hãi đứng nép vào một chỗ cố gắng nặn ra một nụ cười nghe nói triệu đổ bệnh tôi tới thăm anh ấy Elin lại là Elin. Thầy Sắc Phi không thể tin được cô ta còn dám đến, lại còn dám tìm đến tận cửa. Khoanh tay trước ngực nhìn vị khách không mời mà đến hỏi, làm sao mà cô biết nhà chúng tôi ở đây? Elin đào mặt cúi đầu. Rất tốt, không cần hỏi nữa cũng biết, một cô gái cổ dại ngoài thầm mến ra còn lặng lẽ theo dõi người ta, cho nên mới biết hắn có một chị gái và cũng biết hắn ở nơi này, thật là muốn để cho người ta mắng chửi. Cô gái xấu hổ một lần nữa ngẩng đầu lên. Xin hỏi tôi có thể vào thăm Triệu một lát được không? Triệu, Triệu, Triệu. Hắn có tên tiếng Anh để cô ta có thể gọi, nhất định phải thân thiết như vậy sao? Thầy Sophie chậm rãi nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Triệu là ai? À, um, Elin cứng họng, gương mặt hồng như lửa, ngựa ngùng động lòng người. Một hồi lâu, suốt cùng mở miệng. Xin hỏi xin có ở đây không? Hắn đổ bệnh, cần nghỉ ngơi tôi muốn nhìn anh ấy một lát, một lát là được rồi. hơn nữa, cô ôm lấy laptop. đây là bài giảng hôm nay. tôi muốn đưa cho anh ấy. trên đời này không quản được ong bướm nhưng vẫn có thể giữ được hoa. thầy Sophie dù trong lòng khó chịu nhưng cô vẫn hiểu đạo lý này. mà cho tới bây giờ cô cũng không có thói quen làm khó người khác. nghiêng người sang một bên, khiến cho cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn không hưng và bước vào nhà nặng nề đóng cửa chính lại xoay người đi vào phòng khách trong nhé mắt cô trở thấy hối hận vì quyết định vừa rồi bởi vì nhìn một màn trước mắt kia làm sao chịu nổi triệu thừa hiển mặc bộ quần áo ngủ màu xám cho ngoan ngoãn ngồi ở bàn hút cháo mái tóc vì mới ngủ dậy mà trở nên xốc xếch những sợi tóc mềm rủ xuống mát, mà đôi mắt đen lái vì ngã bệnh mà không còn chút thần thái xa trắng đôi môi đỏ ngậm lấy cái thỉa to bộ dạng thật đáng yêu Giống như những bé trai trong tranh manga Đáng yêu chết đi được Thạch sắc vì trận mát há hốc mồm Sững sờ giống hệt như cô gái kia Vẫn còn đứng ở phòng khách Hắn thấy cô gái vừa đến Đối với sự xuất hiện của cô ấy Cũng không ngạc nhiên Nhưng vẫn lãnh đạm tiếp tục ăn cháo Không để ý tới sự tồn tại của cô elin khiếp sợ mấy phút đồng hồ Sau mới phục hồi lại tinh thần Gương mặt càng trở nên đỏ Cất bước đi tới gần hắn Hai triệu à xin bài đã hơn chút nào chưa hắn cháo trắng trong miệng ngước nhìn lên lạnh lùng mở miệng cô tới có chuyện gì không nghĩ tới hắn so với bình thường còn lãnh đạm hơn mấy phần elin ngẩn người một hồi lâu phản ứng kịp mới đưa máy phi tính sách tay của mình ra hôm nay bạn ốm không đi học đây là bài giảng mình đã sửa sang lại rồi cảm ơn không cần cầm thìa tiếp tục ăn không thèm nhìn cô gái kia thêm lần nào nữa mà cũng không có ý tứ mời người ta ngồi xuống. Elin lớn như vậy chưa từng bị người khác lạnh lùng. Hắn trước đó mặc dù lãnh thạm nghĩ ra cô nói 10 câu, hắn còn đáp lại một câu, không giống như hôm nay, chẳng lẽ hắn thật. Mình thực sự thích bạn, xin. Vậy thì sao? Hắn ăn rất nhanh, nhưng hành động vẫn lịch sự đẹp mắt. Tôi không thích cô. Bạn và chị ấy sẽ không có kết quả ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò vui kia. Cô ấy là chị của bạn. Oanh! Một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt toàn bộ người thạch sắc phi. Cô tới gần Elin. Hắn người thích chị gái đấy, thì sao nào? Hả? Khi thế cường hãn vô cùng lớn. Cô gái từ còn nhỏ quả nhiên không phải là đối thủ của cô. Lập tức bị sợ tới mắt sưng sưng, quát ước mà kêu người trong lòng. Xin! Cảm ơn bài giảng cô đã ghi lại. Elin! Nhưng mà tôi không cần. Triệu Tử Hiển ngơ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Nếu không còn gì để nói thì tôi muốn yên tĩnh dùng bữa. Ý tứ đuổi khách đã rõ ràng nên cô nữ sinh nhỏ không chịu nổi đả kích một lần nữa run rẩy chạy chối chết. hắc hắc lực hút thật lớn. Thạch Sắc Phi đến gần nhìn cái người đang nghiêm túc ăn cháo, lửa giận đột nhiên biến mất sạch sẽ. Có cái gì phải tức giận đâu, trong mắt người nào đó, cô gái kia ngay cả mùi cháo cũng không bằng thì cô việc gì phải tức cúi người áp vào bả vai hắn cúi đầu hỏi ăn ngon không ừm hắn ngậm thìa nhìn cô ăn ngon gương mặt phùng phính đôi môi vì ngậm thìa mà biến thành chữ o yếu chết đi được trong lòng cô vui sướng tựa như từng đợt sóng vỗ vào lòng không thể cản nổi để người ta nếm cúi đầu nhẹ liếm bên môi hắn ừ quả nhiên ăn ngon ánh mắt của hắn sáng lên nhưng rất nhanh lại ngầm hạ xuống tôi đang bị bệnh Ừ, người ta biết rõ. Từng chút, từng chút, đem làn môi ướt át của hắn điếm hết môi này lại liếm qua môi kia. Sẽ lầy bệnh. Vậy thì thử xem một chút có thể hay không? Nụ hôn của cô lướt qua cảm của hắn, làm làn da nóng sực của hắn lưu lại từng dấu ẩm ướt. Hồ hấp của hắn càng nặng nề, suốt cuộc không chịu nổi đưa tay kéo lấy cô. Cô lại cười vội tránh ra, đưa tay vừa vỗ đầu hắn. Ngoan ngoãn, dùng bữa ngàn miệng hắn buồn bực trợn to hai mắt nhìn cô cô gái này rõ ràng đang đùa bỡn hắn lại còn cười đắc ý như vậy cô tựa vào ghế hai mắt sáng trong nhìn hắn cười đến kiểu mị a à hiển nhà ta thật là đáng yêu nha nổi đoá đêm khuya phòng ngủ yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu xuống mà đêm tĩnh lặng chính là lúc thích hợp nhất để ngủ triệu từ hiển nằm trên chiếc giường mềm mại nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ người nằm bên cạnh khiến trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ nhưng vẫn không ngủ được có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều khiến hắn tỉnh táo không thể ngủ lại nổi đôi mắt đen lái mở ra cẩn thận xê dịch người để không làm đánh thức người bên kia quay đầu dưới ánh đèn mờ mờ tỉ mỉ ngắm người đẹp đang ngủ thạch Sophie chính là người đẹp không cần đến sản phấn trời sinh mỹ lệ người đẹp vô cùng Xuất mạo đẹp bẩm sinh để cho cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trung tâm của tất cả. Khi dáng cô không giống Thạch Tiên Sinh cũng như thải phu nhân, nghe nói cô giống với bà nội lúc trẻ như đúc. Cho nên từ bé, cô đã được ông bà nội đặc biệt cưng chiều, cha mẹ cũng quý như phiên minh châu. Có lẽ bà nội là người Lai nên ngũ quan cô không giống người phương Đông mà hơi nghiêng về phương Tây. Toàn thân xinh đẹp, khi cô cười thì ánh mắt vô cùng thu hút người khác đôi mày của cô thật đẹp hơi xích lên chứng tỏ tính cách của cô hơi ngang bướng tính chiếm hữu lớn đôi mắt có thần giống như ngôi sao rơi xuống từ giải ngân hà sáng long lanh nhưng giờ đôi mắt ấy đã yên tĩnh nhắm lại chỉ còn đôi mi vừa cong vừa dài theo nhịp thở của cô khẽ rung động mũi cao thẳng khiến cho ngũ quan của cô thêm tinh xảo đôi môi tầm mắt hắn không tự chủ dừng lại là môi này hình trái tim rất xinh đẹp và hoàn mỹ hơi cong lên ngọt ngào non nớt như muốn mời người ta hôn. Hắn biết hôn cô cảm giác tuyệt vời đến mức nào, cũng biết đôi môi của cô có thể mang đến cho hắn bao nhiêu là khoái cảm. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến những đêm cuồng nhiệt mà cô thì đang cúi đầu xuống giữa hai chân hắn. Đáng chết, nghĩ tới đây, thân thể hắn nóng lên như thể sắp bị thiêu hủy, hô hấp dần dập. Hắn giống như cả chút không nhịn được, bàn tay ở trong chăn từ từ lục loại, ôm chọn lấy ngực cô cô mặc váy ngủ bằng tờ tằm hai giây nên hắn dễ dàng nắm lấy mà xoa nắn hắn yêu cực kỳ thứ mềm mại này của cô cười luyến vui phe lao bàn tay khẽ nắn vuốt khiến nụ hoa của cô nhạy cảm mà đứng thẳng đâm vào lòng bàn tay hắn hắn thở gấp kéo chân ra cua xuống ngậm nó vào miệng đầu lưỡi không ngừng đảo qua hai bàn tay ôm chọn phần nhũ thịt trắng như tuyết đưa vào thật sâu trong miệng tận tỉnh mút Thái Sắc Phi tức muốn chết, cái tên này tự xưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giày vò cô. Hắn để thỏa mãn, còn cô mệt mỏi tức không thở nổi. Nhưng cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ, khiến cô liền hận muốn nghiến sang nghiến lợi, đưa tay cầu tay hắn một cái rõ đau. Dính chết rồi, cút ngay. Hắn cười hi hà đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra rồi dọn dẹp cho cô. Cô miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra, nghe tiếng thở gốc của tên kia cô chẳng buồn mở mắt nói con dám làm nữa thì một tháng tới đừng mong được làm dọn dẹp một chút cho cô rồi cho chính hắn xong triệu thực hiển nằm dài trên giường ôm lấy cô vào trong ngực dịu dàng gọi sắc vi cô không thèm để ý tới hắn cảm ơn cô cô bấm tay hắn một cái hắn an tĩnh lại mỉm cười ôm chặt cô từ từ nhắm mắt lại thầy sắc vi cảm ơn em đã ở bên tôi cảm ơn em đã yêu tôi Thật sự, thật sự vô cùng cảm tạ. Chương 5 Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là vì tác dụng đổ mồ hôi của đêm đó mà chịu từ Hiền nhanh chóng khỏi ốm. Dù sao thì tuổi trẻ, sức miễn dịch tốt, khôi phục mau. Sau khi hắn khỏe lên, cuộc sống của bọn họ lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Trong nháy mắt tháng 11 đã qua, tháng 12 lại đến. Thầy Sophie chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc nên bận tối mát tối may. Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất, tác phẩm của cô được MC Marvin nhìn chúng. Nhìn qua bản thảo của cô xong, ông phá lệ nhận cô, trở thành thành viên nhóm làm việc của ông ta. MC một trong 10 công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu, mà thân là thiết kế chính Marvin, nổi tiếng vô cùng khắt khe, tuyệt đối không dễ dàng mà nhận người mới nhưng ông lại cố tình nhìn chúng thạch sao phi dòng dã ba năm đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng nổi như marvin với số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc quanh năm suốt tháng cùng ông ta bay tới bay lui số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi không ai có thể tưởng tượng nổi người được nôn chiều sủng ái từ bé đến lớn như thạch sao phi lại có thể chống đỡ được tất cả Cô mỗi ngày từ sáng đến tối đều mệt đến chết, nhưng đồng thời cũng biểu lộ ra tài thiết kế thiên phú kinh người. Các tác phẩm trải qua tay cô, đoạt được vô số giải thưởng, được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ưu ái và tán thưởng. Trong tháng 12, Mark Finn có một thời gian biểu diễn ở trường. Thân là học trò đắc ý của thầy có thể hiểu Thạch Sắc Vi sẽ bận bịu đến mức nào. Vô số đêm cô ở phòng làm việc suốt đêm không ngủ. Cắm mắt đỏ bừng nhưng vì buổi biểu diễn phải tận tâm tận lực trường bối của thạch sa đau lòng khôn tả ngày ngày gọi điện tới bảo cô giữ gìn thân thể dù sao của cải thạch sa tiêu xài tám đời không hết hơn nữa thạch quân nghị có thể kiếm được nhiều tiền như thế cô liều mạng như vậy là không cần thiết ngay cả bạn tốt đồng giai thiến cũng giúp cha mẹ chồng tương lai gọi điện thúc giục cô trở về mỹ cùng gia đình đón noel thật sự chịu nổi hai ngày ba bữa bị liên tiếp thúc giục cuối cùng đành miễn cưỡng đáp ứng sau đợt bận rộn này sẽ cùng Triệu từ Hiển trở về Mỹ thăm nhà thì cái tai cô mới được yên thân. Cả tháng 12 chỉ biết tiết trời ngày càng lạnh thì cô cũng quài cuồng như sóc quên mất mình họ gì rồi. Suốt cuộc, vào buổi tối tuyết đầu mùa ở Paris, buổi biểu diễn cũng đã thuận lợi diễn ra, ngoại trừ tác phẩm của thầy Marvin được người ta khen ngợi, thì tác phẩm của cô cũng đã gây ấn tượng rung động. Đường nét thiết kế độc đáo, mạnh dạn sử dụng phối hợp màu sắc khác nhau khiến từng tác phẩm như được thổi hồn vào. Khi người mẫu cao gầy gợi cảm vừa ra sân khấu, thì ánh đèn flash sáng lên như muốn làm mù mắt người. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Mark Finn, đôi mắt mang đầy vẻ tán thưởng và vui mừng, vỗ nhẹ vai cô học trò yêu. Vivian, làm tốt lắm. Cảm ơn thầy. Cô nhẹ nhàng cầm tay ông, cô thật may mắn đến tột cùng mới có thể có người thầy chân chính nguyện ý dạy. Lại có bao nhiêu phúc phận, mới có thể được thầy cho vô số cơ hội đi biểu diễn cùng. Ở dưới sản diễn hình chữ T, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, cô được những cô người mẫu xinh đẹp ôm trầm. Sự ánh đèn đầy màu sắc, vô cùng trái mắt xinh đẹp, cô cười thật sạng rỡ. Tình huống sao phát triển ngoài sự dự liệu của cô, mấy chục nhà báo, tạp chí hẹn được phỏng vấn, thậm chí cả chủ tạp chí nổi tiếng Lady cũng gọi điện đến xin lịch hẹn. Cô đã cố gắng thật lâu và giờ là kết quả đạt được cô đã thành công, thật thành công. Sự thật chứng minh không có thạch gia, không phải là thân thiên kim của thạch gia, thì cô vẫn có thể tự làm được. Hơn nữa còn vô cùng thành công mỹ mãn. Ở Paris này, không có ai biết cô là con gái thạch kính nhất, là em gái của thạch quân nghị. Cô có được ngày hôm nay là hoàn toàn do bản thân cố gắng đổi lấy, cũng vì thế ở bên ngoài cô càng vui vẻ. Đào hoãn phần lớn lịch hẹn, nhưng thời gian vẫn bị lấp đầy, đừng nói là có kẽ hở cho cô về mỹ cùng người nhà đón noel mà ngay cả thời gian về nhà ăn tối cùng a hiển một bữa cũng thành loại xa xỉ mấy hôm trước cô đã gọi điện về nhà thông báo cho cha mẹ biết là kế hoạch thay đổi cô không có thời gian về nhà vị mẹ kịch liệt phản đối nhưng cô vẫn mỉm cười cúp điện thoại như vậy cũng tốt trở lại thạch gia a hiển sẽ cảm thấy không được tự nhiên mặc dù hắn không nói nhưng cô biết bởi vì ở thạch gia hắn sẽ trầm lặng hơn, ngay cả tươi cười đều không có. Tính cha mẹ cô như thế nào, cô còn không hiểu sao. Cho nên hiện tại ở Paris, chỉ có hai người bọn họ sẽ qua lễ Noel ấm áp, nghĩ cũng sẽ tuyệt. Trở về thạch gia sẽ trải qua vô số buổi tiệc, cùng một đám người phải cười đến mỏi miệng. Nghe bọn họ tán hưu tán vượn rồi tâm bốc cô là người xinh đẹp động lòng người. Cô đã quá ngán ngẩm rồi. Năm nay, cô muốn chỉ cùng A Hiển trải qua lễ Noel riêng của bọn họ. Chỉ nghĩ đến mà cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Qua Giáng sinh cho hắn cô cũng đã sớm chuẩn bị xong là chiếc caravat do chính cô tỉ mỉ thiết kế từ vẽ cho đến phối màu đến cát may tất cả đều tự tay cô làm. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn mặt tơ lụa màu lam xám cho cái loại cảm giác mềm mại này là cô hài lòng. Đôi môi khẽ cong lên tưởng tượng màu sắc này sẽ làm nổi bật thêm đôi mắt đen của hắn sẽ càng thâm thúy hơn nghĩ đến vậy lòng cô như muốn cười to lên chậm rãi đóng lại nóc quà đưa tay nhấn phím khô Betty, cuộc phỏng vấn sau là mấy giờ 10 giờ đúng bắt đầu cho khoảng 11 giờ có thể kết thúc thật tốt quá xong vụ phỏng vấn này cô có thể nghỉ ngơi hai ngày tối hôm nay có thể cùng A Hiển đón Giáng sinh qua đêm nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi Chờ đợi lâu như vậy mới đến hôm nay, tâm trạng cô rất tốt, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Đối phương cũng rất thoải mái. Chưa tới 11 giờ, cô có thể cần lấy gói quà của mình mà lái xe về nhà. Trời ạ, à, cô muốn về nhà. Cô nhớ hắn, bọn họ đã bao lâu không thâm sự cùng nhau mà vui vẻ ăn cơm. Trong khoảng thời gian này cô bận quá sức vì sau khi tốt nghiệp sẽ mở công ty và phải chuẩn bị nhiều thứ. Cho nên giờ chỉ cần có cơ hội bên cạnh hắn cô sẽ nhất định không chịu bỏ qua. Lúc nhấn ga, tâm tình cô chưa bao giờ nhẹ nhõm như thế, rồi đưa tay bấm số điện thoại nhà. Không có ánh nến, nhưng có bữa tiệc thịnh soạn, Tương hùm tươi, làn ngỗng cùng với canh mang tây, bên cạnh đó là mùi thơm của bánh nhân thịt. Một bữa tiệc sáng sinh chính cống kiểu phương Tây, với thạch sắc vi mà nói, đây quả thực rất phù hợp. Hơn nữa còn vì người cùng ngồi chung một bàn với cô kia là Triệu Tử Hiền thì cô còn mơ ước gì thêm nữa. Gàn ngỗng cho vào miệng là tan đi, tôm hùm thơm ngọt cùng với mùi hương hoa quả và rượu trắng là hương vị món ăn thêm đậm đà, khiến cho thầy sóc vi tròn mát khen ngợi. Thủ nghệ của ai hiển nhà ta ngày càng tốt nha. Trọng điểm là chọn rượu để phối hợp cũng rất hoàn mỹ. Hắn mỉm cười múc cho cô một bát súp mang tây. Cẩn thận nóng. Cô liền uống xong bát súp bữa tối của hai người cũng không nhất định là những đồ ăn xa xỉ hay quá nhiều đồ ăn, chỉ cần ở bên người yêu cũng đủ hạnh phúc rồi. Trò chuyện phiếm, từ từ thưởng thức rượu ngon và thức ăn. Hai tiếng sau, sau khi ăn xong bánh pudding ngọt ngào thì bữa tối mới kết thúc. Sau đó hắn thu dọn bát đĩa trên bàn mang vào phòng bếp rửa, còn cô ôm lấy chiếc gối mềm ngồi trước lò sưởi ấm áp, lười biếng thỏa mãn không muốn động đậy triệu tử hiển dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ xong mới bưng ra một đĩa táo đỏ lớn đặt bên cạnh cô a à hiển ngồi cạnh đi cô vô vỗ vào chỗ tấm thảm bằng lông cừu trắng như tuyết ở bên cạnh hắn vui vẻ tuân theo hắn vừa ngồi xuống thì thạch sắc phi lập tức ngả người ngay vào ngực hắn nằm ở trên đùi hắn ngơ mắt lên nhìn nhắm mắt lại đi hắn rất nghe lời nhắm mắt lại cô kéo tay trái của hắn rồi cầm hộp quà để vào lòng bàn tay hắn hắn mở mắt ra cô mỉm cười nói với hắn Giáng sinh vui vẻ hắn nhìn quà tặng này trầm mặc cô thúc giục mở ra xem có thích không mở ra là chiếc caravat màu xóm cho bằng lụa sáng bóng nằm gọn trong hộp hắn cầm lên tỉ mỉ mơn trớn lớp vải thượng đẳng đây chính là người ta tự mình làm đấy cô cầm lấy đưa đến cổ áo hắn ướm thử cười cười quả nhiên rất hợp nha ừ a hiển nhà ta càng lớn càng đẹp trai rồi thật là làm cho cô thêm kiêu ngạo mà lại càng phiền não. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, khổ cực như vậy còn phải tốn thời gian làm cái này. Trong khoảng thời gian này cô sẽ gầy, mỗi ngày chạy đi chạy lại đến thời gian ngủ cũng không có. Điện thoại gọi chưa đến một phút liền tắt máy, vậy mà còn tự tay chuẩn bị quà cho hắn. Có quan hệ gì? Cô cười đến rất thỏa mãn. Người ta thích làm vì cậu mà. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nói cho người ta xem có thích nó không thích làm sao có thể sẽ không thích chứ chỉ cần là cô đưa cái gì hắn cũng sẽ thích huống chi còn là vật cô tốn nhiều tâm huyết và thời gian chuẩn bị như vậy vậy quà tặng của người ta đâu thằng thừng đòi hắn đáp lễ đôi mắt đen láy lóe lên giống như đang do sự đừng bảo là không chuẩn bị đấy cô rất hiểu rõ chắc chắn không thể không có liền xòe tay ra nhanh lấy ra đi người ta muốn một cái hộp nhỏ rất xinh đẹp được thả vào tay cô mở ra là một đôi hoa tai hình hoa tường vi tên của sắc vi có nghĩa là hoa tường vi trong đêm hiện ra sắc mặt của cô chợt trầm xuống cậu lại đi làm đúng không chỉ cần nhìn một cái cũng biết đôi bông tai này tuyệt đối không rẻ mà tình tiền của hắn bao nhiêu cô hoàn toàn biết cái người này cốt khí mười phần ngoại trừ học phí tuyệt đối không lấy của thầy ra thêm một phần một hào ngay cả phí sinh hoạt cũng muốn dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy Quay tặng xa xỉ như vậy chắc chắn là do hắn lén lút đi làm thêm cô không thích như vậy vô cùng không thích bỗng chốc từ trên đùi hắn ngồi dậy cầm lấy hộp quà dùng sức nện vào ngực hắn triệu tử hiển cậu vì cái gì mà cứng đầu không chịu nghe lời cô tức giận vô cùng tức giận cô không thích hắn vẫn còn đang đi học trung học mà đi làm thêm sẽ vất vả mà kiếm thì không được nhiều muốn quốc khí hay trí khí thì ít nhất lên đại học rồi hãy nói đến nhưng cái người này lại xét bướng bỉnh, lần đầu tiên biết hắn dối cô đến cửa hàng tạp hóa bán hàng, cô đã phát hỏa, cuối cùng hắn phải thỏa hiệp đồng ý không tiếp tục đi làm nữa mới trở lại bình thường. Anh ngờ hiện tại lại như vậy, châu báu đồ trang sức đối với cô mà nói chẳng quan trọng chút nào, chỉ cần cô muốn, bao nhiêu đồ hoàn mỹ đắt giá đều có, cô không muốn hắn vì tặng quà cho cô mà cực khổ như vậy, hắn rốt cục có hiểu tôi chỉ dạy kèm giúp em đứa bạn học rất đơn giản mà cũng không tốn nhiều thời gian hắn nhặt cái hộp bị ném trên mảnh đất lần đầu tiên thấy nó hắn đã cảm thấy nó thật hợp với sophie muốn mua cho cô nên mới đồng ý bạn học đã ba bốn lượt nhờ cậy hắn dạy thêm cho đứa em mỗi ngày hai tiếng thù lao cũng không tệ lắm bạn học là elin đôi mắt xinh đẹp hơi cao lại chào mày không phải là con trai đưa tay cầm cái hộp lần nữa đưa cho cô hư lại lùng lên mắt nhìn hắn đôi tay khoanh ở ngực cũng không chịu cầm hắn yên lặng nhìn cô mỉm cười biết cô chỉ là đau lòng vì hắn đã khổ cực mà thôi trên đời này cũng chỉ có mình cô thật lòng quan tâm đến hắn cô không phải không thích nó đúng không tôi nhìn qua liền cảm thấy cô sẽ thích nó cái người này thở phì phò cầm lấy mở ra sổn ra lệnh đeo cho người ta được hai đoá hoa tưởng vì rất đơn giản và thuần khiết nở rộ trên đôi tay trắng nõn hắn tỉ mỉ ngắm nhìn vẻ mặt cực kỳ vui vẻ thạch sắc phi đưa tay vuốt ve đôi bông tai khoái môi khẽ cong lên cô thích quà tặng của hắn chỉ cần hắn lựa chọn là cô thích ngơ mắt nhìn hắn xem được không đẹp lắm người ta đẹp hay là nó đẹp cô người này miệng lại ngọt rồi trong lòng nữ vương cực kỳ vui vẻ liền tiến tới tặng cho hắn một cái hôn thay ôm lấy cổ hắn vùi mặt vào trong hõm cổ khẽ nói a à hiển không cần phải vất vả, được không? Ừ, hắn ôm chặt cô, tôi không khổ cực, sắc phi, là thật. Đáy lòng cô khẽ thở dài, nếu hắn muốn làm thì cứ để hắn làm vậy. Hắn đã là người lớn, sẽ biết mình làm gì, dù mình có thương hắn, thích hắn cũng không nên hạn chế hắn quá nhiều. Huống chi ở đây hắn còn cực khổ vì cô, thì cô còn đòi hỏi gì nữa? Chàng trai này mặc dù trẻ tuổi, dù không có tiền, nhưng lại quá tốt với cô. Không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại rất thật lòng chỉ cần mở lòng với cô là đủ rồi môi của cô nhẹ hôn lên cổ hắn hắn ôm chặt lấy cô cúi xuống tìm lấy môi cô áp chặt vào vô cùng ngọt ngào vô cùng thân mật hôn nhau môi và răng quấn quýt tham dò khuấy đảo chỉ vừa mới hôn thôi cũng đủ khiến cả hai run rẩy dục vọng bùng lên không thể kiềm chế nổi căn phòng ấm áp xuân sắc tiếng thở gấp nặng nề cùng yêu kiều hai người tận tình xong ruổi ngay cả điện thoại vang lên cũng không thèm để ý chuông vang lên dù tự động chuyển tới máy trả lời tự động là âm thanh của thạch phu nhân dịu dàng chuyển tới bà bối không ở trong nhà sao có phải cùng từ hiển ra ngoài ăn tối đón giáng sinh con cũng thật là biết rõ cha mẹ nhớ con nhiều đến nhường nào mà còn nuốt lời không trở về nhà đón giáng sinh bận rộn đến thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nha thở dài Paris đã bắt đầu tuyết rơi, con phải chú ý thân thể, không lại bị cảm. Thạch Sắc Phi ôm lấy cổ người yêu, thân thể phập phồng càng muốn nhanh hơn, gấp hơn, cắn chặt môi dưới, cảm giác được dòng điện trong cơ thể càng thêm hùng mãnh. Dù sao cũng là dịp lễ, cha mẹ cũng thông cảm cho con vì công việc khổ cực nên có một bất ngờ cho con đấy. Được rồi, không nói trước nữa, bye bye. Thành ông ngắt cuộc gọi truyền đến mà cô cứ mắt điếc tai ngơ, chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng kịch liệt thân thể quá nóng quá nóng nóng đến mức muốn bốc cháy lên cô chuyển động nhanh hơn đường cong càng thêm mê người tiếng thở dốc cùng tiếng nước càng quyến rũ lòng người một chiếc xe ben dừng trước cửa nhà trọ cũ lái xe mặc đồng phục lịch sự xuống mở cửa xe một người phụ nữ tuổi chừng trung niên có vẻ rất cao quý tao nhã bước từ trên xe xuống một thân váy dài màu đen vai tay cầm ví da xinh đẹp khiến cho khí chất của bà thêm mê người. Ngẩng đầu nhìn qua nhà trọ trước mặt, thấy có vẻ cú kỹ khiến bà cau mày. Tiếng chu điện thoại vang lên khiến bà nhìn về phía trong xe, người trong xe phất tay, bà hiểu rồi sửa sang lại chiếc áo khoác, cất bước vào trong nhà trọ. Lầu 1, lầu 2, theo số tầng gia tăng thì nụ cười bên môi bà càng rõ ràng. Lầu 3 cuối cùng cũng đã tới, nhấn mật mã, lại lấy cái thẻ từ trong ví ra rất nhẹ nhàng, quẹt một phát, cửa phòng không tính động mà mở ra. Bên trong phòng ánh đèn ấm áp tỏa sáng, thật là bà lắc đầu mà thở dài rồi đi sâu hơn vào trong. Nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng xì xỉ thì nụ cười bên môi bà đông cứng lại. Bước nhanh mấy bước, cảnh trước mắt làm cho khuôn mặt ưu nhã của bà trở nên hoàn toàn vận vẹo. Các người đang làm gì? giọng chất vấn lạnh như băng làm đông lại ngọn lửa kích tình. Thầy Sơ ở dưới thân Triệu Tử Hiền hoàn toàn cứng đờ, không thể nào tin nổi điều mình vừa nghe được. Quay đầu nhìn về phía cửa thấy khuôn mặt quen thuộc của mẹ mình xuất hiện trong tầm mắt. Lần này cô kinh hãi thực sự. Trên đời này còn có cái gì có thể lúng túng hơn việc để mẹ ruột phát hiện ra mình cùng người yêu đang thân thiết đây? Thì ra việc vui mà mẹ nói đến đây chính là bà sẽ đến thăm vào đêm Giáng sinh. Thật xác triệu từ hiển cũng lạnh xuống, ôm chặt cô gái trong lòng, đen cô hoàn toàn che chở trong ngực. Hà Bội Dung nắm thật chặt ví ra, chiếc ví tì xảo đã bị bà bóp cho biến dạng, rốt cục cũng không chế được cảm xúc lên tiếng. Từ trò các người 5 phút đồng hồ để sửa sang lại. Lùi về phía sau mấy bước, bước chân không đều đi sang ngoài. Nghe tiếng đóng cửa chuyển lại, thầy sức vi đưa tay vui vẻ khuôn mặt hắn. À hiển, tôi không sao hắn đưa tay đỡ cô, giúp cô ngồi dậy. Xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không nghĩ tới. Thầy Sophie không biết vì sao mẹ lại đến Paris, hơn nữa lại là đêm Giáng sinh. Mà quan trọng nhất là mẹ ở đây thì chắc chắn cha cũng đã tới. Thời gian eo hẹp gấp gáp không thể lãng phí, cô vừa mặc y phục vừa lo lắng nhìn về Triệu Tư Hiền mặc dù hắn chưa từng đề cập với cô về cảm giác với cha mẹ nhưng vợ chồng thạch thị ngoại trừ con đẻ của mình ra đối với người khác tới bây giờ đều vô cùng lạnh lùng mặc dù trên danh nghĩa triệu từ hiền được bọn họ nhận nuôi nhưng cũng không ngoại lệ từ nhỏ đến lớn cô thấy a hiền đối xử với bọn họ rất khách khí cho nên sau đó cho dù cô và hắn có quan hệ thân mật theo bản năng cũng tránh công khai điều này cô biết rõ ràng với thân phận triệu từ hiền như vậy cha mẹ nhất định sẽ không thể nào đồng ý cho bọn họ cùng nhau. Nhưng không đồng ý thì thế nào? Cô, Thạch Sắc Phi muốn yêu ai, muốn sống cùng ai cho đến bây giờ đều không cần đến trưng cầu ý kiến của bọn họ. Tình cảm của cô do cô làm chủ, nhưng hắn thì sao? Đưa tay theo bản năng cầm lấy tay hắn, cho tới bây giờ, người tự tin kiêu ngạo như Thạch Sắc Phi lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác từ đáy lòng sưng lên. Vẫn luôn là như thế, cô tin tưởng hiểu tình cảm của mình nhưng đối với hắn lại hoàn toàn không nắm chắc hơn nữa hôm nay ở hiện tại đã bị mẹ của cô phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ hắn sẽ không buông tay cô sao triệu từ hiền nắm chặt lấy tay cô đôi mắt đen nhánh một mảnh an tĩnh lòng cô thoáng nhẹ đi một chút ít nhất hiện tại hắn còn nắm lấy tay cô có nghĩa là hắn sẽ không có ý định lùi bước chuông cửa reo lên cô biết thời gian mẹ trò đã kết thúc thời khắc quan trọng cũng đã đến. Đưa tay mở cửa chính, đi trước là người cha luôn nghiêm túc của cô, Thạch Kỳ Nhất. Tóc ở hai bên thái dương trang xóa, năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt anh Tuấn này. Trên mẻ nhíu chặt làm cho khuôn mặt ông thêm nghiêm túc, đặc biệt là giờ phút này mẹ đã đem chuyện của cô nói cho ông. Thạch Kỳ Nhất vừa đi vào, đôi mắt lạnh băng cứ nhìn chằm chằm vào triệu tư hiền, nhìn thấy bọn họ nắm tay thật chặt, thì đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia bén nhọn. Ông đi tới trước sofa ngồi xuống, đưa ngón tay chỉ đối diện. Ngồi. Triệu Từ Hiển nắm tay cô theo lời ngồi xuống. Thạch Sắc Vi theo sát hắn định ngồi cùng. Sắc Vi, ngồi bên cạnh cha. Cha. Lời giống vậy cha không muốn tái diễn. Lời nói lạnh lùng, không có một chút dịu dàng. Thạch Sắc Vi vừa muốn phát giận thì bị người đang nắm chặt lấy tay cô cản trở. Triệu Từ Hiển buông cô ra, ý tứ rõ ràng. Lúc này không cần phải nổi giận theo kiểu vô vị này, vì vậy cô không muốn nhưng cũng ngồi bên cạnh cha. Hà Bội Dung cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Tất cả đã an vị, thạch kỳ nhất trầm giọng hỏi. Từ hiển, cậu đến nhà chúng tôi đã bao nhiêu năm? Mở đầu có vẻ bình thường, nhưng thực chất không hề bình thường. Thạch Sao vì thẩm nghĩ. Chiều Từ hiển cùng kính đáp. Thưa, đã tròn 11 năm. 11 năm thảy ra chúng tôi đã từng có lỗi với cậu. Không có, mọi người đối với con hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy cậu muốn báo đáp chúng tôi như vậy sao? Cha, thầy sắc lên tiếng kháng nghị nên bị mẹ chặn lại. Cậu nên rõ ràng, sắc vi là hòn ngọc quý trên tay của tôi. Tôi muốn cho nó những gì tốt nhất trên đời. Hơn nữa những gì có lợi cho nó, tôi đều sẽ làm. Vâng, về phần chuyện kia tôi nghĩ không cần phải nói rõ cậu cũng biết thái độ của chúng tôi rồi đúng không? Vâng, rất tốt. Nếu đoạn lý cậu đều hiểu, như vậy tôi nghĩ cậu sẽ không để chúng tôi thất vọng đúng không? Tử Hiển Triệu Tử Hiển trầm mặc Thầy Sắc Vi làm thế nào cũng không thể kiềm chế nổi. Cha, chuyện của anh ấy là chuyện giữa chúng con, không ai có quyền nói đến hay tác động vào ở đây cả. Cha đang cùng Tử Hiển nói chuyện, không phải với con. Hai người nói về chuyện tình cảm của con thì có gì con không được nói, con xin nói rõ, con đã trưởng thành, có thể tự quyết định cho bản thân mình, không cần cha mẹ định đoạt. Con thích anh ấy, yêu anh ấy, con muốn sống cùng với anh ấy. Chứ anh ấy ra, ai con cũng không cần. Thoải mái mà hét lên xong, trên mặt Thạch Sophie là một mảnh nóng sực. Thạch kỳ nhất thoáng lửa hận trong mắt nhảy lên rồi trở lại bình thường. Ông không thèm để ý đến cô đang kích động, chỉ nhìn chăm chăm vào triệu từ hiền. Từ hiền, tôi đang đợi câu trả lời của cậu hắn trầm mặc lâu hơn suốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng thật xin lỗi con không thể đáp ứng ngay. thạch sao vi chợt há miệng lớn mắt ê ẩm nước nở đã từng có một khắc cô đã lo lắng hắn sẽ đồng ý với cha thì ra hắn vốn muốn cùng cô dù có bị cha mẹ phát hiện vẫn không chịu lùi bước bàn tay thạch ký nhất nắm thành nắm đấm gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên mấy cái cha xin cha đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con con muốn gì con tự hiểu thầy sắc phi đứng dậy sang ngồi bên cạnh triệu từ hiền cầm lấy bàn tay hắn con chỉ muốn cùng người này ở chung một chỗ bất kể hai người có thích hay không con cũng đã quyết định rồi thầy kính nhất tối sẩm lại hít sâu rồi nhìn về phía con gái mình ôn hòa nói chuyện này chúng ta khoan đã nói dù sao thì ngày nghỉ năm mới hai đứa phải về nhà một chuyến nhất định phải như vậy đề tài làm sao lại chuyển tới đây rồi thạch sắc vi nghi hoặc nhìn cha mẹ chuyện của hai người cha mẹ có đồng ý hay không thì cũng để sau nhưng tiệc năm mới là truyền thống của thạch gia chúng ta con không thể vắng mặt nhưng con gần đây rất bận sợ rằng không có thời gian coi như con bé không về thì cậu cũng phải về cha thạch quay đầu nhìn triệu từ hiển dù sao thì cậu cũng là người của thạch gia chúng tôi con nuôi tham gia bữa tiệc là chuyện đương nhiên Vâng, Triệu Tử Hiển rất dứt khoát đáp ứng. Trong mắt Thạch Kính thoáng qua một tia nhỉ phức tạp rồi nhanh chóng xấu xuống. Như vậy chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Nhẹ nhàng nhìn vợ của mình. Sau khi, tối nay con phải ngủ với mẹ đấy. Hà Bội dùng sát tay con gái, nụ cười xuất hiện lại trên gương mặt. Đã nửa năm mẹ chưa được gặp con, đêm nay tán gẫu suốt đêm được không? Con... Chẳng lẽ con không muốn ở bên cạnh cha mẹ? Dĩ nhiên không phải, cứ quyết định như vậy đi khoác tay con gái đi ra ngoài cửa Xem phòng này đối với vợ chồng thạch thị là quá mức đơn sơ cứ mỗi lần nhớ con gái lại sang đây thăm con đều ở khách sạn mỗi lần như vậy thạch sắc vi đều đến khách sạn ở cùng dù sao thì phòng tổng thống ở đó so với phòng của cô cũng không khác nhau là mấy đóng cửa chính lại cũng chính là cắt đứt ánh mắt lưu luyến của thạch sắc vi và cũng ngàn cách luồn bọn họ Tất cả ở đây là do đã mất đi kiềm chế, mất đi quá sớm. Triệu Từ Hiển xoay hai bàn tay ra, mở ra là hai bàn tay trắng. Hắn không có gì trong tay cả, mà con đường phía trước quá khó khăn. Hắn lặng lẽ đứng ở cửa một hồi thật lâu. Vậy là xong bước một, bản lĩnh của bé Hiền còn ở phía trước nha. Những trường sau sẽ là cuộc đấu đầy cam go của ba vị cáo già với một vị cáo non. Hãy xem chàng cáo non này chinh phục ba vị cáo già như thế nào. Người ta nói yêu thì phải vượt qua trông gái thử thách mới bền vững được, cho nên dù ai có thường sát bé hiển thì cũng nên cố kiểm chế xem bé thể hiện thế nào nha, he he. Tổng hợp phương pháp tác chiến Bước 1. Mềm mỏng nhưng không thỏa hiệp Bước 2. Bình đến tướng đỡ, nước sừng tết chặn Bước 3. Chứng tỏ tài năng, ôm người đẹp về Chương 6. Vợ chồng Thạch Thị lần này ở Paris chờ đợi một tuần lễ, mãi cho đến một ngày trước năm mới mới mang Triệu Tử Hiển cùng Thạch Sắc Vi cùng nhau về nhà ở New York. Từ Paris đến New York, Thạch Sắc Vi và Triệu Tử Hiển không có cơ hội để nói chuyện cùng nhau nửa câu. Trở lại Thạch ra, mẹ cô mang cô theo vì bảo bữa tiệc năm mới tối mai cần chuẩn bị. Cho lễ phục, làm tóc, dưỡng da, ngày đi tới trở lại, ngay cả mặt mũi Triệu Tử Hiển cũng không thấy đâu mà mỗi lần nhắc đến chuyện cô và hắn, mẹ đều dùng một giọng rất dịu dàng. Ngoan, có chuyện gì chờ hết bận rộn rồi nói. Hết bận rồi nói, hết bận rồi nói, cô phát giận, mẹ liền dịu dàng nhìn cô cười, không nói lời nào như đánh một phát thật mạnh vào bông, không có uy lực nào. Thạch Sắc Vi chính là người nóng nảy bộp chộp, cô làm việc rõ ràng sành mạch, muốn tất cả mọi chuyện phải rõ ràng mới thoải mái được. Nhưng chẳng làm gì, cũng chẳng ai nói gì, quả thật sẽ làm cho cô héo mòn mà chết. Mà nhất là người kia mãi không thấy, chỉ cần nhớ người ta cũng khiến cô phát điên lên rồi. Cô còn nóng lòng cũng vô ích, dù sao cha mẹ cũng chẳng đồng ý để cô và hắn cùng nhau. Suốt cuộc, gần tối ngày 1 tháng 1, con trai trưởng của Thạch Gia, Thạch Quân Nghị, mang theo vị hôn thê và cũng là bạn tốt của cô, đồng giai thiến trở lại Thạch Gia. Vừa mới về nhà, Thạch Quân Nghị liền bị cha mình hỏa tốc triệu đến thư phòng đồng xe thiến theo lệ đến phòng của thạch sắc vi sắc vi tao rất nhớ mày đấy thạch sắc vi đã thay bộ lễ phục màu đỏ đang ngồi trước bàn trang điểm làm tóc trên đời này nếu như còn có ai khác có thể mặc váy màu đỏ động lòng người thì trừ thạch sắc vi ra không còn ai khác khỏi phải nghĩ nhiều màu sắc xinh đẹp nổi bật nhưng nếu không để ý sẽ dễ dàng thành tục khí nhưng thạch sắc vi thì không màu sắc này trời sinh để cho cô mặc đem ra thịt nõn nào của cô phô ra càng thêm lóa mát. Ngũ quan của cô tinh xảo, mái tóc xoăn dài được tết lên gọn gàng, đôi mắt to sáng ngời, chỉ cần trang sức đơn giản tao nhã cũng đủ tôn lên toàn bộ ưu điểm của cô, xinh đẹp không ai có thể tránh nổi. Mày tới rồi. Thạch sắc vi miễn cưỡng liếc nhìn cô ta một cái. Đồng giải thiến cũng là mỹ nữ, hơn nữa cũng là đại mỹ nữ. Nhưng có xinh đẹp hơn nữa mà đứng cạnh thạch sắc vi, thì cũng sẽ bị kém xác đi mấy phần mà điều này từ bé đến lớn ở bên cạnh thạch sao vi nên đồng giai thiến hiểu rõ cực kỳ mày làm sao vậy tinh thần không tốt lắm đồng giai thiến mặc bộ lễ phục màu tím nhạt cẩn thận vuốt làn váy ngồi xuống bên cạnh thạch sao vi nhìn bạn tốt khuôn mặt rạng rỡ quả nhiên cô gái có tình yêu suôn sẻ sẽ khác đồng giai thiến thật may mắn từ nhỏ đến lớn có thạch quân nhị chờ đợi cương chiều bao dung bao nhiêu tính xấu của cô ta nhưng quan trọng nhất là thạch sa và đồng gia thân thiết bao nhiêu năm họ đi lại với nhau thì trưởng bối vô cùng tán thành cái thắc ý thì làm sao hiểu nổi người đang thống khổ mà ngoại trừ triệu từ Hiển thạch sắc vi không có thói quen chia sẻ bí mật tình cảm với người khác cho dù là chị em tốt từ nhỏ đến lớn như đồng giai thiến cũng không được cho nên cô nhẹ nhàng lắc đầu không có gì có thể do gần đây mệt mỏi quá thôi thật mệt chết đi cô đếm đã chín ngày chưa nói cùng chiêu từ hiển câu nào chỉ cần hắn bên cạnh cô sẽ ổn nhưng mãi không thấy cô nhờ hắn muốn điên lên nhưng mẹ thì luôn kẻ kẻ bên cạnh cho dù có việc cũng sai lái xe đưa đón có muốn trốn cũng không được trong tận đáy lòng cô thử hiểu cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý chuyện cô và a hiển nếu như hiện tại cô mà đối nghịch với bọn họ chỉ sợ là làm khó cho a hiển cho nên cô vì hắn mà chịu đựng đồng thời trong lòng cũng lo lắng hắn có thể vì con đường phía trước quá gian nan mà không muốn đi tiếp nữa hoặc vì bảo đáp ơn nuôi dưỡng của vợ chồng Thạch Thị 11 năm mà lựa chọn buông tha cô. Cho dù hắn ở cùng với cô nhiều năm, cô cũng không thể khẳng định bên trong đó có vì phần cảm kích này hay không. Ta nói nha, tối hôm nay so với năm ngoái còn náo nhiệt hơn nhiều, bác trai và bác gái mời rất nhiều người đến, lâu đó chắc chắn sẽ vô cùng đông vui tài lực hùng hậu bối cảnh cường thế như thạch gia mỗi năm một lần đều tổ chức dạ tiệc những người ở tầng lớp thượng lưu ở New york đều được mời chẳng qua thạch quân nhị vốn trời sinh khiêm tốn nên hàng năm chỉ mời một số người cố định là bà làm ăn và vài người bên chính phủ mà thạch gia có quan hệ nhưng năm nay thì khác do thạch kính nhất yêu cầu thạch quân nhị đương nhiên không dám từ chối cho nên năm nay thạch gia đổi lại dầu dãi mời khách từ thương giới như là những thanh niên tài năng tuấn tú đến tham dự tiệc nhìn tình hình này Đồng giai thiến đoán nhất định là vì sao vì còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học ba trai sợ cô ta có bạn trai ở pháp sẽ ở lại đó không chịu về nhà nên sức khoát giới thiệu đối tượng cho con gái ba con gái sau khi tốt nghiệp phải về new york làm việc nhưng mà phải làm thật khéo nếu không với tính khí của cô ta như thế chỉ sợ sẽ huyền áo hỏng hết mọi chuyện phải biết cái tính thạch Sắc vì vừa kiêu ngạo lại độc lập ghét nhất có ai đó sắp xếp cuộc sống của cô nhưng mà nếu như sau hôm nay cô ta kiếm được người đàn ông tốt để qua lại cũng không tệ nhưng mà người đàn ông tốt nhất trên đời đã bị đồng dây thiến này tóm về rồi ha ha bữa tiệc năm mới của thạch gia được cố định tổ chức ở khu biệt thự phía đông new york con đường tư nhân rộng rãi đã sớm được quét dọn sạch sẽ, từ chiếc xe sang trọng được sắp xếp ở bãi, dường như không thể thấy cuối bãi ở đâu. Đi đến cửa chính là tiếng âm nhạc nhẹ nhàng dễ nghe vang lên, 8 giờ đúng, tiệc tối bắt đầu. Đại sảnh xa hoa mà cao nhã được bày thức ăn phong phú và được bày lên vô cùng đẹp mắt, phục vụ vô cùng lễ độ. Mỗi vị khách quý đều là thương nhân nổi tiếng trên thương trường, phi phú tức quý, giá trị con người bất phàm, cho nên bữa tiệc này tuyệt đối là tiêu chuẩn của bữa tiệc thượng lưu. Mặc dù khách hứa tập trung lại nhưng không ổn ã, những người quen biết thì chào hỏi lẫn nhau, nhẹ giọng nói chuyện phiếm, không khí thân mật mà ấm áp. Thân là gia chủ của Thạch Thị, vợ chồng Thạch Thị luôn nở nụ cười thân thiết với mọi người xung quanh. Người hiếm khi xuất hiện như Thạch Quân Nghị cũng mang theo vị hôn thê xinh đẹp hàn huyên với bạn bè trên thương giới mà đêm này hấp dẫn mọi người nhất chính là thiên kim tiểu thư của thạch gia thạch sắc vi cô mặc lễ phục màu đỏ tươi thiết kế đơn giản nhưng đủ để tôn lên hết phóc người hoàn mỹ làn váy như một bông hoa đang nở bắp đuôi thon dài như muốn cầu dẫn người tối nay cô như một ngọn lửa cuồng dã sáng rỡ khoác tay thạch phu nhân lễ phép chào hỏi khách hứa bên cạnh cô còn có một chàng trai trẻ tuổi vô cùng anh tuấn nếu quen biết với thạch gia thì sẽ biết đó là cậu con nuôi của họ Thạch, Triệu Tử Hiển. Những năm trước hắn đều ngoan ngoãn ngồi một mình một chỗ, sau năm nay lại đứng bên cạnh vợ chồng Thạch Thị. Chẳng lẽ Thạch Sa định đem hắn công khai giới thiệu mọi người, nghĩ gì có vẻ thật là tốt, nhưng trên thực tế. Sa Vi, Tử Hiển, đây là nhiếp chủ tịch của tập đoàn Hoàn Cầu, cùng con trai là Thiên Minh. Thạch phu nhân vỗ nhẹ tay con gái, thiên minh tốt nghiệp mba của harvard nó giúp bác nhất quản lý công ty rất thành công ngay cả anh trai của con cũng khen nó là đứa có tài có cơ hội các con nên học hỏi làm quen một chút thiên minh đây là sắc vi và tử hiền bác gái bác kêu cháu là Kevin là được rồi thầy ký nhất rất tự nhiên cùng hàn huyên với nhiếp chủ tịch thầy phu nhân nở nụ cười thân thiết mà thỏa đáng đem con gái mình giới thiệu cho vị tuổi trẻ tài cao nhiếp thiên minh Đúng rồi, Sắc Vi, con không phải đang muốn mở công ty sao? Vừa lúc Kenvin có quản lý một công ty thời trang, danh tiếng vô cùng tốt, hai đứa có thể trao đổi với nhau nha. Thạch tiểu thư muốn làm về thời trang sao? Vị sắc đẹp của Thạch tiểu thư mê hoặc, như thiên mình lập tức cười đến ngơ ngẩn. Thật không ngờ Thạch tiểu thư như vậy mà có thể làm được. Sao gọi là Thạch tiểu thư, mọi người đều là chỗ quanh thân, gọi là Sắc Vi là được rồi. Thạch phu nhân ưu nhã quay đầu, hòa ái phân phó. Từ hiển, con cũng nên học tập kenvin cho tốt, nó mặc dù xuất thân thế ra nhưng tính tình tốt lại không kiêu ngạo, con cũng nên trò chuyện cùng. Vâng, Triệu Từ Hiển lên tiếng, giọng rất lễ độ. Thầy phu nhân hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn hắn để vẻ hiền lành và thương yêu. Người ở bên ngoài nhìn vào, cứ nghĩ là gia đình mẫu tử tử. Người ở bên ngoài nhìn vào, cứ nghĩ là gia đình mẹ hiền con ngoan con trai đẹp trai con gái xinh đẹp thật đáng ghen tị suốt cả đêm thầy phu nhân nắm trải tay thạch sang phi đem cô tự nhiên mà đi giới thiệu cho vô số người Một đống đàn ông anh tuấn trẻ tuổi vì sao họ đều né lên phường hào quang vốn chữ to có tiền có thế trong lúc nói chuyện thì ca ngợi đối phương có bao nhiêu ưu tú đem bao nhiêu điểm mạnh phô hết ra ngoài sau đó thân thiết dặn dò triệu từ hiền nhất định phải cố gắng học tập bạn họ sang mặt thạch sa phi càng về sau càng khó coi cha mẹ làm quá rõ ràng như vậy cô có muốn giả vờ không biết cũng không thể bọn họ ngày trước mặt a hiền giới thiệu một đàn ông là kim cương độc thân trước mỗi vị đó nhất định phải hỏi a Hiển xem vị đó có đủ ưu tú hay đủ xuất sắc như vậy thừa biết là cố tình làm nhục hắn khiến cho cô muốn nổi giận Người khác nhìn vào thì thấy vợ chồng Thạch Thị cực kỳ yêu thương con mình, vì con gái mà giới thiệu đối tượng tốt, đồng thời không quên để con trai làm quen với những người này, còn dặn dò phải cố gắng học tập họ, quả thật là gia đình hòa thuận. Nhưng trên thực tế là gì? Thạch Sắc vì giận sắp nổ tung, người khác không hiểu nhưng cô quá rõ ràng. Cả đêm nay, cha mẹ dùng một thái độ hòa ái nhất để nói với Triệu Tư Hiển rằng cái gì gọi là tương xứng, cái gì gọi là sự khác biệt có thể xưng với thạch sao phi y nhất phải thân thế hiển hách gia tài bạc vạn mà triệu từ hiển chỉ là một cô nhi nghèo không có gì cả thậm chí bây giờ còn dựa vào thạch gia thì có tư cách gì nhúng chàm vào con gái bảo bối của thạch gia giết người đau nhất không phải là lưỡi dao sắc bén mà là dao cùn vợ chồng thạch không hổ là người giao tiếp lịch sự trên thương trường nhiều năm hiểu con gái tính quật cường tinh khí bốc hỏa bọn họ dứt khoát không trực tiếp trở mặt mà tránh đằng trước vòng ra phía sau để chỉ cho triệu tử hiển thấy cái gì gọi là tuyệt đối, đối cái gì gọi là không xứng đáng như thế này chẳng phải nhục hơn sao triệu tử hiển là người có lòng tự ái rất mạnh được thạch gia nhận nuôi lại biết rõ thân phận của mình cẩn thận tuân thủ tất cả để mình không phải nợ ân huệ của thạch gia quá nhiều chỉ cần hắn có khả năng hắn sẽ kiên quyết không nhận của thạch gia một hào chỉ là không nghĩ đến bọn họ ở chung một chỗ mà tình cảm phát triển quá sớm đến giờ hắn vẫn chưa thể tự lập được nên mới bị xỉ nhục như vậy có thể biết hôm nay hắn đã bị xỉ nhục đến mức nào nhưng hắn vẫn có thể đứng ở nơi đó tào nhã lịch sự mỉm cười hoàn mỹ diễn vai con trai của thạch gia lễ phép chu đáo như không nghỉ ra ý tứ của vợ chồng thạch thị thậm chí trước đó cô thở dài nghĩ đến tin nhắn cô nhận được trước bữa tiệc cô mới có thể nhịn được đến bây giờ tất cả vì tin nhắn kia chỉ có hai chữ rất đơn giản nhẫn hại nhưng cô hiểu tất cả hắn không phải không biết con đường để hai người đến với nhau rất khổ cực nhưng hắn không thèm để ý thậm chí vì cô mà nhẫn hại nếu hắn có thể thì dĩ nhiên cô cũng làm được cô không phản đối hắn không thể không thừa nhận cha mẹ của cô dùng chiêu này quá ác vừa giới thiệu cho cô người môn đang hộ đối vừa thầm hung hăng làm nhục triệu từ hiền bọn họ cũng khá hiểu hắn bên lòng tự ái của hắn mạnh để cho hắn có thể biết khó mà lui bọn họ chắc là nghĩ rằng thầy sao vi gặp gỡ những người đàn ông anh tuấn tinh anh nhiều tiền xong sẽ phát hiện ra cô thích một chàng trai với hai bàn tay trắng là một chuyện ngu xuẩn nhưng có tiền thì sao tiền mà thôi cô thầy sao vi có rất nhiều tiền chưa cần nói đến tiền cha mẹ cho chỉ cần tiền ông bà nội để lại cho cô thì cũng đủ sống mấy đời rồi cô còn cần chọn người có tiền sao muốn để cho cô quên A Hiển mà yêu người khác sao, làm gì có chuyện đó. Đôi mắt cô không tự chủ mà nhìn sang người vô cùng anh Tuấn đang đứng bên trái mẹ. A Hiển của cô, của cô, thật là từ sở hữu thật tốt đẹp. Tối nay hắn không giống như ngày thường, mà đồng phục hoặc mặc đồ ở nhà rất thoải mái, tuổi trẻ mà mang đầy vẻ ngây thơ. Tối nay thì khác, hắn mặc lễ phục. Muốn xem một người đàn ông sáng có tốt hay không thì phải xem hắn mặc tây trang. Thạch Sang Phi vẫn cho rằng Tê Trang là thứ có thể kiểm tra dáng người của đàn ông tốt nhất. Ví dụ như anh trai cô Thạch Quân Nghị, mặc dù không thể xưng là anh Tuấn, nhưng vẫn mang khí chất lãnh đạo. Mặc y phục bất kỳ nào đều là khí thế mười phần, kiêu ngạo, bức người. Mà Triệu Tử Hiển khác hoàn toàn với Thạch Quân Nghị. Thạch Quân Nghị có vẻ cứng rắn nam tính, còn Triệu Tử Hiển có vẻ tao nhã tuấn tú. Ngũ quan hắn vô cùng thanh tú, môi hồng sang trắng, Mặc tê trang màu đen, lại mang vẻ đặc biệt sạch sẽ tự nhiên, tuấn lãng bất phàm. Ánh mắt của cô rơi trên cổ áo hắn, sắc mặt khó coi cũng tạm hòa hoãn ra một chút. Hắn đang đeo chiếc gà vạt cô đã tặng, cô quả nhiên không chọn sai màu. Cái màu này khiến cho đôi mắt hắn đen hơn, sâu hơn, da càng trắng hơn, đẹp trai không thể kiềm chế nổi. Cứ như vậy nhìn hắn cũng đủ khiến cô xúc động vô cùng thân muốn đưa tay tháo cả và ra để chính tay cô thắt lại cho hắn có thể là do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng khiến cho hắn cảm thấy được hắn nhẹ nhàng ngước mắt liền chạm ngay ánh mắt của cô sau đó hai người không thể tránh nổi cứ nhìn sâu vào mắt nhau đem bao nhiêu nhiệt tình khát vọng dâng lên như nước thủy triều vào giờ phút này âm nhạc xéo rát như nước chảy bọn họ đứng đó rất gần nhau yên lặng đưa mắt nhìn nhau cái gì gọi là tiền bạc quyền thế nhà cửa xa hoa cũng không thể bằng đôi mắt kia đang nhìn cô. Hà bội dùng rất nhạy bén, cảm giác được con gái đang luống cuống, sắc mặt hơi trầm xuống, âm thầm bấm nhẹ tay cô nhắc nhở. Sao phi, Leo mời con khiêu vũ kia, đứa trẻ này sao lại đứng đây xấu hổ thế này? Sức tự nhiên che giấu đi vẻ mất hồn của con gái. Cô xấu hổ, thầy sắc vi thiếu chút nữa phun ra ngụm máu. Cô Thạch Sắc Vi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Cô không thoải mái chính là vì mẹ xem cô như con búp bê, cả đêm đem cô giới thiệu này, giới thiệu nọ. Hừ, Thạch Sắc Vi là ai? Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô có thể xếp hàng từ Brooklyn đến Seattle. Có tiền có dung mạo thấy nhiều rồi, cô chẳng thấy mới lạ gì. Hơn nữa bản tiểu thư hiện tại tâm tình khó chịu, khiêu vũ gì. Chân đau, không muốn nhảy. Giọng nói lạnh lùng, tình nhẫn nại suốt cuộc tiêu hào hết không thể chờ nổi với cái trò mai mối này xoay người đi về phía sofa ngồi xuống cô không phải là đứa con ngoan ngoãn để cha mẹ xếp đặt cha mẹ nói gì là theo đó để cô cùng với người không quen biết khiêu vũ đùa à cho đến bây giờ chỉ có cô xe bảo người khác chứ làm gì có chuyện cô để người ta chỉ đạo phải khiêu vũ với ai bị con gái nói như vậy rồi quay người đi khiến mặt của thạch phu nhân lập tức tối đi một nửa nhưng vẫn còn cố tươi cười với chàng trai anh Tuấn. Để cho cháu phải cười, đứa trẻ này bị cha nó làm hư rồi. Không phải, không phải đâu ạ. Vivian tính tình thẳng thắn, cháu luôn thích những cô gái như vậy. Người đẹp lại ra thế tốt như vậy, nếu không kiêu ngạo thì quả thật trời không để ý. Đôi mắt Leo đã sớm dõi theo bước đi của thầy sắc vi, thấy nhiều đàn ông thừa dịp cô tách ra nên lập tức vây quanh cô. Hắn nóng lòng nói. Bác gái, cháu đi xem chân cô ấy có còn đau nữa hay không? Được. Thầy phu nhân cười hiếp mắt đáp ứng, hài lòng khi thấy chàng trai này có vẻ vội vàng muốn đến với con gái mình. Bà quay đầu nhìn triệu từ hiền. Mẹ thấy chủ tịch vương rồi, chúng ta qua bên đó trò chuyện. Dẫn hắn đi để tránh làm hư chuyện. Vâng. Triệu từ hiền trầm giọng đáp ứng, ánh mắt thầm trầm không lộ ra một chút thái độ nào cả. Thạch Sắc Phi bị đám người được gọi là rể rùa vàng vây quanh sao nổi điên lên rồi, mà sưng lên muốn nổi giận. Bọn họ lại cảm thấy nữ vương như vậy mới có khí thế, không thèm để ý lại càng thả thiết phục vụ hơn. Hết đường trái cây lại đến nước hoa quả, cô phiền muốn chết, mà điều làm cô tức giận hơn là Triệu Từ Hiển cũng bị đám con gái như đám hổ sói vây quanh. Thật là đáng chết, từ lúc nào tiệc năm mới của thầy gia lại mời đám con gái vừa nhìn thấy đàn ông như ruồi đói thế mật ong vậy còn cười tươi như vậy xả tạo đến đuổi cả gái ốc đôi mắt sáng của cô sắp phun ra lửa như chằm chằm vào đám con gái đang vây lấy triệu tử hiển ở xa xa kia chuyện gì vậy kiếp trước chưa thấy qua đàn ông hay sao mà giờ về người ta chặt vậy triệu tử hiển có mị lực bao nhiêu cô quá rõ từ bé đến lớn luôn mang vẻ thành thuần ngọt ngào dịu dàng chăm sóc thành thục mị lực con gái chỉ cần nhìn thấy hắn là như mở cờ trong bụng trong sân trường, các cô bé theo đuổi hắn, đi trên đường có thục nữ đến bắt chuyện. Khoa trường nhất là ở đại lộ James Ellis, hắn theo cô đi mua đồ, nên có người phụ nữ tới hỏi hắn có muốn sống chung với cô ta, điều kiện thì hắn đưa ra. Chuyện này là thế nào? Ai hiển nhà cô mà dù bề ngoài có vẻ tươi mới, ngon miệng, nhưng không phải là con cún, để các bà các thím dắt đi nhóc. Hắn là của cô, có hiểu không? Hôm đó, ngay tại cửa hàng LV, diễn ra một trận kịch chiến đã mát mọi người cuối cùng triệu Từ hiển đành mang thạch sắc vi đang giận ngút trời kéo ra ngoài nhưng bây giờ triệu Từ hiển bình tĩnh không nhìn thấy sự tức giận của cô cô hùng ác nhìn chằm chằm vào đám con cái kia hận không thể xông lên xé xác bọn chúng thì ra cha mẹ không phải một hòn đá ném chúng hai con chim mà là ba đem triệu Từ hiển sớm gả ra ngoài nữa mặc dù hiểu được cảm giác của cha mẹ nhưng lần này họ đã làm thật sự có chút quá đáng rồi Thầy Sắc Vi nghiến trả răng, cô không biết có thể khống chế cảm xúc mình được bao lâu. Mặc dù ai hiền bảo cô nhẫn hại, nhưng bản tiểu thư cực kỳ khó chịu, nhịn không nổi nữa rồi, hư. Người thứ nhất theo đuổi sản sắc hỏi, Sắc Vi, có phải điều hòa mở nhiệt độ cao quá, mặt em thật là đỏ. Có muốn ra ngoài hóng mát một chút? Người thứ hai vội vàng tiếp lời, vậy thì em có muốn uống đồ mát mẻ một chút? Người thứ ba bưng ly rượu lại hỏi tiếp một đám đàn ông tranh nhau nói tranh thủ trước sau vô cùng ăn cần chăm sóc để vẻ thâm tình im hết cho tôi thành sắc vì co mày hét lên tôi không đói bụng không khát không cần điển tâm cũng không cần uống gì không muốn đi hóng mát cũng không thích ra ban công đón gió tôi chỉ muốn các người toàn bộ cách xa tôi ra chúng tình anh sững sờ sửng sốt cô đứng dậy đi ra khỏi đám người đang bao vây này bọn họ liền đuổi theo các người cô xoay người chỉ về bọn họ không cho phép đi theo tôi, có hiểu không? Hả? Ánh mắt bẻ nhọn trừng lên khi thấy nữ vương quá mức cường hãn khiến cho bọn họ sợ mà gật đầu liên tục. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, thầy sao vì hài lòng bước đi. Thật đẹp, tư giận cũng xinh đẹp như vậy. Tôi còn chưa từng gặp qua cô gái sâu sắc như thế này. Tôi cũng vậy, tôi yêu cô ấy. Mẹ kiếp. Điều là cô muốn ăn. Món ăn kiểu Trung Quốc đúng cách thức tiêu chuẩn các món tráng miệng và các món chính hắn đều học được tinh thông thuần thục chỉ vì khẩu vị tinh quái của cô tấm lòng của hắn với cô từng ly từng tí đều ở bên trong từng chi tiết sinh hoạt nhỏ nhoi mà cô cũng đang dần dần nghiệm ra tôi lên mạng cha thấy tình trạng cảm mạo nóng sốt của cậu tốt nhất là ăn cháo trắng chứa hết sốt rồi sẽ thêm thịt nạc vào nồi cho đủ dinh dưỡng cô xoay người trong ngực hắn nhìn trong tay một tập giấy dày mắt lóe sáng. Thạch Sơ Phi, hắn cúi đầu gọi tên của cô. Cô đảo tập giấy trong tay, thuận miệng lên tiếng, ừ, cảm ơn cô. Ngón tay đang sở trở dừng lại, ước chừng một phút cô mới hung hăng nói, cảm ơn cái gì, con không mau ngồi xuống chuẩn bị ăn cháo. Được. Hắn thật biết điều, sẽ nghe lời đáp ứng, sau đó nắm lấy bàn tay cô, lật qua lòng bàn tay mềm mại và nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống một cái. Hồ hốc của cô cứng lại là bàn tay nhạy cảm giống như là tất cả dây thần kinh toàn thân cùng hội tụ ở nơi đó môi của hắn cực nóng nụ hôn của hắn cũng rất nóng khiến cho lòng cô càng trở nên xót xa chỉ có thể không nói gì nhìn hắn hắn ngẩng đầu cũng ngắm cô trong mắt đen nhánh thâm thúy và đầy phức tạp bọn họ nhìn thẳng thật sâu vào mắt nhau tim của cô đập rất mau trong nháy mắt đó cô cảm thấy hắn sẽ nói câu nói mà cô đang muốn nghe mà hắn cũng chậm chậm mở miệng. Tiếng chuông cửa thanh thủy làm cắt đứt luôn không khí lúc này. Thạch Sắc Phi bừng bừng lửa giận, đôi mắt cô có thể đốt cháy luôn cả phòng. Đáng chết là kẻ nào không thức thời dám cố tình quấy rầy bọn họ lúc này. Cô muốn giết người. Ngồi xuống, người ta đi mở cửa. Khi thế mười phần ra lệnh cho hắn rồi xoay người đi ra mở cửa triệu Thị hiển nghe giọng nói của cô hiểu rõ cô đang cực kỳ bất mãn hắn ngoan ngoãn đến bên bàn ăn mà bà ngồi xuống thạch sơ phi giản mạnh gót chân Để khí thế vọt tới cánh cửa không thể nhìn xem người đến là ai liền kéo cửa ra nhìn thấy kẻ phái đám tới khiến cô trộn tròn mát có chút không dám tin hai cô gái ngọt ngào yếu ớt sợ hãi đứng nép vào một chỗ cố gắng nạn xa một nụ cười nghe nói triệu đổ bệnh tôi tới thăm anh ấy Elin lại là Elin. Thạch Sắc Phi không thể tin được cô ta còn dám đến, lại còn dám tìm đến tận cửa. Khoanh tay trước ngực nhìn vị khách không mời mà đến hỏi, làm sao mà cô biết nhà chúng tôi ở đây? Elin đào mặt cúi đầu. Rất tốt, không cần hỏi nữa cũng biết, một cô gái cổ dại ngoài thầm mến ra còn lặng lẽ theo dõi người ta, cho nên mới biết hắn có một chị gái và cũng biết hắn ở nơi này, thật là muốn để cho người ta mắng chửi. Cô gái xấu hổ một lần nữa ngẩng đầu lên. Xin hỏi tôi có thể vào thăm Triệu một lát được không? Triệu, Triệu, Triệu. Hắn có tên tiếng Anh để cô ta có thể gọi, nhất định phải thân thiết như vậy sao? Thầy Sophie chậm rãi nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Triệu là ai? À, Elin cứng họng, gương mặt hồng như lửa, ngựa ngùng đậu lòng người. Một hồi lâu, suốt cùng mở miệng. Xin hỏi Jean có ở đây không? Hắn đổ bệnh, cần nghỉ ngơi, Tôi muốn nhìn anh ấy một lát, một lát là được rồi. Hơn nữa, cô ôm lấy laptop. Đây là bài giảng hôm nay, tôi muốn đưa cho anh ấy. Trên đời này, không quản được ong bướm, nhưng vẫn có thể giữ được hoa. Thầy Sophie dù trong lòng khó chịu, nhưng cô vẫn hiểu đạo lý này. Mà cho tới bây giờ, cô cũng không có thói quen làm khó người khác. Nhìn người sang một bên, khiến cho cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn không hưng và bước vào nhà nặng nề đóng cửa chính lại, xoay người đi vào phòng khách. Trong nhé mắt, cô trở thấy hối hận vì quyết định vừa rồi, bởi vì nhìn một màn trước mắt kia làm sao chịu nổi. Triệu Thư Hiền mặc bộ quần áo ngủ màu xám cho, ngoan ngoãn ngồi ở bàn hút cháo. Mái tóc vì mới ngủ dậy mà trở nên xốc xếch, những sợi tóc mềm rủ xuống mát, mà đôi mắt đen lái vì ngã bệnh mà không còn chút thần thái, xa trắng, đôi môi đỏ ngậm lấy cái thỉa to bộ dạng thật đáng yêu giống như những bé trai trong tranh manga đáng yêu chết đi được. Thạch Sắc vì trợn mắt há hốc mồm sững sờ giống hệt như cô gái kia vẫn còn đứng ở phòng khách. Hắn thấy cô gái vừa đến, đối với sự xuất hiện của cô ấy cũng không ngạc nhiên, nhưng vẫn lãnh đạm tiếp tục ăn cháo, không để ý tới sự tồn tại của cô. Elin khiếp sợ mấy phút đồng hồ, sau mới phục hồi lại tinh thần, gương mặt càng trở nên đỏ, cất bước đi tới gần hắn. Hai triệu. À xin, bài đã hơn chút nào chưa? Hắn cháo trắng trong miệng, ngước nhìn lên lạnh lùng mở miệng. Cô tới có chuyện gì? Không nghĩ tới hắn so với bình thường còn lãnh đạm hơn mấy phần. Elin ngẩn người, một hồi lâu phản ứng kịp, mới đưa máy vi tính sách tay của mình ra. Hôm nay bạn ốm không đi học, đây là bài giảng mình đã sửa sang lại rồi. Cảm ơn, không cần. Cầm thỉa tiếp tục ăn, không thèm nhìn cô gái kia thêm lần nào nữa mà cũng không có ý tứ mời người ta ngồi xuống. Elin lớn như vậy chưa từng bị người khác lạnh lùng. Hắn trước đó mặc dù lãnh thạm nghĩ ra cô nói 10 câu, hắn còn đáp lại một câu, không giống như hôm nay, chẳng lẽ hắn thật. Mình thực sự thích bạn, xin. Vậy thì sao? Hắn ăn rất nhanh nhưng hành động vẫn lịch sự đẹp mắt. Tôi không thích cô. Bạn và chị ấy sẽ không có kết quả ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò vui kia. Cô ấy là chị của bạn. Oanh! Một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt toàn bộ người thạch sắc phi. Cô tới gần Elin. Hắn cứ thích chị gái đấy, thì sao nào? Hả? Khi thế cường hãn vô cùng lớn. Cô gái từ còn nhỏ quả nhiên không phải là đối thủ của cô, lập tức bị sợ tới mắt sưng sưng, quát ức mà kêu người trong lòng. Xin! Cảm ơn bài giảng cô đã ghi lại. Elin, nhưng mà tôi không cần. Triệu Tử Hiển ngơ mặt lạnh nhạt nhìn cô. Nếu không còn gì để nói thì tôi muốn yên tĩnh dùng bữa. Ý tứ đuổi khách đã rõ ràng nên cô nữ sinh nhỏ không chịu nổi đả kích một lần nữa run rẩy chạy chối chết. Hắc hắc, lực hút thật lớn. Thạch Sắc Phi đến gần nhìn cái người đang nghiêm túc ăn cháo, lửa giận đột nhiên biến mất sạch sẽ. Có cái gì phải tức giận đâu, trong mắt người nào đó, cô gái kia ngay cả mùi cháo cũng không bằng thì cô việc gì phải tức cúi người áp vào bả vai hắn cúi đầu hỏi ăn ngon không ừ um. hắn ngậm thìa nhìn cô ăn ngon gương mặt phùng phính đôi môi vì ngậm thìa mà biến thành chữ o yếu chết đi được trong lòng cô vui sướng tựa như từng đợt sóng vỗ vào lòng không thể cả nổi để người ta nếm cúi đầu nhẹ liếm bên môi hắn ừ um, quả nhiên ăn ngon ánh mắt của hắn sáng lên nhưng rất nhanh lại ngầm hạ xuống tôi đang bị bệnh Ừ, người ta biết rõ. Từng chút, từng chút, đem làn môi ướt át của hắn điếm hết môi này lại liếm qua môi kia. Sẽ lầy bệnh. Vậy thì thử xem một chút có thể hay không? Nụ hôn của cô lướt qua cảm của hắn, làm làn da nóng sự của hắn lưu lại từng dấu ẩm ướt. Hồ hấp của hắn càng nặng nề, suốt cuộc không chịu nổi đưa tay kéo lấy cô. Cô lại cười vội tránh ra, đưa tay vừa vỗ đầu hắn. Ngoan ngoãn, dùng bữa ngàn miệng, hắn buồn bực trợn to hai mắt nhìn cô cô gái này rõ ràng đang đùa bỡn hắn lại còn cười đắc ý như vậy cô tựa vào ghế hai mắt sáng trong nhìn hắn cười đến kiểu mị a à hiển nhà ta thật là đáng yêu nha nổi đoá đêm khuya phòng ngủ yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu xuống mà đêm tĩnh lặng chính là lúc thích hợp nhất để ngủ triệu tử hiển nằm trên chiếc giường mềm mại nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ người nằm bên cạnh khiến trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ nhưng vẫn không ngủ được có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều khiến hắn tỉnh táo không thể ngủ lại nổi đôi mắt đen lái mở ra cẩn thận xê dịch người để không làm đánh thức người bên kia quay đầu dưới ánh đèn mờ mờ tỉ mỉ ngắm người đẹp đang ngủ thầy sophie chính là người đẹp không cần đến sản phấn trời sinh mỹ lệ người đẹp vô cùng dung mạo đẹp bẩm sinh để cho cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trung tâm của tất cả. Hy dáng cô không giống thạch tiên sinh cũng như thạch phu nhân, nghe nói cô giống với bà nội lúc trẻ như đúc. Cho nên từ bé, cô đã được ông bà nội đặc biệt cưng chiều, cha mẹ cũng quý như phiên minh châu. Có lẽ bà nội là người lai nên ngũ quan cô không giống người phương Đông mà hơi nghiêng về phương Tây. Toàn thân xinh đẹp, khi cô cười thì ánh mắt vô cùng thu hút người khác đôi mày của cô thật đẹp khởi xích lên chứng tỏ tính cách của cô hơi ngào bướng tính chiếm hữu lớn đôi mắt có thần giống như ngôi sao rơi xuống từ giải ngân hà sáng long lanh nhưng giờ đôi mắt ấy đã yên tĩnh nhắm lại chỉ còn đôi mi vừa cong vừa dài theo nhịp thở của cô khẽ rung động mũi cao thẳng khiến cho ngũ quan của cô thêm tinh xảo đôi môi tầm mắt hắn không tự chủ dừng lại là môi này hình trái tim rất xinh đẹp và hoàn mỹ khởi cong lên ngọt ngào nớt như muốn mời người ta hôn. Hắn biết hôn cô cảm giác tuyệt vời đến mức nào, cũng biết đôi môi của cô có thể mang đến cho hắn bao nhiêu là khoái cảm. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến những đêm cuồng nhiệt mà cô thì đang cúi đầu xuống giữa hai chân hắn. Đáng chết, nghĩ tới đây, thân thể hắn nóng lên như thể sắp bị thiêu hủy, hô hấp dồn dập. Hắn giống như cả chút không nhịn được, bàn tay ở trong chăn từ từ lục loại, ôm chọn lấy ngực cô cô mặc vái ngủ bằng tờ tằm hai giây nên hắn dễ dàng nằm lấy mà xoa nắn hắn yêu cực kỳ thứ mềm mại này của cô cười luyến vui phe, lao mày tay khẽ nắn vuốt khiến nụ hoa của cô nhạy cảm mà đứng thẳng đâm vào lòng bàn tay hắn hắn thở gấp kéo chân ra cua xuống ngậm nó vào miệng đầu lưỡi không ngừng đảo qua hai bàn tay ôm chọn phần nhũ thịt trắng như tuyết đưa vào thật sâu trong miệng tận tỉnh mút Thái Sophie tức muốn chết, cái tên này tự xưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giải vò cô. Hắn để thỏa mãn, còn cô mệt mỏi tức không thở nổi. nhưng cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ, khiến cô liền hận muốn nghiến sang nghiến lợi, đưa tay cầu tay hắn một cái rõ đau. Dính chết rồi, cút ngay. Hắn cười hi hà đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra rồi dọn dẹp cho cô. Cô miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra, nghe tiếng thở gốc của tên kia cô chẳng buồn mở mắt nói con dám làm nữa thì một tháng tới đừng mong được làm dọn dẹp một chút cho cô rồi cho chính hắn xong triệu thực hiển nằm dài trên giường ôm lấy cô vào trong ngực dịu dàng gọi sắc vi cô không thèm để ý tới hắn cảm ơn cô cô bấm tay hắn một cái hắn an tĩnh lại mỉm cười ôm chặt cô từ từ nhắm mắt lại thầy sắc vi cảm ơn em đã ở bên tôi cảm ơn em đã yêu tôi Thật sự, thật sự vô cùng cảm tạ. Chương 5 Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là vì tác dụng đổ mồ hôi của đêm đó mà Triệu từ Hiền nhanh chóng khỏi ốm. Dù sao thì tuổi trẻ, sức miễn dịch tốt, khôi phục mau. Sau khi hắn khỏe lên, cuộc sống của bọn họ lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Trong nháy mắt tháng 11 đã qua, tháng 12 lại đến. Thạch Sophie chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc nên bận tối mát tối may. Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất, tác phẩm của cô được MC Marvin nhìn trúng. Nhìn qua bản thảo của cô xong, ông phá lệ nhận cô, trở thành thành viên nhóm làm việc của ông ta. MC một trong 10 công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu, mà thân là thiết kế chính Marvin, nổi tiếng vô cùng khát khe, tuyệt đối không dễ dàng mà nhận người mới, nhưng ông lại cố tình nhìn trúng thạch Sophie dòng dã 3 năm đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng nổi như Mark với số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc quanh năm suốt tháng cùng ông ta bay tới bay lui số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi không ai có thể tưởng tượng nổi người được nôn chiều sủng ái từ bé đến lớn như thầy Sophie phi lại có thể chống đỡ được tất cả cô mỗi ngày từ sáng đến tối đều mệt đến chết nhưng đồng thời cũng biểu lộ ra tài thiết kế thiên phú kinh người các tác phẩm trải qua tay cô đoạt được vô số giải thưởng, được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng ưu ái và tán thưởng. Trong tháng 12, hai, Marfin có một thời gian biểu diễn ở trường. Thân là học trò đắc ý của thầy có thể hiểu Thạch Sắc Vi sẽ bận bịu đến mức nào. Vô số đêm cô ở phòng làm việc suốt đêm không ngủ, cả mắt đỏ bừng nhưng vì buổi biểu diễn phải tận tâm tận lực. Trường bối của Thạch Gia đau lòng khôn tả, ngày ngày gọi điện tới bảo cô giữ gìn thân thể, dù sao của cải thạch gia tiêu xài tám đời không hết hơn nữa thạch quân nghị có thể kiếm được nhiều tiền như thế cô liều mạng như vậy là không cần thiết ngay cả bạn tốt đồng giai thiến cũng giúp cha mẹ chồng tương lai gọi điện thúc giục cô trở về mỹ cùng gia đình đón noel thật sự chịu nổi hai ngày ba bữa bị liên tiếp thúc giục cuối cùng đành miễn cưỡng đáp ứng sau đợt bận rộn này sẽ cùng triệu từ hiển trở về mỹ thăm nhà thì cái tai cô mới được yên thân Cả tháng 12 chỉ biết tiết trời ngày càng lạnh thì cô cũng quay cuồng như sóc quên mất mình họ gì rồi. Suốt cuộc, vào buổi tối tuyết đầu mùa ở Paris, buổi biểu diễn cũng đã thuận lợi diễn ra, ngoại trừ tác phẩm của thầy Marvin được người ta khen ngợi, thì tác phẩm của cô cũng đã gây ấn tượng rung động. Đường nét thiết kế độc đáo, mạnh dạn sử dụng phối hợp màu sắc khác nhau khiến từng tác phẩm như được thổi hồn vào. Khi người mẫu cao gầy gợi cảm vừa ra sân khấu, thì ánh đèn flash sáng lên như muốn làm mù mắt người. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Mark Vin, Domano mang đầy vẻ tán thưởng và vui mừng, vỗ nhẹ vai cô học trò yêu. Vivian, làm tốt lắm. Cảm ơn thầy. Cô nhẹ nhàng cầm tay ông, cô thật may mắn đến tột cùng mới có thể có người thầy chân chính nguyện ý dạy. Lại có bao nhiêu phúc phận mới có thể được thầy cho vô số cơ hội đi biểu diễn cùng ở dưới sản diễn hình chữ t tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt cô được những cô người mẫu xinh đẹp ôm trầm sự ánh đèn đầy màu sắc vô cùng trái mắt xinh đẹp cô cười thật rạng rỡ tình huống sao phát triển ngoài sự dự liệu của cô mấy chục nhà báo tạp chí hẹn được phỏng vấn thậm chí cả chủ tạp chí nổi tiếng lady cũng gọi điện đến xin lịch hẹn cô đã cố gắng thật lâu và giờ là kết quả đạt được cô đã thành công thật thành công sự thật chứng minh không có thạch ra không phải là thân thiên kim của thạch gia thì cô vẫn có thể tự làm được hơn nữa còn vô cùng thành công mỹ mãn ở paris này không có ai biết cô là con gái thạch kính nhất là em gái của thạch quân nghị cô có được ngày hôm nay là hoàn toàn do bản thân cố gắng đổi lấy cũng vì thế ở bên ngoài cô càng vui vẻ đào hoãn phần lớn lịch hẹn nhưng thời gian vẫn bị lấp đầy đừng nói là có kẽ hở cho cô về mỹ cùng người nhà đón noel mà ngay cả thời gian về nhà ăn tối cùng a hiển một bữa cũng thành loại xa xỉ mấy hôm trước cô đã gọi điện về nhà thông báo cho cha mẹ biết là kế hoạch thay đổi cô không có thời gian về nhà vị mẹ kịch liệt phản đối nhưng cô vẫn mỉm cười cúp điện thoại như vậy cũng tốt trở lại thạch ra a hiển sẽ cảm thấy không được tự nhiên mặc dù hắn không nói nhưng cô biết bởi vì ở thạch Gia hắn sẽ trầm lặng hơn, ngay cả tươi cười đều không có. Tính cha mẹ cô như thế nào, cô còn không hiểu sao. Cho nên hiện tại ở Paris, chưa có hai người bọn họ sẽ qua lễ Noel ấm áp, nghĩ cũng rất tuyệt. Trở về thạch gia sẽ trải qua vô số buổi tiệc, cùng một đám người phải cười đến mỏi miệng. Nghe bọn họ tán hưu tán vượn rồi tâm bốc cô là người xinh đẹp động lòng người, cô đã quá ngán ngẩm rồi. Năm nay, cô muốn chỉ cùng a hiển trải qua lễ noel riêng của bọn họ chỉ nghĩ đến mà cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi qua giáng sinh cho hắn cô cũng đã sớm chuẩn bị xong là chiếc caravas do chính cô tỉ mỉ thiết kế từ vẽ cho đến phối màu đến cát may tất cả đều tự tay cô làm ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn mặt tơ lụa màu lam xám cho cái loại cảm giác mềm mại này là cô hài lòng đôi môi khẽ cong lên tưởng tượng màu sắc này sẽ làm nổi bật thêm đôi mắt đen của hắn sẽ càng thâm thúy hơn nghĩ đến vậy lòng cô như muốn cười to lên chậm rãi đóng lại nóc quà đưa tay nhấn phím khô Bestie, cuộc phỏng vấn sau là mấy giờ 10 giờ đúng bắt đầu chắc khoảng 11 giờ có thể kết thúc thật tốt quá xong vụ phỏng vấn này cô có thể nghỉ ngơi hai ngày Tức... Tôi... chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện ngôn tình hay Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người, không biết còn có ai nhớ mình không, hay lại quên mất Linh rồi. Do thời gian vừa qua sức khỏe mình không ổn định nên không được chuyện cho các bạn nghe được. Dù giọng vẫn chưa tốt lắm, nhưng nhớ các bạn quá nên mình đã trở lại rồi đây. Cho nên nếu đọc không được hay, mong các bạn thông cảm giúp mình nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới mang tên Tôi muốn chàng nam sủng này của tác giả Chu Kinh. Giới thiệu Cô là đóa hoa tường vi nở trong đêm tối, muôn hái cần dũng khí. hẳn là ngọn cỏ mềm đung đưa theo gió, yêu hắn cần kiên định. Từng nghe nói, những cô gái xinh đẹp đều cần nhất là phiếu cơm dài hạn nuôi dưỡng. Đáng tiếc lời nói này không dùng được với cô gái từ nhỏ đã được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Được anh trai yêu thương, luôn để thạch sắc vi lên đầu, bởi vì cô không chỉ đẹp mà còn vô cùng được sủng ái không chỉ nuôi chiều, có nuôi chiều đến vô pháp vô thiên. Trong thế giới của cô, chỉ có cái thạch sắc vi không cần, chứ không có thứ thạch sắc vi muốn mà không được, cho dù là người đi nữa. Cho nên năm ấy, cô, đệ tiểu thư chỉ cần một câu nói, còn muốn hắn, thì triệu tử hiển lập tức bị mang về làm con nuôi thạch gia. Chẳng qua là không ai có thể ngờ tới, nửa đêm hôm đó, Thạch Sắc Vi sẽ cưỡng ép Mỹ Nam Triệu Từ Hiển lên giường. Nửa là muốn cưỡng bức, nửa là muốn rửa trò vô lại cưỡng đoạt lần đầu tiên của hắn. Đáng tiếc, quá nửa đêm về sau, sư nữ như cô lại bị vùi dập co quắp ở trên giường cầu xin tha thứ. Sau khi bị sơi tái xong thì mới nghĩ tới, cô là ngu ngốc nên mới cường gian hắn. Đáng nhẽ là phải dụ dỗ hắn nói yêu cô, lại quên hỏi hắn khi nào cưới cô, dù sao cũng chỉ mình cô mới có thể trở thành vợ của Triệu Tử Hiền. Cái chuyện làm yêu kia chỉ có mặt dày mới không sợ bị bắt quả tàng tại giường. Chương 1 Tiếng chuông tan học êm ái vang vọng trong sân trường, cửa chính mở rộng ra, từng nhóm học sinh trẻ trung sôi nổi lục tục theo nhau ra về. Họ gọi bạn, kéo bạn đi hoặc trụm đầu ghé tai, tiếng lưu diều khắp nơi để sức sống và náo nhiệt một chàng trai cao gầy lặng lẽ đi ở đám sau cùng tóc đen mắt đen ở giữa những người phương tây thật là bát mát nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí chất trầm tĩnh một thân một mình không có bạn học cũng như bạn bè mà trên người đồng phục học sinh mùa đông càng làm cho người hắn trông có vẻ cao hơn nữa da trắng nõ nà tóc đen sạch sẽ ánh mắt thâm thúy như viên ngọc đen không chứa chút tạp chết nào thanh khiết lãnh thạm môi mỏng lịch sự mà tuấn tú khuôn mặt trẻ tuổi như một mảnh trầm lặng. Hắn bước từ tốn, không nhanh, không chậm, ra khỏi cổng trường là dễ trái, đi bộ thêm chừng trăm mét nữa là đến gà tàu điện ngầm. Ngồi tàu điện ngầm chừng 15 phút, đi bộ thêm chừng 5 phút nữa là đến trước cửa ngôi nhà trọ 5 tầng quen thuộc. Những đám mây thấp màu xám xịt ngày càng dày, những cơn gió mạnh thổi qua mang theo không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Mùa đông ở Paris rất ướt át nhưng không tính là quá lạnh. Nhưng gần đây nhiệt độ lại xuống quá thấp. Trong không khí tràn ngập hơi ẩm dự báo sắp có trận mưa to. Nhà trọ cũ không cao lắm nên không có thang máy. Hắn liền lên lầu ba dễ phải, nhấn mật mã, tiếng đẩy cửa két thanh thúy vang lên và bên trong là một căn phòng ấm áp. Không khí ấm áp khuếch tán, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi những vận dụng xa hoa tinh xảo bên trong không khí chơi nổi hơi thở ngọt ngào mà thơm ngát. Đôi mắt đen nhánh nhìn thấy đôi sẻ cao gót màu vàng kim ném lung tung trước cửa, tương tình thoáng có chút phức tạp. Tiếp tục đi vào trong, ở giữa là ba chiếc vali hành lý với nhãn hiệu và hoa văn đắt giá, phát lối đập thẳng vào mát. Nhãn của hãng hàng không còn chưa gỡ xuống, quả nhiên. Hắn thở mạnh đi vào phòng trong, visa đắt tiền cùng chiếc váy đỏ, còn có tất chân nữa giải từ phòng khách đến phòng ngủ theo lối đi. Chiếc áo lót kêu gợi bằng tơ tằm màu đen, tùy ý ném lủng lẳng trên sofa. Chiếc quần lót cùng chất liệu nằm kiêu khích nơi cửa phòng ngủ đang hé mở. Để cửa, ngón tay thon dài chờ dừng lại mấy giây, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Phòng ngủ giống hệt chiến trường, khắp nơi đều là đồ vật bị ném lẫn lộn. Trên bàn trang điểm bài lộn xộn tung tóe mỹ phẩm trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da. Trong căn phòng nhốn nháo như vậy, trên chiếc giường lớn, cô gái xinh đẹp mỹ lệ vẫn đang ngủ say. Ga trải giường bằng tờ sợi nhăn nhúm, da thịt óng ánh trong suốt nhãn nhụi như xe trẻ con, làm cho người ta không thể nhịn được mà muốn đưa tay phút phe. Ngón chân như bạch ngọc được khắc ra, từng mảnh, từng mảnh màu hồng của móng chân giống như cánh hoa nở rộ. Ma cái chân mảnh khảnh, bắp chân với đường cong đẹp đẽ, bắp đùi trắng như tuyết quấn quanh chăn mỏng thon dài đến mê người. Đường cong phập phồng lung linh không thể che giấu nổi. Chiếc chăn mỏng miễn cưỡng coi như che kín được bộ ngực xinh đẹp. Theo từng nhịp thở của chủ nhân, giữa khe rãnh sâu cũng hơi rùng động. Tóc dài đen nhánh như dòng biển càn rỡ xóa trên gối, gò má mềm mại đáng yêu, hàng mi cong lên như cánh bướm, cây mũi xinh đẹp và còn phiến môi đỏ tươi cô gái xe ngủ nằm trên giường kia đủ khiến cho người ta ngỡ ngàng không sứt. Sẽ dễ nhận thấy cô gái dưới lớp chăn mỏng là không mảnh vải che thân. Chàng trai đứng ở cửa bên lặng lẽ nhìn, ước chừng 5 phút sau đó để chồng sách xuống, dọn rén vào vô cùng thuần thục bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Bông thể trang cùng khăn giấy đã dùng nhanh chóng được quét cho vào thùng rác, những chai lọ mỹ phẩm nghiêng hà cũng được xếp lại gọn gàng trật tự chiếc khăn tắm hơi ẩm được bỏ vào rổ quần áo đem đi giặt, nhà chiếc mặt nạ dưỡng ra lên, máy sấy ném trên mặt đất được rút ra cho vào ngăn kéo, đem dép bị đá lung tung xếp lại xong xuôi. Động tác của hắn vừa nhanh chóng, vừa nhẹ nhàng mà thành thục. Không tới 3 phút, phòng ngủ xốc xếch trở lại trình tề, rộng rãi như cũ ngước mắt nhìn người vẫn đang ngủ say một chút, chàng trai từ từ đi ra phòng khách, mở vali hành lý, đem tất cả quần áo bên trong phân loại vào rổ quần áo giặt. Còn hai cái còn lại đem xếp gọn ra ngoài, rồi đem vali trống lau sạch sẽ cất đi. Phòng khách cùng phòng tắm bị ai đó làm loạn lên cũng được sắp xếp lại. Cho dù tối hôm qua hắn vừa mới lau dọn cả phòng xong, trong vòng một tiếng cả căn hộ 50m2 đã khôi phục lại trạng thái sạch sẽ, gọn gàng ban đầu hành động của hắn thuần thục mà có hiệu suất, hơn nữa hoàn toàn không phát ra chút âm thanh nào, chứ âm thanh của máy sưởi, tất cả đều yên tĩnh như không có ai vậy, giống như đã làm qua cả trăm ngàn lần, cho dù có nhà mát cũng biết thứ gì nên đặt ở chỗ nào. Sơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ kém 15, hắn đứng ở phòng bếp, trước kệ bếp chuẩn bị đồ ăn. Quả cà chua càng tròn được rửa qua nước trở nên sáng bóng, trứng gà tươi rau xanh, nồi thịt bò ở trên bếp bay ra mùi thơm nồng nặc. Miếng cá tươi ngon cùng cua ốc được sửa xong, hàn đong vò gạo. Đồng phục dày đã sớm cởi, chiếc áo sơ mi trắng tinh ủi phỏng phiêu được sán lên, mọi cử động đều rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Một đôi tay bóng loáng mịn màng cuốn lấy eo hắn, thân thể thơm tho từ đằng sau dính vào người hắn, cả lưỡi ướt át nóng sực từ từ liếm qua vảnh tai hắn. Thân thể hắn liền cứng thơ. Người ta đói bụng, thanh âm mềm mại mang theo chút khàn khàn, mười phần mê người. Động tác có chút dừng lại. Cơm nấu xong ngay. Người ta đói bụng. Ngữ điệu có chút nũ nịu, chiếc lưỡi mềm mại theo vành tay hắn giả xuống. Nhẹ nhàng trên cần cổ, trên da thịt từng chút, từng chút liếm láp. 15 phút. Quay lại. Thanh âm mang theo ý cầu dẫn. Hắn trầm mặc như trước, nhưng nhịp hô hấp đang lặng lẽ thay đổi đôi môi hôn ngày càng càn rỡ, ngón tay thon dài lục lọi trước ngực hắn, cởi từng nút, từng nút áo hắn. Như vậy, không thể được. Dưa tay lên đè lại cái tay không hoan kia, thở dài, xoay người lại. Một giây sau hô hấp chợt dừng lại. Cô gái đang dính vào người hắn lại không có một mảnh vải che thân. Da thịt trơn bóng không tỉ vết được bảo dưỡng cẩn thận, dưới ánh đèn vàng thân thể như trân trâu hiện ra, đôi ngực, eo thon, cái mông, chân dài, mỗi phần mỗi tấc đều như một tòa thiên nhiên đẹp khiến người ta nín thở. Tóc quan đen bóng xóa xuống ôm trọn bộ ngực nửa hở nửa che, tương sợi đen nhánh làm nổi bật lên da thịt nhãn nhụi trắng như tuyết. Cương mặt trái xoan, đôi mắt như nước, đôi môi đang khẽ cắn. Khâu xoan phấn như vẫn yêu mị vô cùng. Cô gái này đúng là trời sinh xinh đẹp để cầu dẫn người. Cô cứ như vậy đứng trước mặt hắn, cứ mặc hắn nhìn, ánh sáng trong mắt lóe lên như những chấm nhỏ li ti giống như đang cất giấu bí mật của mình trên môi hơi cười cười khỏa thần trước mặt hắn hình như đó chỉ là một điều bình thường chàng trai có khuôn mặt trẻ con lại trắng nõn nên một chút màu sắc biến hóa cũng không che giấu nổi sao không mặc quần áo đỏ mặt âm thanh lộ vẻ trêu đùa thật đáng yêu lời này thật là đỏ mặt nhưng không chỉ bởi xấu hổ không được bảo tôi đáng yêu. Tức giận, ngón tay mịn màng xoa má hắn, nhiệt độ nơi đó nóng lên, lòng cô cười to hơn. Thật là, thật là đáng yêu. Người ta giúp hạ hỏa cho, được chứ? Không đợi hắn trả lời, cô trực tiếp hôn lên môi hắn, Duôi lưỡi già nhẹ lên môi hắn rồi liếm mút. Chàng trai rất tức giận, một chút cũng không muốn phối hợp. Nhưng cô không ngại, rất có kiên nhẫn hôn hắn. Biết rõ phải hôn như thế nào sẽ làm hắn động tình từng chút, từng chút cảm nhẹ qua cảm hắn, lại trở lại môi tỉ mỉ liếm, từ từ hôn. Ngón tay từ bờ vai hắn trượt xuống lồng ngực, nhảy lướt qua xương quai xanh tiếp tục việc trước đó chưa hoàn thành. Một nút, hai nút, ba nút, trai trai lần nữa đẩy tay cô lại giúp cuộc hé môi thỏa hiệp. Lưỡi của cô hài lòng đi vào thăm dò, linh hoạt lướt qua môi hắn, liếm qua lợi hắn, sau đó dừng lại ở những nơi nhạy cảm, lại tiếp tục cầu dẫn lưỡi hắn. Dù sao hắn cũng trẻ tuổi, dù sao cũng mềm lòng. Lưỡi của hắn vươn ra, tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh ôm cô thật chặt. Cô chủ động biến thành bị động để hắn mặc sức khôn Ngón tay lẽ bận nhanh chóng cởi nút áo, đẩy chiếc áo sơ mi ra. Ngón tay nhẹ vui vẻ lồng ngực. Cô biết rõ từng điểm mẫn cảm của hắn. Hiểu vui vẻ nơi nào hắn sẽ có cảm giác. Lòng ngón tay khẽ cả qua đầu vú hắn. Quả nhiên nghe thấy tiếng hắn thở dốc. Cô luôn luôn hiểu cách câu dẫn hắn nhanh nhất mà hắn cho tới bây giờ cũng không phải là đối thủ của cô. Hắn thở dài, bàn tay ở sau lưng cô phút ve, châm lửa. Nhìn thấy yết hầu của hắn trượt lên xuống phập phòng mà nụ cười cô càng thêm kiểu diễm, đến gần trước ngực hắn chậm chạp mơn trớn. Bữa tối của người ta đâu? Hắn đưa tay bắt lấy cô mà cô lại như con cá giả hoạt chạy đi mái tóc đen nhánh lướt qua lòng bàn tay hắn ngơ ngáy mang đến cảm giác run rẩy mãnh liệt cô ngoái đầu lại đôi môi hé nở nụ cười với hắn 15 phút sắp hết rồi mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cũng khí thịnh nếu như cứ vì ý tứ khiêu khích đùa bỡn của cô mà bỏ qua như vậy thì đó tuyệt đối không phải là tính tình của hắn đùa bỡn đến nước này thì phải trả giá thật lớn Cô gái vừa né ra chạy đến phòng khách, liền bị đẩy ngã. Chiếc áo sơ mi trắng lần nữa bị kéo xuống, quần dài hắn cũng không kịp cởi, mà cô cả người trần chuông, bộ ngực tuyết trắng bị bàn tay nóng bỏng nắm chặt, điên cuồng xoa nắn. Thắt lưng xinh đẹp bị đè xuống, thành đường cong xinh đẹp. Cái môi cong nhếch lên thật cao, tư thế như vậy để thân thể nam tính đè ở phía sau, ngang nhiên sầm chiếm. Cô có rút lại từng hồi, hắn mạnh mẽ sông lên, cuối cùng nằm trên cô buông thả chính mình. Tôm sống còn bật tanh thách, miếng cá tươi ngon, nấm thơm lừng cùng với cà rốt vốn lại để nấu một bữa tiệc phong phú. Cuối cùng nấu thành món đơn giản và cũng rất ngon miệng là cơm hải sản và canh thịt bào hầm. Thạch Sắc Vi ngồi ở bàn ăn nhai ngấu nghiến, cô thật là đói bụng nên ăn cơm rất vội vàng nhưng vẫn trông cực kỳ đẹp mắt. Mái tóc xoăn dài tự nhiên xóa trên vai, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, eo thon, chân trắng như tuyết vẫn cực kỳ xinh đẹp. Triệu Tử Hiền mặc chiếc áo khoác, ngồi đối diện với cô yên lặng ăn cơm, động tác lịch sự, vẻ mặt chuyên chú. Cô miễn cưỡng ngước mắt nhìn về phía cái tên tiểu quỷ lúc nào cũng giả bộ thầm trầm kia, vừa rồi còn điên cuồng hơn ăn thịt người, nhưng bây giờ lại quang mình lỗi lạc khiến cho cô không nhịn được trêu chọc hắn ăn ngon không? Hắn ngừng đầu nhìn về phía cô. Cô cầm cái thìa lên, chiếc lưỡi nan mềm hé ra liếm từng chút một. Từ trong ra ngoài, ánh mắt tà mị nhìn hắn, là da trắng như đổ sứ tinh thế, còn lưu lại ấn ký màu hồng nhạt, theo cổ áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện. Hắn nắm chặt thìa trong tay, con người có co lại, một hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời hai chữ. Ăn ngon. A à hiển, Cô ý kéo dài thanh âm mang theo mị hoặc mãnh liệt, thân thể cô lướt qua bàn ăn cúi xuống trước mặt hắn, vươn lưỡi liếm qua môi hắn. Ăn người ta ngon hay là thức ăn ngon? Hửm. Hô hấp của hắn cứng lại, không thể ngăn cản được hấp dẫn mãnh liệt, muốn đưa tay kéo cô vào lồng ngực nhưng cô lại cười đẩy hắn ra, trở lại ghế ngồi của mình, lắc đầu. Người ta rất mệt mỏi. Cự tuyệt cũng là sự thật. Một tuần qua bận rộn mà ngủ ít khiến thể lực cô sớm tiêu hao. Sáng hôm nay xuống máy bay về nhà chỉ ngủ được chừng 5 tiếng. Trận hoan ái vừa rồi tiêu hết thể lực cô vừa mới bổ sung. Trần rất mỏi, cô nũng nịu oán trách. Dĩ nhiên làm mỏi, vừa mới bị hắn đẻ xuống đất hung hăng một trận hơn tiếng đồng hồ, không hỏi sao được. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, mắt hắn lại sâu hơi nữa. Lát nữa người ta muốn tắm, có phải massage cho người ta? Nữ vương xem như chuyện đương nhiên hạ lệnh. Tắm Khi nóng trong bồn tắm bốc lên mù mịt, cô nằm trong bồn giữa đống bọt tuyết trắng, vừa bóng loáng so với bọt còn trơn bóng hơn, đó chính là da cô. Hình ảnh như vậy chỉ cần tưởng tượng cũng đã khiến cho hắn. Cậu sao lại đỏ mặt? Ngón tay thon dài của cô khẽ xoa xoa ở má, quan sát hắn. Có phải lại đang nghĩ đến chuyện xấu? Mặt có thể đỏ đến như vậy, thật là đáng yêu không được bảo tôi đáng yêu. Hắn trừng mắt nhìn cô, bất mãn, kháng nghị. Tôi cũng không phải là trẻ con. Không phải sao được, vẻ tức giận kia rõ ràng là đúng nha. Ngũ quan hắn rất thành tú, trời sinh mặt trẻ con, con da thì có phơi nắng cũng không thể đen đi được, càng khiến thêm ngây thơ, đôi môi đỏ nổi bật. Hơn nữa tuổi còn trẻ chưa thoát khỏi thiếu niên đơn thuần, trông giống như bụi cỏ non, thật là đáng yêu nhưng bụi cỏ non này đã bị cô ăn sạch sành xanh, thật sự là quá tốt. Cô đưa tay cầm bàn tay hắn. A Hiển nhà ta càng ngày càng đáng yêu. Cô gái này thói quen vẫn không thay đổi, luôn luôn thích trêu chọc hắn. Nhưng hắn có thể với bất kỳ ai cũng để mặt lạnh riêng đối với cô, không thể hất tay cô ra, lại rất giận như chỉ có thể trầm mặc cúi đầu ăn, làm như không nghe thấy. Thật không thể tự nhiên được nha, Thạch Sắc Phi cười cười đẩy cái đĩa thức ăn của mình sang hắn. Tay người ta mỏi, đút cho người ta ăn đi. Mà kệ hắn vừa mới hởn rỗi, đại tiểu thư xa lệnh như là chuyện đương nhiên làm người ta giận sôi gan. Nhưng hắn vẫn làm theo, cô tùy tiện ngồi trên đùi hắn, tựa vào trong ngực hắn, để hắn cầm thìa lần lượt đút từng thìa cơm hải sản. Giống như theo thói quen được phục vụ, cô hưởng thụ ngay, thoải mái khép hở mắt, đầu tựa vào vai hắn, chỉ việc há mồm và nhai là được rồi. Hành động đã vô cùng quen thuộc, hắn đút cô một thìa thì thưa tiếp theo là cho hắn, một bàn cơm hải sản cứ phơi dần. Tuổi hắn tuy nhỏ nhưng vô cùng tỉ mỉ, từng thìa đút vào miệng cô không lớn không nhỏ, vừa đủ. Cô muốn ăn canh cũng không cần phải mở miệng, thìa đã đưa tới bên môi. Cả bàn đầy thức ăn được ăn sạch sẽ, đương nhiên phần lớn sẽ vào bụng hắn. Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp đem đĩa xoài đã được gọt sẵn mang ra. Cô vừa ăn hoa quả vừa nhìn hắn dọn dẹp bát đũa trên bàn. Nhìn hắn làm việc nhà thoạt nhìn có vẻ thành thục không tưởng tượng nổi. Vóc người hắn rất cao, đã được mét tám và còn có thể cao hơn nữa nhưng không phải cái loại thân hình vỡ. Hắn nhìn có vẻ cao gầy, chỉ có cô mới biết khuôn mặt thanh tú kia đã che giấu đi thân thể rất dàn chắc. Chiếc áo sơ mi màu cho hắn mặc trên người mang đầy khí chất nhỏ nhã, lịch sự. Tại sao có thể có đứa trẻ ngoan như vậy nhỉ? Thông minh có thể có nhiều, nhưng quan trọng nhất là chịu khó. Hơn nữa tính tình lại rất tốt mới có thể chịu đựng được cô bát nạt. Có thể thấy ánh mắt của cô cho tới bây giờ vẫn không tệ, từ nhỏ đã được chứng minh. A à, Hiển, cô ngoắc ngoắc tay gọi hắn. Hắn quay người lại, trên môi ngay lập tức bị in dấu hôn mang theo vị xoài ngọt ngào. Đôi mắt sáng trong của cô tràn đầy vẻ vui sướng và thỏa mãn. Xoài rất ngọt. Cô ấy còn ngọt hơn, chỉ cần cô cười với hắn như vậy, hắn có thể muốn dâng toàn bộ cho cô, nhưng toàn bộ của hắn có thể có bao nhiêu. Cúi đầu đã lấy gáy cô, hôn cô sâu hơn, nếm vị xoài ở trong miệng cô, càng nếm đủ những điều khổ sở càng hôn sâu càng không thể buông tay làm sao có thể buông tay đây loang thoáng tiếng nhạc vang lên bọn họ đang hôn khó có thể chia lìa cũng không thèm nghe điện nhưng người đang gọi điện như cố tình muốn đuôi tính nhẫn nại với họ chuông reo không biết bao nhiêu lần sống chết cũng không chịu dừng cô thở ra dưới môi hắn khẽ đẩy hắn ra hắn không chịu buông môi cô ra đầu lưỡi còn quyến luyến khẽ liếm đem điện thoại di động tới đây. Đại tiểu thư chỉ và nói. Hắn hớn hở tuân mệnh cũng không hỏi cô xem để ở nơi đâu bởi vì cô nhất định là không biết trực tiếp men theo tiếng chuông tìm kiếm suốt cuộc lấy ra ở dưới gối. Là ai? Cô tiểu thư ngay cả tay chân cũng lửa nhác. Đồng tiểu thư Đồng thị thiên kim tiểu thư bạn từ nhỏ của Thạch Sắc Vi cũng là chị dâu tương lai đồng giai thiến. Ô! Cô cầm một miếng xoài vàng ươm bỏ vào miệng. Nghe luôn đi. Hắn không dị nghị nhấn phím khô, đầu bên kia chuyển tới là giọng của một cô gái không thể gọi là dịu dàng. Thạch Sóc Vi, mày làm gì mà lâu vậy mới nhận điện thoại của tao? Đều là đại tiểu thư được nuông chiều nên tính khí không tốt lắm. Hơn nữa đồng giai thiến còn được Thạch Quân Nghị càn rỡ dung túng ở bất kỳ đâu. Đồng tiểu thư, tôi là Triệu Tử Hiển. Thanh âm lãnh đạm, lạnh băng khiến đại tiểu thư nổi đoá đồng giai thiến dừng lại mấy giây sau cân nhắc rồi phát hiện hình như mình không dám chọc tên con trai trầm mạc này giọng điệu hơi chậm nó có ở đó không liếc nhìn người nào đó đang vô tư ăn trái cây có được kêu chị gái cậu tới nghe điện đi triệu từ hiển nắm chặt điện thoại bàn tay hơi cứng nhắc sau đó đi tới bên cạnh đưa cho cô cô ta bảo đưa thật phiền phức thầy sắc phi rút khăn giấy lau tay Cầm lấy rất không bình tĩnh hỏi Có chuyện gì? Nhắc tới ở trên đời còn có ai so đại tiểu thư đồng giai thiến còn lớn hơn Người đó ngoài thạch sắc vi thì không còn ai nữa Hai kẻ mạnh gặp nhau tất phải có kẻ yếu hơn Mà kẻ đó tất nhiên là đồng giai thiến Ta muốn hỏi lễ Noel chúng mày có kế hoạch gì không? Anh mày hy vọng mày về nhà một chuyến Chuyện của tháng 12 thì làm sao tao biết được? Tức giận cắt tứt. Mày sẽ vì loại chuyện này mà gọi điện thoại? Hừ hư, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Hai, làm gì mà thẳng tuột như vậy? Bên kia cười duyên. Người ta muốn hẹn bạn tuần sau đi xa Milan xem trình diễn thời trang ha? Không rảnh, xem trình diễn. Cô mới từ sàn diễn ồn ào trở về, không có ý định quay lại. Sao vì, mày là tốt nhất, đi với tao đi. Thế thì tìm anh trai tao đi cùng. Ai cũng biết đại công tử họ Thạch là người cuồng công việc đến thế, nhưng đối với bạn gái luôn trăm ngàn lần thuận theo, đi xem diễn thời trang thôi mà, có cái gì khó đâu. Anh ấy đi Thượng Hải công tác, nửa tháng sau mới trở về. Khó trách cô tiểu thư này lại gọi đến dây dưa với cô. Thạch Sắc vi bên tai vẫn nghe nói chuyện, nhưng mắt không tự giác lại nhìn về phía cái người đang ngoan ngoãn dọn dẹp kia. Rõ ràng động tác vẫn gọn gàng như cũ, như sao cô có cảm giác hắn đang tức giận, sao đột nhiên lại tức giận. Ta nói với mày này, em trai mày nói kiểu gì mà lạnh băng như vậy, một chút thay đổi cũng không có, khiến người ta chết xét à. Hắn đôi phía mày chẳng lẽ cũng như vậy? Đồng giai thiến đột nhiên chuyển đề tai, giọng đầy oán trách. Em trai, thi ra là nguyên nhân ở chỗ này. Chương 2 Triều Từ Hiển chính là đứa trẻ của Thạch Gia, chính xác là được Thạch Gia nhận nuôi. Nguyên nhân nhận nuôi hắn không phải là vì vợ chồng Thạch Thị nhìn chúng hắn. Hắn có thể vào ở Thạch Gia chỉ bởi Thạch Sắc Phi mà thôi cứ hàng năm, vợ chồng Thạch Thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà. Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình, cũng dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã 14 tuổi, nhưng cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được thạch ra cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ. Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, Hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng. Mọi người cũng vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng cô, theo cô chơi mà cô cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ chấp nhận. Vì vậy, thành đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia chơi đến tận 2 tiếng. Lúc gần đi lại chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong khóc, nói với cha mình. Con muốn hắn, ngay từ muốn hắn cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như là chuyện đương nhiên, giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục. Thạch ký Nhất vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông, nhưng nhận nuôi một đứa trẻ thì không thể nào. Sự thật chứng minh, Thạch Sang Vi muốn đổ hay muốn người, tới bây giờ không thể không có được. Thế cho nên hắn mới ở đây, có thể ở bên cạnh cô. Thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng Pháp hơi ôm ôm, nặng nề giảng, viết trên bảng chi chít những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Triệu Tử Hiển cũng đã bay khỏi thế giới logic này. Năm ấy hắn 7 tuổi, đến cô như viện đã gần một năm, cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời nên hắn phải vào đó. Cuộc sống của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn. Vốn là gia đình ấm áp có ba người bởi một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình Cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi hắn, vì thế hắn phải đến cô nhi viện. Ở giữa một đám trẻ tóc vàng mắt xanh, hắn cũng không tính là xuất sắc. Thân thể nhỏ gầy cũng không coi là đẹp. Hơn nữa hắn trầm mặc ít nói, tính tình cô độc, số tuổi lại lớn. Không phải đứa trẻ 2-3 tuổi, hoặc điều kiện người nhận nuôi rất kém cỏi, hắn cũng không có nghĩ tới có thể bị nhận nuôi. Hắn an phận sống trong cô nhi viện, trong thế giới của riêng mình, xung quanh cùng hắn không liên quan, hắn cũng không quan tâm. Nhưng Thạch Sắc Phi có thể nhìn chung hắn thì thật là kỳ quái. Hôm đó hắn vẫn trầm mặc như vậy, một câu cũng không nói, sao có thể được đại tiểu thư đặc biệt coi trọng đây, nhưng vẫn được. Nhiều đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát, xinh đẹp, anh Tuấn, các loại màu da đều có, nhưng cô lại cố tình chọn chúng hắn. Hơn nữa còn rất rõ ràng, vợ chồng thạch thị không nghĩ đến việc nhận con nuôi bọn họ đã có con trai có con gái là một lòng coi trọng huyết thống trong nhà làm sao có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đây nhưng đại tiểu thư muốn không có cách nào chỉ có thể tiếp nhận ai bảo thạch ra mặc dù tài phú kỳ người đáng được học hỏi lại không nhiều con cái trong nhà đến thời này chỉ có hai đứa con là thạch quân nghị và thạch Sắc phi con trai thì ưu tú cần phải thừa kế gia nghiệp nên yêu cầu nghiêm khắc. Mọi đứa con gái duy nhất dĩ nhiên là chân bảo phi phàm. Tiểu công chúa này được sủng ái lên tận trời. Chỉ sợ cô không cần, chứ không sợ cô muốn mà không có. Vì vậy, quan niệm gia phong cực kỳ nghiêm khắc như thạch ký nhất cũng không để lại được tính tình la lối om sòm, lại thích đùa bỡn của cô con gái yêu. Suốt cuộc nhường bước nhận nuôi Triệu Tử Hiển. Triệu Tử Hiển không muốn sửa họ, vậy thì cũng tùy hắn. Dù sao hắn cũng là trẻ mồ côi, căn bản không xứng với dòng họ thạch cao quý, coi như là thạch sắc phi tìm bạn chơi. Cứ như vậy, Triệu từ Hiển bị thạch sắc phi kiên trì đưa vào thạch gia, trở thành đứa con thứ ba, nhưng chưa bao giờ được chính thức giới thiệu mọi người. Phần lớn mọi người thậm chí không biết thạch gia có nhận nuôi một đứa trẻ. Ở thạch gia 11 năm, hắn biết rõ thân phận cùng địa vị của mình, tuân thủ nghiêm ngặt quý củ. Mặc dù Thạch Sắc Phi thích xe bảo hắn, đi đâu để muốn mang hắn theo, nhưng hắn biết ở Thạch Gia này chỉ có cô là người duy nhất quan tâm đến hắn và cũng là người hắn thích nhất. Vợ chồng Thạch Thị cũng không nói gì, thờ ơ cũng là may rồi, xem như sắc mặt cũng không tệ lắm. Thạch Quân Nghị thì buổi đầu học tập, thậm chí ngay cả mặt cũng khó mà nhìn thấy nên tình cảm tự nhiên cũng không gắn bó nhiều. Chỉ có thạch gia đại tiểu thư, tinh khí vô cùng tùy hứng, điều hòa lại giả hoạt nhưng lại đối với hắn thật lòng nhất. Ít nhất hắn hiểu trong lòng, những người giúp việc đang cười nhạo hắn liền bị thanh âm cáo kỉnh của cô phản pháo lại ngay. Giọng có mấy phần chân tinh. Đồng thời hắn cũng hiểu, từ nhỏ đến lớn bạn học có ý làm khó dễ nên bị cô lớn tiếng mắng không thường tiếc. Hắn biết trong đó có bao nhiêu kiên cường. Cùng nhau lớn lên, cô đối xử tốt với hắn, hắn vẫn im lặng không phải hắn không hiểu cô là người vô tình đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn tựa như một tầng lửa thiêu đốt thẳng vào xinh đẹp mê người khi đại tiểu thư đến pháp du học và yêu cầu hắn đi cùng thì hắn một chút ra dự cũng không có cứ như vậy rời khỏi nước mỹ quen thuộc đến pháp học tập vợ chồng thạch gia cũng rất vui vẻ so với để con gái bảo bối một thân một mình sống ở paris có hắn ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của con gái để cho bọn họ yên tâm thì càng tốt. Dù sao hắn đã chăm sóc đại tiểu thư nhiều năm như vậy, bọn họ cũng sớm đã thành thói quen. Bên cạnh Thạch Sắc Phi có Triệu Tử Hiển, một đứa em trai là chuyện đương nhiên. 6 năm, bọn họ ở nước Pháp đã được 6 năm, đến bây giờ hắn sắp tốt nghiệp trung học, sắp thi đại học mà cô lại sắp tốt nghiệp đại học bởi vì hắn đi học trễ một năm nên khoảng cách so với cô đã biến thành bốn năm mở bàn tay ra nhìn thấy chỉ tay rõ ràng nhưng đôi bàn tay này vẫn là hai bàn tay trắng không thể cho cô bất kỳ điều gì thậm chí học phí đều là thạch gia chi trả mặc dù đối với họ mà nói đó là một khoản tiền lẻ không đáng giá để nhắc tới nhưng hắn cũng không muốn lấy hắn bây giờ không chỉ có một mình còn có cô cô gái là thiên kim tiểu thư từ ngày ra đời đã được tỉ mỉ nuông chiều cha mẹ thương yêu anh trai bảo vệ cô trở sinh chính là để tới hưởng phúc người nào lại cam lòng để cho cô chịu khổ nhưng bây giờ lấy năng lực của hắn còn rất xa xôi để làm được điều đó hắn thống cận cái cảm giác vô lực này quan hệ của bọn họ được phát triển quá sớm mà năng lực của hắn lại tiến triển quá chậm ngón tay từ từ nắm chặt Hắn muốn dùng hai tay của mình tự lập và chăm sóc cô cả đời. Nhưng bây giờ hắn không thể, ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn học xong đại học, nỗi khổ sở nồng đậm trong lòng tràn ra. Hắn thống hận cảm giác này, vô cùng thống hận. Tiếng chuông tàn hảo vang lên, ca đứt suy nghĩ mông lung của hắn. Thời gian buổi trưa cứ như vậy trôi qua mà hắn hoàn toàn không để ý. Thì ra thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cư nhiên cho tới trưa thời gian cứ như vậy qua, hoàn toàn không có cảm giác. Thì ra là những ký ức trước kia đã qua lâu như vậy, đã dùng thời gian nhiều như vậy để suy nghĩ. Hai, Triệu, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm không? Gương mặt thành thuần ngọt ngào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn biết cô, Elin, bạn học cùng lớp, hai năm học trung học vẫn vô cùng thân thiện với hắn, thường xuyên bắt chuyện cùng hắn. Không cần, nhưng vẫn cự tuyệt, Hắn nhanh chóng thu thập xong sách vở của mình mà không để ý đến gương mặt thất vọng. Trên đời này, trừ Thạch Sắc Phi, hắn có thể cự tuyệt bất kỳ ai, hơn nữa tuyệt đối không vì thế mà đau lòng. Đi ra khỏi phòng học, vừa lúc điện thoại di động chuyển đến tiếng tin nhắn, lấy mở ra. Bữa tối người ta muốn ăn tôm hùm đông lạnh, sườn cừu hầm nước dưa và bánh pudding. Giọng điệu quả đúng là Thạch Sắc Phi, trực tiếp ra lệnh chưa bao giờ suy nghĩ xem người khác có khó khăn hay không, không quan tâm đến mùa gì hay ở nước đó có loại thức ăn này không, nhưng cô muốn ăn, vậy có vấn đề gì? Một chiếc Ferrari mới lướt nhẹ nhàng băng trên đường phố Paris, không phải là chủ nhật nên bà giữ chiều đường phố giá thoáng vô cùng. Thạch Sophie ngồi ở ghế lái xe, ngón tay xinh đẹp bóng loáng để trên vô lăng, Ngoài xe từng giọt mưa rơi tí tách, còn trong xe mở nhạc để mê hoặc của Hy lên cigara. Cơn gạt nước đều đều gạt qua kính chắn gió, mưa ngớt dần. Hôm nay tâm tình cô rất tốt, thiết kế trình diễn ở London được đánh giá cao và được chú ý nhiều. Ngay cả ông thầy nghiêm khắc nhất là Mark Finn, nhà thiết kế của công ty MC cũng mỉm cười với cô. Lần này thực sự cô đã làm rất tốt. Sự thật chứng minh, không có hào quang của thạch gia đại tiểu thư bà phủ, cô vẫn hoàn thành xuất sắc. Tốn cả năm trời chuẩn bị, bao nhiêu đêm không ngủ để chỉnh sửa, giúp cuộc cũng có thành công hôm nay. Cô biết lần này thành công đối với cô quan trọng đến mức nào. Buổi trình diễn còn chưa kết thúc, đã có nhiều công ty lớn liên hệ với cô. Những cơ hội này sẽ có nhiều người mơ ước nhưng lại không phải điều cô muốn. Cô muốn sáng lập ra nhãn hiệu của chính mình, mở công ty, không cần phải làm cho người khác. Cô là đợi tiểu thư của thạch gia còn có đống tiền bạc để hoàn thành sức mộng của mình. Tại sao không? Cô thấy cầm tiền của nhà mình mở công ty cũng không phải là điều gì sai trái. Cô sinh ra trong gia đình có tiền, vốn khởi điểm sẽ cao hơn người khác. Có thể đi đường thẳng thì tại sao lại phải đi vòng? Từ nhỏ cô đã ăn mặc, đồ dùng đều là thứ xa hoa tinh tế. Thói quen này chính là cách sống của cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc tốn tiền. Dù sao thì anh trai cũng kiếm tiền nhiều hơn cha cô, đời này cô coi như không làm cũng thừa tiền tiêu. Cô biết mình có tài, còn có tiền, tại sao lại không lợi dụng? Rõ ràng một năm có thể thành công, tại sao phải kiên quyết đòi tự lập để rồi sau 10 năm hay vài chục năm sau mới thành công? Kiểu như vậy cô khinh thường. Cô là Thạch Sắc Phi, là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Thạch. Cô có tư cách hưởng thụ vì sao lại không cần cuộc sống của cô không cần khổ cực không cần vì tiền mà phiền não tất cả đều thuận theo tâm ý muốn như thế nào đều cũng có thể những điều này đã tạo cho cô cá tính phách lối tự cao tự đại nhưng cô lại biết có chừng mực không bao giờ dùng mọi thủ đoạn để đạt được cho nên từ nhỏ đến lớn mặc dù cô có tính khí đại tiểu thư nhưng bởi vì cởi mở thẳng thắn bạn bè nhiều vô cùng nhân duyên cực tốt như là duyên với người khác phải càng thêm tốt đến mức cho người khác phải tặc lưỡi hít hà. Từ tiểu học, học sinh nam theo cô nhiều vô số, bất kỳ là con nhà thế gia có lòng cầu tiến, có khát vọng cũng đều bị nụ cười của cô trong nháy mắt đánh gục. Nhưng cô không hề muốn họ, bất kỳ ai cũng không muốn. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô gọn gàng dễ sang con đường bên phải. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, trong mắt của cô cũng chỉ thấy thiếu niên trầm mặc cuột cường kia. Trong tiếng cười vui náo nhiệt, chỉ có một mình hắn ngồi trầm mặc ở đó, một mình yên tĩnh, không giống như những đứa trẻ xung quanh cô, cũng không giống như cảnh diễn trên TV hay trong tiểu thuyết, Cô ý làm mình bất đồng để gây sự chú ý. Hắn chỉ đám chìm trong thế giới của chính mình, không ai có thể vào được, mà hắn cũng không muốn ra ngoài chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen nhìn ra là người trưởng thành trước tuổi. Trong nhẹ mắt cô thấy hắn, len lén quan sát hắn, cô phát hiện mình có cười ngọt ngào hơn nữa thì hắn vẫn không thèm ngước mắt nhìn. Mặc kệ cô cùng bọn trẻ chơi vô cùng hào hứng, hắn vẫn thở ơ. Đến khi phát quà tặng, tất cả bọn trẻ đều hưng phấn xếp hàng, thế nhưng hắn vẫn không thèm nhìn một chút. Thế giới của hắn giống như chỉ có một mình hắn, không có người khác, khiến cho người từ bé đến giờ vốn là trung tâm không thể hiểu được. Vì thế, thế giới của hắn, cô cố tình muốn xông vào. Lúc ấy, cô không hiểu vì sao cứ kiên quyết muốn nhất định là hắn, muốn hắn bên cạnh cô, muốn trong mắt hắn không chỉ có chính hắn, nhưng ai mà ngờ được đã kiên trì đến 11 năm. Lúc ban đầu chẳng qua là thói quen, thói quen của hắn bên cạnh, yên lặng, ít nói, tùy tiện mà kệ để cô phát cáu phát giận. Chỉ cần không quá phận, hắn cũng không để ý, thậm chí thỉnh thoảng còn chọc hắn để cho hắn bớt giả đi. Biểu hiện cho đúng với tuổi của mình, cô cũng thấy vui vẻ. Nhưng mặt khác cô biết, thái độ của hắn với người khác hoàn toàn không giống với cô. mà dù nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng so với nữ vương phát lối như cô, hắn có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Nhưng trầm ổn thì sao? Dù sao vẫn là tiểu quỷ, nghĩ đến bộ dạng hắn thỉnh thoảng tức giận, giận dỗi buồn bực, chưa môi cô nụ cười càng đậm. Hắn cũng chỉ như vậy khi ở trước mặt cô, cô thích loại độc nhất vô nhị này. Cảm giác ban đầu đối với hắn thì cũng chỉ là tò mò mà thôi, muốn hiểu biết hắn nên muốn cha mẹ nhận nuôi hắn để cho hắn ở bên cạnh cô. Nhưng thời gian càng lâu, cô càng cảm thấy ở cùng hắn là chuyện hạnh phúc đến mức nào lúc cô một thân một mình đến paris du học cảm xúc này mới dâng lên đến tột cùng lần đầu tiên xa hắn sau khi rời đi mới thấy không có hắn làm bạn là một chuyện vô cùng đáng sợ nhiều năm như vậy hắn một mực bên cạnh cô chưa bao giờ rời đi cô cũng coi là chuyện đương nhiên cha đồng ý để hắn đi cùng với cô và hắn ở bên cạnh chăm sóc cô từ tiểu học đến giờ ngắn ngủi mấy năm mà mày hắn nảy nở đường nét càng thêm rõ ràng thanh tú nhỏ nhã, hoàn toàn khác với khuôn mặt góc cạnh cá tính của chàng trai phương Tây. Hắn trầm ổn nội liễm, có vẻ khiêm tốn thần bí của chàng trai phương Đông. Hơn nữa vì thân thế nên trong mắt hắn luôn mang vẻ buồn. Chàng trai như vậy cực kỳ có sức hút, cho nên hắn thường bị những nữ sinh xinh đẹp chạy tới tỏ tình, yêu cầu qua lại. Không hiểu vì sao những chuyện như vậy khiến cô cực kỳ cảm tức, mỗi lần thấy sẽ vô cùng tức giận, vô cùng giận dữ mắt lạnh cũng được, mồm miệng chua ngòa cũng được, cô đều sẽ nghĩ cách để đuổi đám nữ sinh kia đi. Sau đó giận dỗi với hắn, bắt hắn phải đảm bảo chỉ có nhìn cô, không được nhìn nữ sinh nào khác. Ban đầu cô cho rằng là mình bị nung chiều quá mức, tính chiếm hữu mạnh, về sau cô mới hiểu được, thì ra cái cảm giác khó chịu, không thoải mái kia là ghen. Thật nực cười, thân là thạch gia đại tiểu thư xinh đẹp mà lại biết ăn giống chua như mấy cô nhau kia, nhưng sự thật là thế đến paris mới phát hiện hắn có ý nghĩa với cô cho nên cô lại càng tùy hứng muốn hắn ở cùng dù biết hắn không biết tiếng pháp tuổi lại nhỏ chỉ sợ sẽ rất khổ cực nhưng cô vẫn kiên trì giống như quá khứ bất kỳ điều gì cô yêu cầu hắn đều không dị nghĩ chấp nhận toàn bộ lại nhập học mất nhiều thời gian để học ngôn ngữ ở trường học bị bài xích không phải là cuộc sống quen thuộc nhưng hắn cũng không oán trách cô một lời hắn vẫn ở lại chăm sóc cô cô biết hắn có lòng tự ái mạnh cho nên không bảo cha mua cho cô biệt thự xa hoa chỉ mua phòng nhỏ ở khu nhà trọ thay ra sẽ chi trả học phí và phí sinh hoạt cho hắn còn hắn sẽ có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cô có như vậy hắn mới cảm thấy an lòng 6 năm qua hắn làm được nhiều việc hơn những nữ sinh bình thường có thể làm Mặc dù sinh ra ở nước Mỹ nhưng cô không phải đặc biệt thích ăn đồ tây, cực kỳ thích đồ ăn Trung Quốc. Vì thế hắn vừa đi học vừa phải đi học nấu ăn. Vì cuộc sống tùy hứng nên cô không sợ làm phiền hắn dọn dẹp đống bừa bãi do chính mình tạo ra. Cô cũng không thích có người lạ trong nhà, cho nên những việc nhà hay nấu nướng tất cả đều do một tay hắn làm. Vừa đi học vừa phải chăm sóc cô, so với đám nam sinh cùng lứa, hắn có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn nhiều. Cô biết hắn đối tốt với cô nhưng không biết phần tốt này do để đền ơn hay là vì cái khác. Hắn quá kín đáo nên cô hoàn toàn không nhận ra được. Tình cảm giữa bọn họ rất mập mờ, chưa rõ ràng. Là bạn cùng nhau nhưng lại chưa bao giờ nắm tay. Mãi cho đến nửa năm trước, vào cái đêm sinh nhật hắn tròn 18 tuổi, cô tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn, nến rất thơm, thức ăn rất tuyệt, rượu đỏ rất nồng. Bọn họ nhìn vào mắt nhau nhiều hơn bình thường, Cô nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn, điều này đã khích lệ cô chủ động, dù bọn họ hôn nhau. Sau đó, cô dùng lần đầu tiên của mình kết thúc luôn lần đầu tiên của hắn. Hai người đều là người mới học nghề, thật may là có vị cồn thúc dục cũng may trước đó cô cũng đã xem qua. Mà dù nhét nhác nhưng dù gì cũng thành công, đau gần chết làm cô hung hăng cắn một phát lên cánh tay hắn. Hắn khiến cô chảy máu, đương nhiên cô cũng cho hắn hưởng cùng đến bây giờ trên cánh tay hắn vẫn còn lưu lại vết sẹo thật sâu. Đó là ấn ký của cô để lại cho hắn. Có những thứ không phá vỡ thì không thể cảm nhận được. Khi cấm kỵ giữa bọn họ bị phá vỡ thì tất cả không còn có thể quay trở lại như trước. Tình cảm của cô đối với hắn từ khi đến Paris càng về sau càng được khẳng định, càng ngày càng rõ ràng. Cô đã sống 21 năm, đã quá hiểu chính mình, cái gì muốn nhất định phải tới tay, nhất là tình yêu có lẽ cô bây giờ cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn nhưng không sao ít nhất hắn cũng chỉ có một người là cô bây giờ là thế tương lai cũng vậy vì đền ơn cũng được vì tình cảm càng tốt chỉ cần là hắn cô muốn tất cả nhìn đồng hồ cho đến giờ tan lớp của hắn rồi nhất định phải sẽ qua đón hắn cùng về nhà thuận tiện còn đi siêu thị mua thức ăn mang về nhà nghĩ đến liền làm cô nháy xi nhan sẽ vào trường hắn 20 phút sau, cô từ từ lái xe vào trường, mưa lại càng lớn, xe của cô nhanh chóng đi chậm lại, tránh cho bánh xe làm té nước lên người đi đường. Thời gian vừa đúng, thì trên đường từng nhóm một học sinh đi qua, môi cô khẽ nhếch lên, biết tên tiểu quỷ đó tính tình cổ quái, nhất định sẽ đi sau cùng, không sợ không đợi nổi hắn. Thời tiết mùa đông lại đang mưa, lúc này bầu trời đang xám xịt, cô lái xe cẩn thận đôi mắt lời đãng quét về phía trước trong chớp mắt dừng lại màn mưa đan vào bài phất phờ đầy mề hoặc chàng trai trẻ cùng cô gái đứng ở đó cùng mặc đồng phục chàng trai cầm chiếc ô màu đen gương mặt cực kỳ thâm trầm mà cô gái tóc vàng xinh đẹp bị nước mưa làm cho ướt nhẹp gò má hồng hào làm nổi bật lên gương mặt ngọt ngào mà vui vẻ cô ngẩng lên nhìn về phía thiếu niên cười cười hai người chung một chiếc ô đứng vui vẻ như trong một bức tranh Đôi mắt sáng của Thạch Sắc Phi khẽ nhíu lại nhìn về hai người kia. Mắt cô gái sáng lên, đôi môi đỏ thắm hé mở, giống như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ cho chàng trai nghe, mà chàng trai thì mặt nhàn nhạt, nhạt không ra vẻ vui buồn. Một hồi lâu lắc đầu rồi đưa ô cho cô gái. Cô gái liều chết khoác tay, muốn kéo tay của hắn. Rất rõ ràng là mời hắn cùng che chung một cái ô. Cái ô kia cô khá quen thuộc, vì hắn là một người tỉ mỉ và cẩn thận, ở Paris luôn mang theo nó cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy hắn phải làm cái chuyện đội mưa nhét nhát cả. Nhìn đến đây, đã đủ rồi, thầy Sắc xoay tay lái, cũng không quan tâm đường này có quay đầu được hay không, phóng thẳng đến bọn họ rồi đọc mạnh phanh. Xe thể thao đắt giá, tính năng ưu việt trong nghe mắt tăng tốc và thẳng gấp dừng lại ngay gần chỗ hai người đang đứng những vũng nước đọng ven đường bị bánh xe đột ngột chạy qua tái hết lên những người đứng ven đường. A, à, Elin kêu lên một tiếng, cả người bị tái ướt một mảng lớn, cô không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Triệu Từ Hiền cũng không may mắn thoát khỏi, cả tóc và quần áo ướt hết. Hắn ngước lên nhìn chiếc xe thể thao phát lối kia, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đôi mắt đen nhánh chợt có một tia sáng thoáng qua. Sầm. Thạch Sắc vi đóng cửa xe lại bước đến, chiếc áo sơ mi màu trắng bằng lụa tơ tằm phối cùng chiếc quần đùi màu đỏ chiếc đai lưng tinh xảo quấn quanh vòng eo mảnh khảnh khoác ngoài là chiếc áo len màu cho mái tóc xoăn tùy ý xõa xuống vừa mang khí chất cuồng dã lại mang mấy phần thuộc nữ dung hợp với nhau chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo mưa bụi xảy đặc nhưng lúc này đây thạch sắc phi đang giận dữ như ngọn lửa muốn thiêu đốt lại xinh đẹp động lòng người trong giây lát, Triều Tư Hiển nhận ra cô đang đứng dưới mưa. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lập tức thay đổi. Hắn nhanh chóng bước tới, kéo lấy tay cô đem cô đẩy vào trong xe. Đừng đi mưa, sẽ cảm lạnh. Mắt hắn thoáng qua tia tức giận, biết cô tùy hứng không còn cách nào khác, nhanh chóng cởi áo khoác ra che lấy đầu cô. Hoàn toàn không để ý mình đang một thân áo mỏng manh bị mưa làm ướt hết thạch sao phi trừng mắt nhìn hắn sẽ bước tới cô gái đang sửng sốt nhìn đợi khi thấy hung hăng đến trước mặt cô ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen rất tốt khuôn mặt tươi trẻ ngọt ngào động lòng người nhìn thật biết điều lương thiện và khéo léo hoàn toàn không giống với cô lại hung hăng chừng mắt nhìn về phía tên con trai đang chỉ biết che mưa cho cô lát nữa sẽ tính sổ với hắn quay lại nhìn cô gái ngạo mạn hỏi cô là ai tôi tôi tên là elin bạn học của Triệu. Cái cách cô ta nói từ Triệu thật mềm ngọt nhưng lại khiến Thạch Sắc Phi cực kỳ không thoải mái, trừng mắt đằng đằng sát khí nhìn ai đó. Thạch Sắc Phi cho đến giờ vẫn là một người không thích làm khó ai cả, muốn chơi ác tất nhiên phải tìm kẻ đầu sỏ gây nên chuyện, nhưng không phải là bây giờ. Cô thích hắn, ngón tay thon dài xinh đẹp chỉ về tên con trai đứng bên cạnh hỏi. Khương mặt đáng yêu của Elin ửng đỏ, lên lén lướt nhìn chàng trai tuấn tú một cái mặc dù xấu hổ nhưng vẫn dũng cảm nhẹ nhàng gợt đầu phải tôi thích anh ấy chương 3 tỏ tình trắng trợn như vậy cái kiểu tỏ tình này cô không xa lạ bất kể là cô hay hắn mỗi năm đều bị gặp vô số lần tỏ tình nhưng mà lần này không giống lần này là cô gái đứng cạnh hắn đi chung một cái ô thích Trường ánh mắt như dao nhìn ai đó Lại tiếp tục quay lại hỏi Vậy cô có biết tôi là ai không? Biết Dịu dàng cười đầu Tôi biết rõ chị là chị gái của Triệu Từ khi quen biết Triệu Cô liền bị chàng trai khác người này mê hoặc So với những chàng trai tùy tiện khác hoàn toàn bất đồng Hắn nhã nhặn trầm tĩnh tự nhiên Hào cùng hắn mấy năm càng thể thích hắn Đối với người cô yêu thích Tất nhiên cô sẽ tìm hiểu kỹ Cô biết hắn có một chị gái tình cảm rất tốt, bọn họ 6 năm trước đến Paris. Thạch Sắc Vi hiện tại đang học ở trường đại học LGD Thạch Sắc Vi cười mang theo vài phần cổ quái. Cô nói, tôi là chị gái của hắn. Ý vị sâu xa liếc nhìn chàng trai đang trầm mặc một cái. Vâng, rất tốt. Xoay người nhón chân lên ôm cổ của hắn, ngẩng đầu lên hôn lên môi của hắn, nhẹ nhàng nếm nước mưa lạnh băng trên môi hắn, rồi nước mưa cũng nhanh chóng bị nhiệt độ của hai người làm cho nóng lên. Lưỡi của cô thăm dò vào bên trong miệng hắn Câu dẫn, trêu chọc môi lưỡi hắn Sau đó càng không thể kiểm soát lưu luyến Không thể tách rời ra Lưỡi của cô từ từ liếm qua Đôi môi ướt át của hắn Sau đó quay đầu nhìn về cô gái đang tái nhợt Cô nói xem Chúng tôi có đúng là chị em Sao có thể là chị em Elin khiếp sợ không cách nào mở miệng Coi như ngu nữa Cũng nhìn và hiểu nụ hôn kia Không phải đơn thuần giữa chị em cô thấy rõ ràng lưỡi của hai người. Trời ạ, chàng trai cô thích mấy năm đã sống có người yêu, hơn nữa người kia lại là chị gái của hắn, điều này thật sự là... Nhìn cô gái khóc chạy đi khiến trong mắt Thạch Sóc Phi lửa giận càng bùng cháy. Hiện tại thương tâm một chút nhưng tốt hơn hết là đừng lún sâu vào. Lại quay đầu nhìn cái tên tác giả gây ra mọi chuyện, thế mà hắn còn dám bình tĩnh nhìn cô. Hắn còn dám bình tĩnh, còn dám bình tĩnh dám chìa hoa gẹo nguyệt, dám phóng điện lung tung này. Tức muốn chết, cô dùng sức đạp mạnh chân hắn. Đi lên xe. Chân hắn bị cô đạp cũng không tránh né, vẫn chăm chú để ý tới áo khoác đang chùm. Lấy đầu cô đã rất ướt vì nước mưa. Thời tiết như vậy cô sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nếu như cô thích cứ lấy thân thể hắn mà phát tiết cũng được. Còn dám ra lệnh cho người ta. Cô không dám tin chừng hắn, tức giận đến toàn thân phát run. Người ta không đi đấy, làm gì được nào Trong mắt hắn thoáng qua một chút xa dự Hắn hiểu rất rõ tính tình của cô Thích mềm không thích cứng Cùng cô giảng co chỉ có thể lưỡng bại câu thương thôi Chúng ta về nhà, muốn giận thế nào cũng được, được không? Rũi ngón tay dùng sức đâm vào lồng ngực của hắn Không cần bày ra khuôn mặt hiểu chuyện được không? Rõ ràng chính là tiểu quỷ mà còn dám dạy dỗ người ta Người ta mạn phép không trở về, cậu không phải đang cùng người khác che chung một cái ô rất lãng mạn vui vẻ sao? Khi đó sao không nói muốn về nhà? Khi cô ta chạy đi mới chịu nói muốn về nhà. Hắn trầm mặc như trước nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô. Đôi mắt trong trẻo vô cùng kiên định, đôi môi hồng nhuận mím chặt, mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp, những sợi tóc đen nhánh dính trên trán, vào cổ, làn da trắng nổi bật càng trong suốt, trắng nõn. Nhìn người ta làm gì, dù thế nào người ta cũng không chịu về nếu về thì tự cỡ về đi cô chừng mắt nhìn hắn hắn đột nhiên thở dài sau đó đưa tay ôm lấy cô không thèm để ý đến cô đang sẽ ruộng ôm thật chặt khiến cô không thể thở nổi mặt hắn vùi sâu vào vai cô Làn ra lạnh băng khiến cô run rẩy chúng ta về nhà có được không giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng mìu nhũn phả vào tay cô tê tê dại dại khiến chân cô suýt nữa nhũn ra hắn nói về nhà về nhà triệu từ hiển về nhà sắc vi giọng ngân dài khàn khan khiến cho người ta yếu lòng bụp một tiếng thầy sắc vi cảm thấy cảm giác lửa giận bị nước đá đổ ập xuống tát ngúm hắn đang làm nũng người này tự nhiên lại làm nũng cực kỳ khó cực kỳ hiếm thấy hắn làm điều này mềm lòng thật sự là không có tiền đồ rồi đưa tay vèo hắn một cái rồi lại không nỡ dùng sức mở miệng chất vấn hai người vừa nói chuyện gì Sậu nói có vẻ hung hăng Nhưng hắn biết cô đã hết giận rồi Cô ta nói hy vọng tôi đưa cô ta về nhà Nhưng tôi đưa luôn ô cho cô ta Nhưng cô ta không muốn Dĩ nhiên không muốn Người ta là muốn hưởng thụ không khí lãng mạn Của hai người che chung một cái ô Không phải là mượn ô Cậu có thật là không hiểu Dĩ nhiên hiểu Hắn lại không phải người ngu Giác vi tôi không thích cô ta Đừng thức giận nữa được không vẫn là giọng làm nũng mà cô thì không thể kháng cự được sự dịu dàng. Quá xấu hổ, biết rõ cô yếu thế không đủ trình độ đấu với hắn, lại dùng chiêu này. Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mở đôi mắt tả mị, bên môi nở nụ cười xấu xa. Cậu không thích cô ta, thế thích ai? Hắn không trả lời, chẳng qua là nhìn cô, trong mắt ngập nước, đôi môi đỏ ao, lông mi dài ướt át, khẽ run dày, sơ sơ khuôn mặt đẹp trai chết người này, thật là yêu nghiệt, không thể kháng cự nổi do cái khuôn mặt này cô cản răng đưa tay véo khuôn mặt hắn trông như vậy khó trách là hoa đào sải khắp nơi hắn cúi đầu hôn cô một cái cô cản răng trừng mắt nhìn hắn lại chiêu này lại hôn tiếp triệu tư hiển không thể lần nào cũng dùng chiêu này không thấy xấu hổ sao tiếp tục hôn ư ừ, đừng có ngừng vì vậy nước mưa gió lạnh người đi đường đều không quan trọng, chỉ cần cô ở trong ngực hắn, hắn ở bên cạnh cô, bọn họ ôm nhau trao những nụ hôn nóng bỏng, chờ có lạnh thì có sao đâu. Nhưng mà hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Sắc vi, tiếng hắn thở sốc mang theo thanh âm trầm thấp hấp dẫn cô, để cho toàn thân cô rét run lại nóng lên, ánh mắt đứt át có thể chảy ra nước. Hừ, chúng ta về nhà. Cái vật gì đó đang chọc vào bụng cô và trong mắt hắn càng thêm ướt át khiến cho nụ cười trên môi cô càng ngọt ngào hơn. Được. Vòi hoa sen được mở ra phun màn nước nóng dày đặc xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt, tiếng thở sốc mềm mại đáng yêu làm cho không khí càng thêm mật mờ. Vui sướng đầm đìa, gần cốt mềm nhuyễn. Bị mắc mưa rồi, sau đó lại điên cuồng cả đêm, khiến cho tiểu quỷ vốn thân thể khỏe mạnh vào sáng hôm sau lại không thể xuống giường. Cho tới bây giờ, hắn đều đúng 6 giờ rưỡi rời giường, lúc này lại cả người nóng sốt cao, gương mặt hồng hồng, trong mắt trong veo, môi cũng hồng hơn bình thường. Hắn nằm trong chăn nhắm mắt nặng nề, lấy nhiệt kế từ trong tai hắn ra, khiến Thạch Sắc vi nhíu chặt lại. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ngã bệnh, cho nên tuy nhổm bệnh nhưng vẫn hung hăng. Ừ, tôi đi chuẩn bị bữa sáng, khụ khụ, hôm nay muốn đi đâu? Người đang ngã bệnh kia còn muốn mạnh mẽ chống người dậy, rời giường nằm xuống cho người ta nào cô nũng nịu một tiếng tiểu quỷ luôn luôn nghe lời lập tức ngoan ngoãn nằm xuống trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy vẻ ngây thơ cùng với tia máu nhìn cái dáng vẻ này làm cho cô thật là đau lòng thở dài thay quần áo đi chúng ta tới bệnh viện hắn mới vừa há mồm nên bị cô một ánh mắt muốn đông lạnh vội ngậm miệng lại tình khi cô rõ ràng nói một không nói hai hắn rất nghe lời rời giường sang phòng bên cạnh để mặc quần áo bởi vì thầy sắc phi học thiết kế thời trang hơn nữa lại rất thích mua quần áo chân nên đi phục giày túi sách các phụ kiện đính kèm nhét đầy ba chiếc tủ lớn trong đó cô để một tủ để đồ may sẵn mà quần áo của triệu từ hiền chỉ chiếm diện tích nhỏ còn lại là của cô hết quần áo phụ kiện xe dép chiếm đầy hết căn phòng 10 mét vuông này mặc dày một chút ném cho hắn là một bộ áo len quần bò hắn ho khan nhận lấy rồi im lặng mặc vào người cái này nữa Cô cầm chiếc áo khoác màu đen thật dài Chờ hắn mặc vào Cô liền giúp hắn cải nút áo Ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cao thấm ra Khiến chân mày cô càng nhíu chặt hơn Tôi khụ khụ Không sao Ngón tay nóng sực vuốt lấy chân mày cô đang cao chặt Vừa ho khan vừa an ủi cô Lại sợ cô bị lây bệnh Nên nghiêng mặt sang một bên Thật là Lại còn quan tâm đến người ta Làm cho người ta càng đau lòng Sau điệu cô càng hung dữ ngã bệnh không nên lộn xộn, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Được, quả nhiên thật biết điều đứng ở đó, bởi vì cô đang lây hoay choàng cho hắn chiếc khăn len màu xám cho, quàng kín cổ hắn, vuốt tóc gọn gàng cho hắn. Cô nhìn toàn thân hắn được mặc hoàn chỉnh, mới cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc vào, rồi tùy tiện cột tóc ra đằng sau. Ở tầng thứ ba, ngăn thứ hai bên trái. Thế cô đang tìm túi sách, hắn che môi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng. hắn là đứa trẻ ngoan cũng là bệnh nhân rất nghe lời không cáo kỉnh khi ở bệnh viện ngoan ngoãn tiêm ngoan ngoãn uống thuốc ngay cả cô y tá hơn 40 tuổi cũng cười mỉm an ủi hắn cùng nói chuyện với hắn nhưng hôm nay hắn còn im lặng hơn cả ngày thường khuôn mặt này vốn đang tức giận nhưng vì sinh bệnh mà mang theo cả mệt mỏi có phần tái nhợt con người có vẻ đen hơn mắt càng lớn hơn gò má vì sốt do đỏ hồng đôi môi cũng đỏ tươi Cô dạng có bệnh trong người mà dường như là thích hợp để cầu dẫn người khác. Tuổi nhỏ, nói nớt, ôm yếu mà mắc bệnh, nếu mà thả ra chắc sẽ khiến cho người ta không yên lòng. Tôi đi tìm Peter hỏi một chút. Cô cầm túi thuốc nói về hắn, mặc dù không khí trong bệnh viện rất ấm, nhưng cô vẫn đưa tay sửa lại khăn quảng cổ của hắn cho kín hơn nữa. Cô định hỏi thăm về bệnh tình của hắn thêm lần nữa để chăm sóc được cẩn thận hơn. Môi bàn tay giữ ống tay áo cô lại cái tên con trai đang bệnh thoi thóp mở tầm mắt nhìn cô môi mím chặt lại thế nào không được đi tại sao trầm mặc chính là không cho phép đi đang bệnh mè nhau gì nhẹ vỗ chán hắn rồi nói không cho phép đi triệu từ hiển cậu đang gây sự gì đấy cô thức giận đến nghiến răng một hồi lâu tên con trai mới lẩm bầu lò bào mấy câu lớn tiếng một chút không nghe được cái tên bác sĩ đó không cho phép gặp hắn. Cậu bảo Peter, hư, hư cái gì mà hư? Cô bắt mãn nhìn hắn, không giải thích không được. Peter là bạn tốt của người ta, có cái gì không được sao? Chỗ nào cũng không được. Hắn ôm chặt hồng của cô, khuôn mặt vùi sâu và bụng mềm mại. Ánh mắt hắn nhìn cô, cả cái nhìn khi cô cười, con giọng điệu đều không được, rất ghét. Thì ra là, trên môi cô, nụ cười không tự chủ nhét lên, hắn ghen. Thật là, đã ngã bệnh còn nhớ đến chuyện đó mà ghen tuông. Người này có thể khác bình thường, một chút thì thật đáng yêu nha. Lúc bình thường thì vô cùng kín đáo, nhưng khi bệnh vào lại hư như vậy. Dĩ nhiên điều này so với tuổi của hắn thì có vẻ hợp lý hơn, mà hắn như vậy khiến cho lòng cô nhũn thành vũng bùn. Sơ tay vui vẻ từng sợi tóc hắn. Đúng là Peter từng theo đuổi người ta. Hư, mà người ta rất rõ ràng đã cự tuyệt hắn mà hắn cũng đã chấp nhận làm bạn bè. Tính tình Thạch Sắc Phi vốn là vậy, thích thì nhích, không thích là không thích, chưa bao giờ trời trò mập mờ, bởi vì trong lòng cô từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người mà thôi, cho nên mặc dù từ nhỏ đến lớn số người bị cô cự tuyệt đếm không hết, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người vì vậy mà oán hận cô. Thậm chí có người đến giờ còn ôm mộng chỉ có thể làm bạn bè. Peter chính là một người trong đó. Hơn nữa anh ta cũng là người bạn tốt, thiện lương lấy giúp đỡ người khác làm việc vui, chơi với anh ta thật sự vui vẻ. Làm bạn mới là lạ. Thanh âm của hắn dầu dĩ truyền đến, đàn ông mà làm bạn với phụ nữ thì chỉ có quỷ mới tin. Tóm lại người ta về hắn không có gì, buông tay người ta ra để người ta đi hỏi rõ ràng có được không. Còn việc gì để hỏi nữa? Sự kiên nhẫn của cô rốt cuộc khổ kiệt đưa ngón tay xí vào mặt hắn. Triệu Từ Hiển tôi cảnh cáo anh, coi như vậy tôi sẽ tức giận. Hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô, trong mắt đen nhánh có một tia uất ức, sơ tay cầm túi thuốc trong tay cô. Cái túi này, một ngày uống ba lần, mỗi lần uống hai viên, uống sau khi ăn xong. Lọ này, một ngày hai lần, sau 12 giờ uống một lần, mỗi lần 50ml. Mỗi lần 50ml. Cái túi này, một ngày uống một lần, mỗi lần một viên, sốt phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, ăn đủ nhẹ một chút. Hiện tại, còn có cái gì muốn hỏi sao? Hắn càng nói, nụ cười bên môi cô càng nở ra. Người này sao đáng yêu thế? Không, vậy chúng ta về nhà, có được không? Có được không? Đương nhiên được, cô nằm lấy tay hắn, ánh mắt hắn sáng lên lập tức nắm lại. Bàn tay hắn rất nóng, khiến cho lòng cô cũng nắm lên. Hắn như vậy sao cô có thể không động lòng, Ngón tay hai người đan vào nhau cùng xa về Vivian Tiếng gọi từ xa chuyển đến Thạch Sophie quay đầu thấy Peter Từ trong phòng khám ra. Đi mau đi mau Người bên cạnh luồn miệng thúc giục Sắc mặt tối hơn phần nửa Chờ một chút, hắn có thể đầu tôi hơn choáng, muốn nghỉ ngơi sớm Được rồi, được rồi Biết rõ người này rất có thể đang cố ý Nhưng cô vừa mềm lòng lại vừa lo lắng Cười xin lỗi Peter rồi vẫy chào tạm biệt nắm chặt tay hắn ra khỏi bệnh viện mãi cho đến xe chạy ra khỏi phạm vi bệnh viện cái tên kia lúc này mới thở ra một hơi dài miêu nhũn tựa vào trên ghế ngồi sợi thóc đen nhánh sạch sẽ rủ xuống chán gương mặt mệt mỏi nhưng giọng vẫn kiên quyết như cũ về sau không bao giờ tới bệnh viện nữa một hồi lâu bổ sung một câu coi tới tuyệt đối cũng không bao giờ tới đây cô cười đến suýt không cầm tay lái nổi Bọn họ về đến nhà đã là vào buổi trưa, Triệu Thị Hiền đã uống một chua thuốc ngủ nên đã chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, ngoài ngoãn nằm đó, bàn tay ăn phận đặt bên người, tư thế ngủ quỳ củ. Sơ tay kéo chân bông đắp cho hắn, vuốt tóc hắn, nghe hắn thở sâu đều đều mà lòng cô vô cùng ngọt ngào. Cứ yên lặng nhìn hắn ngủ say cũng thật là vui vẻ rồi. Mặc dù cô lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn đều là hắn chăm sóc cô. Có lúc cô trộm nghĩ, hắn so với cô còn giống con nhà họ thạch hơn. Tính cách của hắn thật giống anh trai thạch quân hị, đều là những người đàn ông rất nghiêm khắc và kỷ luật. Sống, làm việc và nghỉ ngơi đều theo kế hoạch, không xây dịch phút nào. Buổi sáng nhất định là đúng 6 giờ rưỡi rời giường, cho tới bây giờ đều không muộn một phút. Bất kể trời mưa hay nắng đều sẽ ra ngoài tập thể dục bằng cách chạy bộ nửa tiếng sau đó trở về làm đồ ăn sáng rồi gọi cô dậy thích sạch sẽ, sẽ cuộc sống nghiêm chỉnh rõ ràng quần áo sạch thế nào ủi thế nào để ở nơi nào cũng rõ ràng cho nhà không nơi nào có nhiễm chút hạt bụi nhà cửa sáng choang về tài nấu nướng thì càng khỏi nói bất kể là món ăn trung quốc hay là phương tây đều không làm khó được hắn dĩ nhiên điều này hoàn toàn đáp ứng được khẩu vị khó tính của cô thức ăn ngoài cô không thích cho nên hắn sức khoát đi học nấu ăn Hắn đối với cuộc sống của mình rất cả hoạch định, cũng biết rõ mình là người nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt khuôn khổ. Ở thạch xa, hắn vẫn luôn là yên tĩnh, ít nói. Biết cha cô, mẹ cô hy vọng hắn có thể chăm sóc cô cẩn thận, hắn liền làm tốt khiến mọi người đều hài lòng. Chuyện học hành càng không cần ai quan tâm, chọn trường nào thì gì cho tới giờ vẫn là một đường thẳng. Nếu ai làm cha mẹ hắn chắc cũng chẳng phải lo lắng điều gì. Hắn như vậy lại gặp phải người như cô mà cô lại thích hắn, không biết đây có thể gọi là xuyên phận. Triệu Từ Hiển gặp Thạch Sắc Phi không biết có phải là may mắn với hắn hay không. Cô biết mình thích hắn, thương hắn, vì hắn có thể cái gì cũng không cần, dù trong lòng cô rõ ràng biết cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng tình cho cô với hắn. Nhưng mỗi khi cô đã quyết tâm thì sẽ không chùn bước. Đối với tình cảm của mình, cô càng rõ ràng chỉ muốn duy nhất là hắn mà thôi. Mối quan hệ của họ bắt đầu đều do cô chủ động, lúc đầu chỉ là tò mò về hắn nên bảo cha mẹ nhận nuôi hắn. Cho đến khi muốn hắn ở bên cạnh cô, thậm chí sau khi cùng đến Paris, cô lại càng muốn. Mỗi lần đều là cô chủ động, chưa bao giờ là hắn cả. Cô đang suy nghĩ có phải do hôm đó cô chủ động nên hắn mới cùng cô lên giường. Nếu cô không can đảm, có phải họ mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị em giả dối, không có chút tiến triển nào. Cô thật ra cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn với cô. Dù cô có hỏi thế nào hắn cũng chưa bao giờ nói thích, nói yêu. Nhưng cô cảm nhận được hắn sẽ để ý tới cô. Chăm sóc cô như vậy, ôm cô nồng nhiệt như vậy, cô rõ ràng biết hắn có tình cảm. Nhưng hắn vẫn không nói ra. Thì ra cô gái có xinh đẹp tự tin đến mấy, khi đối mặt với tình yêu thật sự của mình cũng sẽ nhát gàn trần trừ, không dám nói yêu, không dám làm rõ ràng. Cô, Thạch Sắc Phi cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh suốt cục đang nghĩ gì? Đưa tay đặt lên vị trí trái tim hắn, cách chăn mềm mại. Nơi này suốt cục có em không? Hắn vẫn thở đều đều, căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Chương 4 Người thấy mùi thanh thanh, nhạt nhạt, chịu từ hiền từ từ tỉnh lại. Cảm giác thật kỳ diệu, thân thể vừa mỏi vừa đau, đầu như từng trận búa bổ nhưng cỗ mùi thơm ngát kia lại như bàn tay nhỏ bé dịu dàng thần kỳ xoa so dịu hết khó chịu trong người hắn đó là mùi đồ ăn đã chín thức ăn thân chi hắn thoáng tỉnh táo lại khó khăn đứng dậy phát hiện trên người đã đổi một bộ quần áo ngủ khác nhất định là lúc ngủ toát mồ hôi nên cô đã thay đổi cho hắn hắn nhịn cảm giác đau trong cổ họng tìm theo mùi thơm đi ra khỏi phòng ngủ Hắn không bao giờ để thức ăn qua đêm nên hắn biết rõ trong nhà không có đồ ăn nấu chín nào. Nhưng cái mùi này từ nơi nào bay đến đây? Mãi cho đến khi hắn xuyên qua phòng khách mới nhìn thấy và hình dung cảm giác như thế nào khi thấy cảnh tượng trước mắt này. Ngoài cửa sổ vẫn là mưa rơi tí tách, bên trong phòng ấm áp một mảnh. Dưới ánh đèn màu vàng dịu dàng, một cô gái mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc dài được cặp lên bằng chiếc cặp tóc Đội đính hạt kim cương có vài sợi buông xuống mặt cô đang nghiêm túc nhìn cái nồi trước mặt bàn tay xinh đẹp thon dài thường ngày chỉ cầm bút vẽ giờ lại cầm chiếc muôi bằng gỗ tỉ mỉ cuối nồi cháo đang sôi ùng ục thỉnh thoảng nghiêm túc ngó qua tập giấy trắng cầm ở tay bên kia rất ấm áp rất gia đình rất bận rộn cũng rất luống cuống là hình ảnh của cô làm cho tim của hắn dâng lên một loại tư vị chua ngọt mãnh liệt của đàng nấu cháo xuất thân là đại tiểu thư từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết phòng bếp hình dạng như thế nào không biết làm thế nào có thể biến gạo thành cơm Thay ra đại tiểu thư mà lại có thể đứng trong phòng bếp nấu cháo cho hắn cái dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận đó hoàn toàn không thua kém khi cô đang chuẩn bị đề cương luận văn không có cảnh khoa trường hoang tàn khắp nơi như trong tiểu thuyết không giống như chiến trường ngổn ngang như đại chiến thế giới thứ ba Mặc dù nhiều thứ đã bị đảo lộn Nhưng ít ra vẫn có chút trật tự Nhưng lại vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn Hắn tựa vào tường Cứ như vậy nghề ngốc Nhìn mọi cử động của cô Nhắm chặt đôi mắt có phải vết thông quần Gò má trăng noãn như ngọc Vì hơi nóng sông lên Mà đỏ nhạt nhạt như hai đóa hoa màu hồng Đôi môi đỏ tươi ướt át Và sợi tóc lơi thơ bên má Lúc này, Thạch Sắc Phi bớt đi vẻ xinh đẹp sắc sảo, nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp nữ tính khoan khoái dịu dàng, khiến càng mê người hơn. Cô cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng ngân, đôi mắt hắn lưu luyến nơi đó như đang ngắm nhìn một món đồ cổ xinh đẹp tinh tế bằng xứ. Còn có bả vai cũng trắng nõn như tờ lụa, trắng như tuyết, non mềm như da em bé. Đó là nơi cô cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần chỉ cần hắn dùng môi hôn nhẹ thì thân thể của cô sẽ không kiềm chế được mà xin gì. Quá mê người, hắn không thể chống cự được hấp dẫn như vậy. Đi tới ôm lấy hôn cô từ phía sau, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô, hương thơm đều là hơi thở ngọt ngào của cô, một loại mùi giống hoa hồng. Đã tỉnh rồi à? Động tác của cô dừng một chút, đưa tay sờ sờ chán của hắn, vì nơi đó không giảm nhiệt độ khiến cô cao may tiêm rồi lại uống thuốc nữa sao lại không hại sốt hắn nhẹ nhàng xen hư hư quyền luyến dính vào trên da thịt cô không chịu rời đi có đói bụng không người ta nấu cháo ăn một chút nha Giọng nói của cô thật dịu dàng và nhẹ nhàng không giống như thạch sắc phi lúc bình thường là nữ vương phát lối luôn hất hàm sai khiến người khác cái loại sai khiến vô cùng đương nhiên như thế hẳn là bạn trai cô hôm nay đã biến mất hoàn toàn hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào cổ của cô là bảo mấy câu nói cái gì hắn ngẩng đầu gương mặt sán vào gương mặt của cô tham luyến nhiệt độ mát lạnh ở đó cùng cô nhìn vào nồi cháo cô nấu cháo cô tức giận trừng mắt nhìn hắn giơ tay hùa hùa cái tập giấy trắng cái này thì có cái gì khó khăn tôi đem toàn bộ các bước in hết ra hắn vẫn ôm lấy cô xả xét cẩn thận cái nồi đang sôi kia một nồi cháo trắng đặc không đa dạng trong qua chỉ là mùi gạo thuần túy Nhưng lại đủ khiến người khác động lòng Thật ra đại tiểu thư lần đầu tiên xuống bếp Mặc dù chỉ là cháo trắng đơn giản Nhưng thành quả coi như vừa lòng Đưa tay cầm cái tay Vẫn đang cầm cái muôi nâng lên Nhẹ nhàng hôn một cái Khép hở con mắt có thể cảm thấy được Né mắt khẽ ướt Cô nấu trong bao lâu Không có mùi khét, không nấu tràn ra Không có tất cả những sai lầm của tay mới Sẽ là phạm phải rất rõ ràng cô vẫn lấy cái muôi canh nồi cháo rồi từ từ khuấy đều mới có thể nấu ra được nồi cháo trắng như như thế này. Cô rõ ràng là đại tiểu thư, mười ngón tay không chịu dính nước, thậm chí ngay cả hình dạng thức ăn trước khi nấu chín thế nào cũng không biết. Tính nhẫn nại của cô vô cùng kém, phách lối vô cùng, nhưng có thể chăm sóc hắn, có thể trong mấy tiếng đứng làm cái việc đơn điệu nhất, nhàm chán nhất là nấu cháo. Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể mua được cháo trắng, nhưng cô lại tự mình xuống bếp. Cái đó không quan trọng, mà quan trọng là người ta hôm nay mới phát hiện, thì ra là là một bữa cơm cũng không đơn giản hơn bao nhiêu so với thiết kế một bộ trang phục. Mặc dù cô không giống trong tiểu thuyết giữa cầu thả cắt phải ngón tay hoặc làm bỏng tay, nhưng cô cũng đã thất bại vô số lần. Chỉ chỉ vào mấy cái nổi lớn bên cạnh, trong đó đựng cái thứ không giống là cơm cũng không phải là cháo hoặc trực tiếp đổ đi hoặc để đó trải qua vô số lần thất bại và nếm thử xong giờ mới miễn cưỡng được như thế này chỉ còn lại là cháo trắng mà thôi không làm quà cũng không biết những năm này hắn vì cô mà vất vả như thế nào mỗi một bữa ăn mỗi một đĩa thức ăn đều là món cô thích ăn